Hào môn tranh đấu 1, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 911, thần bí. Trung tâm bệnh viện cấp cứu. Tô Thủy Kỳ mặc áo bác sĩ từ phòng thay đồ nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang được kiểm tra, sau đó sẽ chụp CT cắt lớp não, anh trầm mặc tiếp nhận kết quả kiểm tra, hai mắt lướt qua, trực tiếp hỏi, mắt bệnh nhân có triệu chứng mơ hồ phải không? Bác sĩ cấp cứu Lý xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ lập tức nói, đúng vậy. Tô Thủy Kỳ vội vàng nói, lập tức xét nghiệm máu. Có thể là do chúng độc trì. À, ba bác sĩ khác nghi ngờ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nói. Nhưng triệu chứng chính của bệnh nhân là nôn ra máu. Tô Thủy Kỳ nhìn Trang Hạo Nhiên đang hôn mê, nói. Nôn có liên quan đến đường hô hấp, liên quan cả đến dạ dày. Nhưng bệnh nhân ngất đi kèm theo nôn mửa, có phần không bình thường. Theo tôi với thân thể bình thường khỏe mạnh của bệnh nhân chắc chắn không có khả năng nôn ra máu nhất định là do thân thể anh ấy còn có vấn đề khác nữa, ngay cả lúc bị thương nặng tình trang ho ra máu là hết sức rõ ràng. Mà chúng độc trì sẽ liên quan đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, toàn bộ hệ thống máu cũng có tổn thương. Cộng thêm thị lực mơ hồ, tôi càng khẳng định điểm này. Bác sĩ nghe thấy vậy, lập tức phân phó y tá trưởng lấy máu. Mau, kiểm tra lượng trì. Tôi đi, chấm than ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt nhận lấy ống kim và găng tay cao su từ tay của y tá trưởng đến bên Trang Hạo Nhiên rút máu, nói, khi anh ấy bị ngất, tôi nghe thấy âm thanh rất lạ trong lồng ngực của anh ấy, có chút không bình thường. Anh vừa nói xong, đem mẫu máu lấy ra, tự mình giao cho y tá trưởng, thế nhưng tay mới đưa ra, lại rút về, nói thẳng, để tôi tự đi. Chấm than ngoặc kép, tất cả bác sĩ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía anh. Audio điện tử võ tấn bền Tô Thủy Kỳ ngay lập tức chỉ đạo y tá theo dõi chặt chẽ bệnh tình của Trang Hạo Nhiên, sau đó anh mới nhanh chóng rời đi, nhìn thấy tưởng vĩ quốc, Trang tính vũ cùng người hai nhà, anh cũng không nhiều nói, liền trực tiếp cầm mẫu máu hướng phòng xét nghiệm đi đến, viện trưởng vội vàng dẫn hai người theo sau đến trước mặt tưởng, Trang chủ tịch cùng phu nhân, khẩn trương nói về tình trạng của Trang Hạo Nhiên. Ân Nguyệt Dung nghe viện trưởng nói tình trạng của Trang Hạo Nhiên lập tức đau lòng khóc lên, sợ đến lỗi hồn bay phách tán, nghẹn ngào gọi, Hạo Nhiên. Trang tính vu ôm lấy vợ, muốn an ủi, nhưng vì nghe nói tình trạng con trai lần này có phần nguy hiểm, cũng bị dọa đến nỗi không nói nên lời. Trang ngải lâm đứng ở một bên, cũng hai tròng mắt đỏ bừng khẩn trương, khó chịu, lo lắng đứng bên cạnh mẹ, nhưng cũng không thể nói chuyện. Tưởng vĩ quốc cùng cố mạn nghi cũng bị lời nói của viện trưởng làm cho khiếp sợ nhưng vẫn đi lên phía trước, do hỏi viện trưởng, bệnh tình cụ thể của Trang hạo nhiên như thế nào. Sắc mặt viện trưởng nghiêm trọng nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Cố Mạn Nghi nói, "Tôi nghĩ, thân thể tổng giám đốc Trang rất nghiêm trọng." Tô Thủy Kỳ đứng ở đầu bên kia, nghe lời này, không hiểu sao lại muốn quay đầu nhìn viện trưởng, liếc mắt một cái. Viện trưởng tiếp tục khẩn trương nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi, vừa muốn nói, lại thấy Thẩm Quân Dụ đang thì thầm nói gì đó với Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi ngẩn ra. Hắn tiếp tục nhìn về phía bọn họ, khẩn trương nói, "Theo kiểm tra ban đầu của bác sĩ, đêm qua bản thân tổng giám đốc trang đã bị thương, hôm nay vì cứu đường tiểu thư, tung mình xuống biển, thân thể lại thêm một lần bị thương nữa, hiện nay chính hôn mê bất tỉnh, tô thiếu gia và các bác sĩ của chúng tôi đang cấp cứu, nghe nói cậu ấy vẫn không ngừng nôn ra máu, tình trạng không tốt lắm. Ân Nguyệt Dung nghe thấy câu này, thật là sợ hãi, nước mắt rơi lã trả, tay vội vàng run rẩy nắm lấy cánh tay trang tĩnh vũ, khóc nói, ông xã, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? con mình đã xảy ra chuyện, con mình thực sự đã xảy ra chuyện, đều tại ông bình thường hay đánh con mắng con, nói không ít lời khó nghe, nhìn nhìn, con trai thực sự nghĩ chúng ta không thích hắn. Con đã xảy ra chuyện, con trai của ta đang rất nguy hiểm, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ cũng đau lòng, ôm lấy bà xã, nước mắt tràn đầy hai mắt cũng không khỏi kích động, cũng có vẻ mất bình tĩnh, nặng thở phì phò tức giận, nói, Nguyệt Dung, bà bình tĩnh một chút. Không có chuyện gì, không có chuyện gì kia xúc, đứa bé kia vẫn là kiện tướng thể dục thể thao, bình thường bơi qua vịnh, cũng có thể lặn ở trong nước một giờ không lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần hù dọa mình. Dù thế nào khi nó còn khỏe mạnh, cũng chịu được ít giày vò nhưng đang bị thương lại xuống biển cứu người làm sao chịu được, con trai đáng thương của ta. Ân Nguyệt Dung chưa nói hết câu, lại đau lòng che mặt lên khóc. Mẹ, đừng như vậy, lúc này, tâm trạng của Trang Ngải Lâm cũng rất lo lắng, bình thường đánh hắn, cũng là muốn cho thân thể hắn được khỏe mạnh hơn thôi, thế nhưng em trai phải do tự mình đánh, còn người khác không thể đụng vào. Lần trước em trai gặp chuyện không may mất tích, chính là ở nhà bác dịch đến khi không có việc gì mới trở về, không để người nhà lo lắng, thế nhưng lần này, mắt mở chừng chừng nghe em trai gặp chuyện không may, đang nằm cấp cứu trong phòng, cô cũng không khỏi lo sợ. Diệp Mạn nghi nghe Nguyệt Dung khóc như vậy, hai mắt nhanh chóng nặng chiếu, vẻ mặt đau lòng, vươn tay nắm cánh tay tưởng vĩ quốc. Tưởng Vĩ Quốc khẩn trương nhìn về phía viện trưởng, uy nghiêm, nói, bằng bất cứ giá nào, các người nhất định phải bảo đảm tổng giám đốc trang được an toàn, hiện tại hắn là nửa bầu trời của hoàn cầu chúng ta. Vâng, hai chủ tịch cùng phu nhân xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem hết sức, toàn lực cứu tổng giám đốc trang. Viện trưởng vừa nói hết câu, nhanh chóng xoay người, bước qua tưởng thiên lỗi cùng thẩm quân dụ, hướng đến phòng xét nghiệp. Phòng xét nghiệp, Tô Thủy Kỳ đứng ở trong phòng xét nghiệm đang theo dõi bác sĩ cầm mẫu máu để kiểm tra, anh nhìn thấy trên màn hình máy vi tính, nồng độ trì trong máu của Trang Hạo Nhiên không ngừng tăng lên, vừa đến 20, lại đến 30, số liệu đang càng ngày càng đi lên, bác sĩ xét nghiệm cũng ngơ ngác nhìn số liệu vượt lên cột UG60, tiếp tục đang đà đi lên, vượt qua 60, cho đến 70, 80, 90, 100, hoàn toàn. Bác sĩ nặng nề thở một cái, kinh ngạc nhìn về phía con số đang tăng lên, Lãnh đạm nói trời ạ, à, cao như vậy, chấm than ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nhìn số liệu kia dừng ở mức 160, anh lập tức cầm điện thoại lên, bấm máy đến thẳng phòng cấp cứu, và nói với y tá trưởng, chẩn đoán chính xác, bệnh nhân bị trúng độc trì, phải lập tức bài trì, chuẩn bị DMS, EOTA. Chấm than ngoặc kép, bên kia cúp điện thoại, nhanh chóng xoay người, lại nhìn thấy viện trưởng khẩn trương đi tới phòng xét nghiệm dò hỏi tình huống lập tức nói, chuẩn đoán chính xác tổng giám đốc trang chúng độc trì, cho nên mới dẫn tới bị thương nặng như vây, lập tức bài trì. Viện trưởng vừa bước tới cửa phòng, nghe thấy lời Tô Thủy Kỳ vừa nói, tức khắc khiếp sợ, nhìn và hỏi Tô Thủy Kỳ bị chúng độc trì. Sao lúc trước không biểu hiện gì? Có thể là chúng độc cấp tính, cơ thể tổng giám đốc trang cường tráng khỏe mạnh như vậy, không biểu hiện ra bên ngoài cũng là điều bình thường. Tô Thủy Kỳ vì đang vội, liền nhanh chóng đi ra ngoài, chạy về phòng cấp cứu trong phòng cấp cứu. Thân thể Trang Hạo Nhiên bắt đầu không bình thường, bị co giật, bác sĩ cấp cứu lập tức phân phó y tá chuẩn bị natri Phenobarbito để tiêm vào bắp thịt. Tô Thủy Kỳ lúc này thở hổn hển xông tới, vội vàng chỉ đạo lập tức chuẩn bị dung dịch axit sulfuric để rửa ruột trước đã. Mau, chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, một y tá khác lập tức đi chuẩn bị. Tô Thủy Kỳ nặng nề, thở phì phò, hai tay chống ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, bình thường nhìn thấy anh tràn đầy nhiệt huyết, khuôn mặt luôn tươi cười, thực sự không quen gương mặt tái nhợt này, hai tròng mắt kiên nghị của anh lóe ra nhìn nói anh sẽ không có chuyện gì. PS, ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail tttukidmsa.gmail.com Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đang lo lắng chờ đợi, ngay cả thói quen luôn luôn bình tĩnh của tưởng thiên lỗi cũng bị thay đổi, hôm nay cũng đứng ngồi không yên viện trưởng cũng mọi người đang cùng nhau ngồi trước màn hình, quan sát Tô Thủy Kỳ và các bác sĩ đang cứu chữa khẩn trương, trong lòng hắn cũng lo lắng vạn phần. Phòng bệnh độc lập bên kia, truyền đến tiếng kêu đau đớn của Thanh Bình giống lên, vì đây là phòng bệnh độc lập cho nên không có quấy nhiễu đến các phòng khác của bệnh viện, mấy hộ lý đi dọc theo hành lang, thấy bảo vệ rất nghiêm ngặt, khi nghe tiếng khóc đáng sợ ở trong phòng nữ bệnh nhân kia phát ra, làm các cô sợ hãi phải đi vòng qua đường khác. Uyển Thanh đứng ở ngoài phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn bộ dáng sợ hãi của mấy hộ lý kia hai mắt của cô lóe lên lại nghiêng mặt lắng nghe tiếng giống bên trong đồ khốn kiếp đáng chết này nếu như đợi một lát nữa chứng minh thanh bình bị oan ta nhất định đem bọn chúng lột ra nhất là tiêu yên kia chấm than ngoặc kép mỹ linh đứng một bên hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt lại được trông coi nghiêm ngặt nghẹn ngào nói quyền thanh từ sau khi lãnh mặc hàn rời đi bình tĩnh đứng ở một bên Mỹ Linh đi tới trước mặt Huyền Thanh, khẩn trương cùng kích động kêu lên, cô vì sao vừa nãy không nói đỡ Thanh Bình một câu. Cô biết rõ cô ấy bị oan. Huyền Thanh nhíu mày nhìn về phía Mỹ Linh, yếu ớt nói, tôi làm sao biết cô ấy bị oan chứ. Mỹ Linh ngẩn ra, nước mắt rơi xuống nhìn về phía Huyền Thanh. Huyền Thanh cũng nghiêm túc nhìn và bất đắc dĩ giải thích, ngay cả tôi cũng hoài nghi chính tôi, rốt cuộc kia bình rượu đỏ kia đi đâu. Vừa hay cô có nghi ngờ chính mình không? Tôi, chấm 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 ngoặc kép, Mỹ Linh nhất thời tim đập mạnh. Uyển Thanh cười lạnh nhìn nói với cô, lòng người chính là đáng sợ như vậy. Nó ẩn giấu ở trong thân thể, bản thân mình cũng không thấy rõ lắm, huống chi người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Mỹ Linh nghe lời này, hai tròng mắt cường liệt lóe lên một cái, nắm chặt tay, cắn răng kiên quyết nói tôi tin Thanh Bình. Cô ấy sẽ không làm loại chuyện này. Nếu như cô hiểu rõ một người. Còn cần tôi phân tích làm cái gì?" Uyển Thanh lại lạnh lùng nhìn cô. "Vậy cô?" Mỹ Linh nhất thời ngẩng đầu, đau lòng nhìn về phía Uyển Thanh, hỏi cô đến đây nhìn cô ấy làm gì. Uyển Thanh nghe lời này, hai chồng mắt chợt lóe, nhìn xung quanh nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là hơi ngửa mặt, thần sắc lại hơi lộ ra mấy phần thần bí, cất bước đi về phía trước. "Ai?" Mỹ Linh vội vàng gọi. Uyển Thanh đi qua hoa viên, sau đó đi qua cầu nối hai tòa nhà từng bước từng bước hướng đến trung tâm bệnh viện, đôi mắt lạnh lùng bước đi, nghe thấy tiếng giày cao gót bước trên sàn gạch rất rõ ràng, rất mạnh mẽ. Ở phòng cấp cứu mọi người còn đang sốt ruột chờ đợi. Uyển Thanh xuất hiện, chậm rãi đi đến, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đứng cách xa mọi người, nhìn xung quanh một lượt, như là vô ý nói bên tai của anh, khẽ nhúc nhích môi, hơi hạ giọng nói, rượu đỏ đã được bí mật cất đi, dự đoán lúc này đã tới biệt thự của tổng giám đốc Trang. Chỉ là lần này đã làm khó Thanh Bình, cô ấy cái gì cũng không biết. Em tin, những người đó sẽ rất mau ra hiện. Sắc mặt lãnh mặc hàn u ám, hai tròng mắt mạnh mẽ lé lên một cái. Trung Quốc một chân trời khác. Sáng sớm, trăm hoa đua nở, tỏa hương khắp nơi, chim hót líu lo, từng mảnh lá xanh của rừng trúc đón gió mát, sương mù bay lơ lửng, một phụ nữ mặc áo yếm màu trắng, quần yoga trắng, đi chân trần, lấy lá trúc làm đối thủ, bàn tay giống như con rắn nhẹ nhàng di chuyển, thủ pháp thuần thuộc tránh né lớp lá dày đặc, thân thể nhanh nhẹn từng đợt tung lên hạ xuống, cảm giác như một hạt bụi cũng không dính vào người. Thỉnh thoảng lá trúc xẹt qua đôi mắt quyến rũ, đủ thấy sự lợi hại của người phụ nữ này. Một trận gió lại thổi tới, từng chiếc lá trúc rơi xuống. Một thân ảnh màu đen, ngồi thiền ở trên một gốc cây già hàng trăm tuổi, không vì bất cứ vạn vật nào mà di chuyển, bóng dáng cứ như thế mà trầm mặc. Có tiếng bước chân từ rừng trúc truyền đến dẫn đầu người bóng đêm nhanh chóng đi tới sau lưng, tôn kính nói, chủ nhân, rượu đỏ lại lần nữa bí mật biến mất. chương 912, mang đến trước mặt. Một chiếc lá trúc, như một con thuyền nhỏ, lượn trái lượn phải nhẹ nhàng rơi xuống. Một bóng người màu trắng, từ rừng trúc chợt xuất hiện, ngay lúc nó sắp sửa rơi vào thế giới của hắn, trong nháy mắt cô phi thân lên, hai tay kẹp chặt chiếc lá sắp sửa rơi xuống kia, cấp tốc mãnh thế xoay tròn giữa không trung đầu gối chạm đất, kính trọng tay chống đầu gối, ngẩng đầu, nóng mắt nhìn người trước mặt. Hắn yếu ớt mở đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía rừng trúc đầy khói trước mặt, ở tuổi trung niên của hắn, nếp nhăn cũng như dấu vết thời gian, cường ngạnh khắc trên gương mặt hắn, lộ ra chút vô tình cùng sâu lãnh, hai tròng mắt khác thường như ánh mắt của nho sĩ nhìn thấu người đời, lưu truyền nhìn mọi thứ xung quanh, trừ cái bóng người màu trắng kia, không có một chút sợ hãi thứ gì trên thế giới này. Gió thổi tới, bay đến rừng trúc phát ra tiếng xào xạc. Ông ta mặc trang phục võ thuật màu đen, chậm rãi đứng dậy, đạp lên từng đám lá trúc, phát ra tiếng xèo xèo, dọc theo làn khói xanh trong rừng trúc, mặt lạnh cất bước. Thiếu nữ trang phục trắng cùng với ba người dạ hành lập tức tôn kính theo sát phía sau ông ta, dọc theo con đường nhỏ dập bóng trúc u ám mà uốn lượn như rắn đi thẳng về phía trước, bước qua từng thác nước nhỏ trên núi nào đó đang róc rách chảy xuống từng đợt trắng xóa, tại nơi bảy sắc cầu vồng tung bay, có thể nhìn rõ được một ban công gỗ hình tròn tại đầm. Giữa ban công được bài trí một chiếc bàn trà Trung Quốc làm từ gỗ tử đàn được chạm trổ tinh xảo, trên bàn trà có một cái đỉnh đàn hương nhỏ, đang tỏa ra mùi hương thần bí. Tách trà hình anh đào nhiều màu sắc kia, tạo thành một loại màu độc nhất trên khắp thế giới này. Bóng đen rơi trên bàn trà. Ông ta vẫn không một tiếng động ngồi ở bàn trà trước ban công, cảm nhận được nhiệt độ của tách trà lúc này vừa vặn thích hợp, liền khoan thai nâng tách trà lên, mở nắp anh đào kia ra, nhìn về phía nước trà trong suốt bên trong. Có một đóa anh đào màu hồng phấn đang nhẹ nhàng mà nổi lên trên, ông ta vẫn không lên tiếng cúi xuống dưới, nhẹ thổi một cái, mới nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, nuốt xuống, yết hầu chậm rãi lên xuống. Ba người dạ hành trong nháy mắt ngẩng đầu, mặt bộc lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía ông ta, vừa muốn cầu xin, một bóng người màu trắng trong nháy mắt như ma quỷ, đạp mạnh phía sau hai tên người bóng đêm bay thẳng xuống hồ. A, à, một trận tiếng kêu thê lương sợ hãi truyền đến. Máu tươi hai tên người giả dạ hành lập tức bắn tung tóe về phía hồ nước vốn âm u tĩnh lặng kia, vô số những con rắn độc vàng nhỏ cùng với những con rắn vàng loại cực độc dài năm thước, trong nháy mắt mở miệng to như cái bồn chứa máu, đem toàn bộ máu tươi trào ra trên người hai tên người giả dạ hành, lập tức cắn xé, nuốt vào trong cơ thể. Từng trận tiếng kêu thê lương, cùng với mùi vị máu tươi bị nhai nát một cách tàn nhẫn, từng đợt sâu sắc bay đến sân phơi không nhuốm bụi trần kia tên cầm đầu đám người dạ hành đứng trên ban công gỗ lim, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nuốt cổ họng khô cạn, hai mắt run rẩy kinh hoàng, nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Ông ta vẫn hệt như nho sĩ, ngón tay vô cùng đẹp mắt đặt trước tách trà, cặp mắt vốn dĩ tĩnh mịch, lúc này bỗng ẩn giấu một vài tia nhìn kín đáo như thú tính, bình thản nhìn người trước mặt, nói, người có biết. Đối phương vì sao lại thắng không? Hơn nữa lại còn nhiều lần thắng. Tên người giả dạ hành run rẩy với ánh mắt đầy kích động kinh hoàng nhìn về phía ông ta. Ông ta cũng sâu xa nhìn người trước mặt, ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm, có xu hướng ngưng tụ thành một luồng sát khí. Nhàn nhạt nói: Bởi vì đối phương không có cảm giác sợ hãi, một người thực sự sợ chết sao có thể trở thành dũng sĩ? Trên thế giới này đáng sợ nhất người cảm thấy chính là hồn ma sao? Chúng còn sống cũng không sánh bằng con người, sao đã chết đi lại có thể sánh ngang với người đời? ngay cả địa ngục cũng sợ hãi dựa vào cái gì làm người bình thường người dạ hành thở hổn hển nghe lời này lại có chút bình tĩnh vẫn tràn đầy vẻ tôn kính nói chủ nhân giáo huấn rất đúng chỉ là người của chúng ta cũng hết sức tận lực mà làm nhiệm vụ thế nhưng đối phương thật sự là ta biết ông ta yếu ớt nâng tách trà lên lại uống một ngụm nhỏ người dạ hành trong nháy mắt ngẩng đầu trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống nhìn hắn cô gái trang phục trắng mặt bộc lộ một luồng sát khí nhờ mắt nhìn ông ta. Ông ta lại thong thả đặt tách trà xuống, mới chậm rãi ngẩng đầu, giống như một người thông hiểu cõi Phật, mỉm cười nhìn người trước mặt, nói, người có biết tại sao ta lại muốn tìm chai rượu đỏ này không? Hai mắt tên người dạ hành lóe ra, không dám lên tiếng. Ông ta liền ngưng động sắc mặt, dường như đá điêu khắc băng lãnh nhìn thuộc hạ, dưới ban công gỗ lim rắn độc vàng cũng đã đem thịt hai người dạ hành gặm đến không còn một mảnh, có một vài con rắn vàng nhỏ không ăn được, cắn ngược lại những con rắn vàng đã no nê, bắt đầu xé giết, phải xé giết như vậy, huấn luyện ra rắn độc, mới nhanh chóng và ác độc. Tên người dạ hành tiếp tục lắng nghe tiếng kêu đáng sợ của những con rắn nhỏ cắn xé đối phương, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng bất an. Ông ta nhàn nhạt đứng lên, đi về phía ban công đỏ thấm, ngẩng đầu nhìn thác nước đang róc rách rơi ở phía trước, còn có những giọt nước bảy sắc cầu vồng, hai tròng mắt thâm thúy, không cần hồi tưởng cũng có thể thấy được hình ảnh 10 năm về trước, người nhà mình chưa chết, lại bị vùi lấp dưới đất kia, một cơn u ám và lạnh lẽo lại mét đến cảm giác sợ hãi cực điểm. Sâu kín nói con người nếu như phải trở nên tàn nhẫn, không phải giết người, mà là phải để cho hắn hưởng thụ cái loại cảm giác sống không bằng chết. Chỉ có hưởng thụ loại cảm giác sống không bằng chết này, người mới có thể hiểu rằng, người trong bầu không khí âm u tối tăm của thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Một bóng người màu trắng, trong nháy mắt lại như tia chớp, ném ra dây thường sắc bén như rắn, đem người giả dạ hành này trong nháy mắt siết chặt cổ. vào lúc hắn còn chưa kịp dẫy ruộng, bỗng nhiên đạp hắn xuống hồ dưới ban công. a, à, tên người giả dạ hành hoảng sợ rơi xuống, mắt lúc nhìn thấy sắp sửa rơi xuống những cái mồm há to của con rắn độc trong hồ, thì cổ hắn nháy mắt lại bị siết chặt lại. hai chân hắn lơ lửng giữa không chung, chỉ cần một chút nữa thôi, sẽ bị rắn độc cắn phải. hắn vừa muốn mở miệng cầu cứu, cổ lại bị siết chặt hơn, chặt đến mức mặt hắn đỏ lên, nói không nên lời, mắt hắn lập tức sọc lên máu mười đầu ngón tay run rẩy rừng giữa không chung. Thiếu nữ trang phục trắng lại tàn nhẫn tay xoay tròn dây thép, hai tròng mắt đầy vẻ ác độc, đem thân thể hắn thả xuống chút nữa. Vô số những con rắn nhỏ lại muốn há to miệng, như muốn cắn người. Ông ta ta lại bình thản như gió đứng trên ban công, mặc kệ một mạng người sắp sửa biến mất, mới sâu xa nói, người nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, người sẽ không cảm thấy, rắn độc dưới chân ngươi chính là kẻ địch của ngươi sắp sửa ăn thịt ngươi ngươi phải cảm thấy, chúng nó chỉ là nhẹ liếm thân thể ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đau đớn, ngươi vẫn muốn cùng nó hòa thành một thể. Vừa nói xong, ba thiếu nữ trang phục trắng đột nhiên từ giữa thác nước xuất hiện, mặt lạnh như làn khói nhẹ trước rừng trúc kia, mắt mở to nhìn người giả dạ hành sẽ hóa thân thành bữa ăn ngon cho rắn độc, các cô lại mỉm cười đứng trên hồ đầy rắn độc, nhẹ di chuyển ngón tay thon ngọc, một con rắn vàng nhỏ trong đó liền lùi vào lòng bàn tay cô. Cuối cùng theo cánh tay thon ngọc của cô, trườn đến cổ cô, vươn ra đầu lưỡi như mũi tên, khẽ liếm cầm cô. Thiếu nữ mỉm cười, nhẹ cầm lấy thân con rắn có vẻ vàng xinh đẹp kia, ánh mắt vốn dĩ dịu dàng cùng mộng ảo, bỗng chốc lại lóe lên sắc bén, ngón tay trong nháy mắt siết chặt đầu con rắn kia, bóp mạch, một tay kia trong nháy mắt đưa tới thân con rắn, lại bóp chặt, mật rắn màu đen lập tức nứt vỡ tuôn ra trên bàn tay trắng nõn. Vù, vô số rắn độc trong đầm lầy, nhìn một màn này, đột nhiên như mũi tên, trong nháy mắt lùi vào trong hang, không dám chui ra ngoài. Thiếu nữ trang phục trắng trên ban công, bỗng nhiên dùng sức, đem người dạ hành kia kéo lên làm hắn ngã trên ban công đỏ thấm, khiến cho khuôn mặt gần như hít thở không thông của hắn nện trên mặt ban công. Khụ 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 khụ, chấm than ngoặc kép, người dạ hành bò tới trên ban công, mặt sưng phồng đỏ bừng như sắp chết, lúc thở dốc, bàn tay lại cầm chặt cổ mình, cảm giác sinh mệnh vẫn còn trong nháy mắt, linh hồn trong khoảnh khắc như bị thách thức, trở nên tàn nhẫn hơn vài phần so với lúc trước, hai mắt sắc bén đầy sát khí, quỳ gối trên ban công gỗ lim, thở dốc nói cảm ơn chủ nhân giáo huấn. Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, chấm than ngoặc kép. Ông ta thong thả xoay người, thật sâu chăm chú nhìn người trước mặt, yếu ớt nói ta dạy cho ngươi cái gì. Hai mắt người giả dạ hành chợt lóe, tuy có chút hiểu ý, nhưng lại không dám nói. Ta cái gì cũng không dạy ngươi, khuôn mặt ông lạnh băng, hai tròng mắt thâm thúy bộc lộ ánh nhìn như bậc thông tuệ, lạnh lùng nói, đó là ma quỷ trong thế giới của ngươi. Trong cơ thể mỗi người đều ẩn giấu ma quỷ, ta muốn có được chai rượu đỏ này, chính là muốn nói cho người khác biết, trong cơ thể mỗi người trên thế giới này đều có ma. Vâng, chấm than ngoặc kép, người dạ hành vội vã lên tiếng trả lời. Ông ta không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người, nhìn về phía thác nước đẹp đẽ đang chảy kia, còn có cầu vồng bảy sắc kèm theo, chỗ này lại lần nữa lại thành nhân gian tiên cảnh, ông ta lại tiếp tục lạnh lùng nói, người nào ở trong mật thất của khách sạn Á Châu, xẻ thân rắn của ta, bóp mật rắn của ta. Thiếu nữ trang phục trắng lại lập tức tiến lên, hướng về phía ông ta báo cáo nói, cô ta tên Huyền Thanh. Trong tổng bộ của chúng ta ở Mỹ, là một nhà phân tích tâm lý xuất sắc. Đáp lại lời mời của đám người áo đen, qua đây giúp đỡ chống lại chúng ta. Chai rượu đỏ lúc cô ta rơi xuống biển bị cháo, người đi một chuyến, đem hai cô ấy cùng mang đến trước mặt ta ông ta sâu xa căn dặn. Thiếu nữ trang phục trắng vẻ mặt phấn khởi ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta, nói chủ nhân. Ngài cho phép tôi ra ngoài sao? Ông ta im lặng. Thiếu nữ trang phục trắng nhìn gò má ông ta, sắc nhọn như đau cắt, cô tức khắc gật đầu, cười nói, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau ở bên này, Trang Hạo Nhiên nằm trên giường bệnh, bỗng mở mắt ra, cầm chặt cánh tay bên cạnh, la to một tiếng, khả hinh chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lối cao mày căng thẳng, ngồi một bên vô cùng ghét bỏ nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên dường như vừa trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc, xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi cư nhiên ngồi bên giường, chính mình lại đang thâm tình nắm tay người ta, anh ôi lên một tiếng, toàn thân nổi da gà, buồn nôn rút tay về chặn trước ngực, sợ hãi kêu lên, tại sao lại là anh? chương 913, ngừng lại. Phòng bệnh VIP của biệt thự, một con chim xanh, sợ hãi bay đi. Cậu không phải là yêu tôi sao? Sao lại không phải là tôi? Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen ủi thẳng, dường như suốt một đêm không ngủ, mở nút áo trước ngực, đang nho nhã ngồi trên ghế bên cạnh giường, hơi nghiêng người yếu ớt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên mặc trang phục bệnh nhân màu trắng, trải qua một đêm cấp cứu, vẫn có vài phần tiêu tủy, nằm trên giường bệnh, thở dốc một cái, mới nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười như không cười nói, anh ăn mặc mập mờ như thế, tôi có chút sợ hãi tưởng thiên lỗi vừa nghe lời này liền tức khắc bộc lộ vẻ mặt không thể chịu nổi anh tay trống trên đệm giường làm bộ muốn đứng lên lại ghét bỏ tức giận nói chú gì còn có cha mẹ tôi biết cậu không sao vừa mới đi không lâu trang hạo nhiên có chút cảm động cầm tay anh mặt bộc lộ chút ái muội khẽ cắn môi dưới nói anh 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 mặc thành như vậy bên cạnh tôi suốt đêm sao tưởng thiên lỗi hất mạnh tay anh ra tức giận nói chẳng lẽ cậu muốn tôi cởi hết rồi bên cạnh cậu cả đêm sao không cần như vậy quá bại hoại rồi chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên tức khắc kéo chăn đệm che chặt trên lồng ngực mình sắp chết lại còn không đứng đắn như vậy chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi tức giận lại muốn đi ra khỏi phòng bệnh này chờ một chút chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nắm chặt tay anh bộc lộ một chút trêu đùa nhưng vẫn rất nghiêm túc và khẩn trương hỏi khả hình thế nào rồi tưởng thiên lỗi dừng lại một lúc mới cúi đầu nhìn về phía anh hơi bộc lộ một chút bất đắc dĩ nói, cô ấy không sao, cậu anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, cô ấy còn có thể gặp chuyện không may sao? Tối hôm qua cô ấy cũng qua thăm cậu, khóc thật lâu, 3 giờ sáng mới quay về ngủ, lúc này mới 8 giờ sáng, dự đoán còn chưa thức dậy đâu, có muốn tôi giúp cậu đi xem một chút không? Không cần, Trang Hạo Nhiên thở dốc, yên tâm nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn người này, lúc nhỏ cùng cậu ta ăn cơm, chưa từng nhận được một miếng thịt trong chén cậu ta nhìn người này vừa sống lại lại là vẻ mặt không đứng đắn liền trực tiếp nói không sao là tốt rồi không uổng công tôi trông giữ cậu cả đêm nếu thật sự xảy ra chuyện tôi cũng có chút bận rộn rồi anh nói xong người vừa muốn đi ra chờ một chút chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên thoáng cái lại thâm tình nắm tay anh làm gì tưởng thiên lỗi tức khắc hất mạnh tay anh ra có chút tức giận hỏi khuôn mặt trang hạo nhiên lại bộc lộ dáng vẻ tiêu tủy cùng mệt mỏi lại mang theo vài phần đáng thương, nhìn về phía anh khàn khàn nói, anh thương tôi, tội nghiệp tôi, tôi lúc trước vẫn cả ngày bận rộn đến tận hôm qua, lại cho tới hôm nay, thật sự là quá đói. Lông nghi tưởng thiên lỗi nhẹ chấp, mặt bộc lộ một chút cổ quái nhìn về phía anh, hỏi, sau đó thì sao? Trang hạo nhiên lại dáng vẻ tội nghiệp, nhếch nhẹ cánh môi trắng bệch, liếc về phía bàn cơm bên cạnh giường di động, đặt cháo cùng điểm tâm ăn sáng mà dì Lý đã nấu sáng nay đưa tới, nuốt một cái nơi cổ họng, nói tôi đói bụng đói bụng thì cậu mau ăn đi chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi trực tiếp tức giận nói nhưng mà hai tay của tôi không biết xảy ra chuyện gì không có chút sức lực nào trang hạo nhiên vẫn nằm trên giường bệnh hai tay vô lực đặt hai bên tỏ vẻ khó chịu nuốt cổ họng một cái tưởng thiên lỗi trầm mặc nhìn anh nhớ tới đêm qua tô thủy kỳ gắng hết sức cấp cứu đúng là tiêm cho anh một liều thuốc tê không hề nhẹ huống chi anh lại tung mình xuống biển cứu tài xế và khả hinh lúc ngoi lên thể lực đã tiêu hao nhanh lên một chút mau giúp tôi đói chết mất tôi muốn ăn cháo gì lý nấu trang hạo nhiên hối thúc tưởng thiên lỗi cậu thực sự là khắc tinh trong đời tôi chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi bộc lộ vẻ khó hiểu cất bước đi về phía bàn ăn kia kéo mạnh nó qua bên này trang hạo nhiên nhìn dáng vẻ này của anh nhịn không được lại cười trộm tưởng thiên lỗi cả khuôn mặt căng thẳng kéo bàn ăn rời về phía bên giường lại lắc giá đỡ bên giường, để cho thân thể trang hạo nhiên hơi dịch chuyển lên, mới cầm một chén sứ trắng nhỏ, múc một chút cháo nóng thơm ngon, thái độ đầy sự không cam tâm tình nguyện, đưa về phía anh nói, ăn đi. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn tưởng thiên lỗi đưa qua một chén cháo thơm ngon lại nóng hổi, ngẩng đầu làm nũng nhìn anh, có chút đáng thương nói, nếu như tự tôi có thể ăn, còn muốn anh bưng qua đây làm gì chứ? Tưởng thiên lỗi tức khắc nóng mắt, cho là mình nghe lầm nói, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi đút cho cậu sao? Trang hạo nhiên lại ra vẻ tội nghiệp nhìn về phía anh, nói, không được sao? Cậu thật là đáng ghê tởm buồn nôn, sáng nay tôi vẫn chưa dùng điểm tâm đâu đấy. Tưởng thiên lỗi phịch một tiếng nện mạnh chén cháo kia xuống, nổi giận nói tôi cho điều dưỡng qua đây đút cho cậu. Tôi không muốn các cô ấy, đầu ngón tay toàn mùi thuốc khó chịu, trang hạo nhiên từ nhỏ sợ nhất người thấy mùi thuốc, vì không muốn vào bệnh viện, cho nên mỗi ngày đều tập thể hình. Cậu, Tưởng Thiên Lỗi không có cách nào đành nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhất thời lại ngẩng đầu, nhìn anh, mang theo vài phần khẩn cầu nói, nhanh lên một chút. Đói chết rồi. Tưởng Thiên Lỗi thực sự lửa giận mút trời, nhưng với người này không còn cách nào khác khác, nhìn cậu ta hôm qua được bác sĩ cấp cứu như vậy, thiếu chút nữa tính mạng đã bị đe dọa, vẫn có chút không đành lòng, thở dốc, rồi lại thở dốc, vẫn còn tức giận ngồi bên giường, bất đắc dĩ nâng chén cháo kia lên đen mặt cầm thìa, vô cùng tức giận trộn trộn cháo nóng bốc hơi nghi ngút, cuối cùng mới múc lên một thìa, đưa tới bên miệng người này, nói, ăn a à. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên mặt nhìn không được tươi cười, lại nhìn thìa cháo hoa đang nóng hổi, lại ngẩng đầu ra lệnh nói, thổi một chút đã. Cậu, tưởng thiên lỗi tay cầm thìa, nóng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn nét mặt tái nhợt tiểu tủy kia, đành phải cúi đầu, thổi thổi cháo nóng, mới lại đưa đến gần miệng anh, nói, này. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lúc này mới vui vẻ cúi đầu, ăn xong thìa cháo kia, lập tức cảm thấy thiên lỗi tràn đầy tình yêu thương, hơi thở mang theo chút hạnh phúc, thật vui vẻ mà cười. Tưởng Thiên Lỗi với vẻ mặt buồn nôn ghét bỏ nhìn anh một cái, lại muốn múc một thìa cháo. Cho chút đồ ăn ngũ sắc, cầm Trang Hạo Nhiên hướng về đĩa điểm tâm trên bàn ăn, lại làm nũng nói. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt, thật sâu chăm chú trợn mắt liếc nhìn người này một cái, nhưng vẫn xoay người, cầm đũa lên gắp một chút cải bông đưa đến bên miệng trang hạo nhiên không đợi anh há to miệng liền nhét cả miếng vào trong ai trang hạo nhiên hơi hé miệng nhai cải bông thơm ngon này mới ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi nói anh nhẹ chút tưởng thiên lỗi không để ý đến anh tiếp tục bưng chén cầm thìa múc một ít cháo làm bộ thổi thổi lại đưa tới bên miệng anh trang hạo nhiên lại cười cúi đầu ăn tưởng thiên lỗi biến sắc hai tròng mắt lưu chuyển nhớ ra chuyện gì đó vừa thong thả khuấy cháo lại múc một thìa đưa đến miệng anh, mới chậm rãi lên tiếng, chai rượu đỏ kia, cậu đã giấu đi đâu? Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn anh, dường như không biết chuyện gì nói, anh nói cái gì? Chai rượu đỏ nào? Tưởng thiên lỗi ngước mắt, sắc mặt cứng lại nhìn chầm chầm về phía trang hạo nhiên, yếu ớt nói, cậu đừng tưởng rằng, cậu có thể lừa gạt được người khác, cũng có thể giấu giếm được tôi. Lãnh mặc hàn tính tình làm việc cẩn thận, sao có thể xuất hiện người trong nội bộ của cậu ta mà phản bội? uyển thanh lại là cao thủ đọc được suy nghĩ người khác xuất sắc nhất thế giới này bên cạnh cô ấy thực sự cũng sẽ không xuất hiện thuộc hạ như vậy cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn đem chai rượu đỏ kia giao ra đây cho tôi nó không phải của một mình cậu trang hạo nhiên trang hạo nhiên nghe lời này sắc mặt đột nhiên biến hóa nhìn tưởng thiên lỗi khẩn trương nói anh nói cái gì ý của anh là nói rượu đỏ đã bị mất tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn về phía anh mặt trang hạo nhiên lập tức bộc lộ sự cẩn thận lại nhanh chóng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi tình huống cụ thể như thế nào anh mau nói cho tôi biết Trang Hạo Nhiên chấm than ngoặc kép Tưởng Thiên Lỗi tức giận kêu tên anh tôi thật sự không biết chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên tức khắc nhanh chóng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói hôm qua tôi cũng chỉ cố gắng cứu Khả Hinh và tài xế làm gì có thời gian nghĩ đến chai rượu đỏ lúc tôi vừa lên thuyền cũng đã ngất xỉu anh cũng biết mà Tưởng Thiên Lỗi tức điên trong lòng nhìn về phía trang hạo nhiên tức giận nói hồi bé trong nhà trẻ cậu có thể vừa chơi game vừa xem phim hoạt hình vừa chơi rùa vừa làm bài tập vừa muốn coi thường tôi tất cả mọi việc toàn bộ cũng không hề ngừng lại chuyện rượu đỏ quan trọng như vậy cậu sẽ vì cứu khả hinh cùng tài xế mà quên nó được sao rõ ràng chính là cậu cố ý rơi trong xe sau đó làm cho người ta rơi xuống biển sau đó diễn xuất thành một màn kịch như thế chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên ha một tiếng bật cười nhìn tưởng thiên lỗi nói thì ra anh hồi bé đã quan tâm đến tôi như vậy thế nhưng tôi trưởng thành vẫn chỉ đối với một việc rất chuyên chú ví dụ như khả hinh tưởng thiên lỗi sắc mặt cứng lại vịt nện chén xuống nhìn về phía anh tức giận hỏi cậu có ý gì ai không nên tức giận mà trang hạo nhiên lại trấn an anh cười rộ lên nói tôi thề tôi thề độc rằng tôi thực sự thực sự không biết chuyện chai rượu đỏ kia Tưởng thiên lỗi đưa tay chỉ vào mặt trang hạo nhiên, nói cậu đừng có không biết xấu hổ như vậy. Cậu cho là lấy được chai rượu đỏ, cậu có thể có được cả thế giới sao? Trang hạo nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cười khổ nói thiên lỗi, tôi thực sự không biết. Tin tôi đi, bộc lộ một cách thâm tình như vậy. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt đứng lên, cúi xuống tức giận nhìn anh, nói tôi cảnh cáo cậu, trang hạo nhiên. Tôi nói lại một lần nữa, Chai rượu đỏ kia không phải của một mình cậu. Cậu tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây cho tôi, bằng không, đừng trách tôi không khách sáo." Chấm than ngoặc kép. Anh vừa dứt lời, liền tức khắc xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, thậm chí phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Tưởng Thiên lối đi ra ngoài, khuôn mặt vốn dĩ là vẻ đùa cợt, hai tròng mắt chợt lóe lên, sắc mặt dần thu lại, hiện ra vài phần có kế hoạch, vươn tay nâng chén cháo thơm ngon kia lên, vừa dùng thiềm múc ăn. Vừa nghĩ đến trước lúc hôm qua tự mình xuống biển, cùng Lãnh Mặc Hàn bạn bạc kế hoạch, mặt anh hơi bộc lộ vài phần thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài phòng bệnh, viện trưởng vừa cùng vài vị giáo sư đi về phía trước, vừa thảo luận về chuyện bệnh tình của Trang Hạo Nhiên, thỉnh thoảng lại ngước mắt, nhìn thấy một y tá nào đó đang bưng thuốc đi về phía trước, hai mắt cô lưu chuyển qua mấy phần kế hoạch, ông ta lại cười cười, tiếp tục cùng giáo sư khác bàn về chuyện này. Chương 914: Rút lui Phòng bệnh VIP trong biệt thự. Ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống rực rỡ, rơi trên những chậu hoa, nào là hoa yên chi, hoa hồ điệp, tranh nhau nở rộ rực rỡ, thu hút bướm và ong bay xung quanh. Những con rắn nhỏ như mũi tên, trong nháy mắt xông vào trong bụi cỏ. Một nữ y tá bê khay thuốc, chậm rãi đi tới trước phòng bệnh của Đường Khả Hinh, chất lỏng của thuốc trên khay theo sự di chuyển của cô y tá mà chuyển động, thoảng ra mùi vị kích thích của cồn. Như mà đã nói, nếu như trong tay đường khả hình không giữ chai rượu đỏ kia, lúc này có thể tống cô lên thiên đường, đôi mắt nữ y tá nhẹ chấp, vươn tay gõ cửa. Bên trong không một tiếng động, hai vệ sĩ đứng hai bên cửa quay mặt sang, xem xét cô kỹ càng từ trên xuống dưới, nếu đã là y tá được đi vào khu biệt, thì ban đầu đã phải kiểm tra đối chiếu thân phận, nhận diện khuôn mặt. Nữ y tá bình tĩnh đứng đấy, xác định bệnh nhân bên trong đang ngủ mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cất bước đi vào. Vitus ngồi trên ghế, bên cạnh giường đường khả hình đang ngủ say, ông lạnh lung quay người nhìn về phía nữ y tá. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà cũng đứng bên trong phòng bệnh xa hoa, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía y tá. Y tá mỉm cười nhìn tất cả mọi người trong phòng bệnh nói, trên cổ tay bệnh nhân bị thương, phải đổi thuốc. Tiểu Hà nhìn về phía y tá, vẫn có chút dằn vặt cùng đau lòng cho đường khả hình tối hôm qua, hạ thấp giọng nói, chờ một chút đi, tiểu thư của chúng tôi đang ngủ say. Vitus nghe đoạn đối thoại này, chậm rãi quay đầu, đau lòng nhìn về phía đường khả hình mặc quần áo bệnh nhân màu xanh lam, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc hơi rối, nằm trên chiếc giường trắng toát, trông rất điềm đạm đáng yêu, nhất là đôi mắt nhắm chặt đã không còn vẻ linh hoạt cơ trí như bình thường, thêm mấy phần tiêu tụy. Ông là một người lạnh lùng uy nghiêm trong giới rượu đỏ, nhìn thấy học trò của mình như vậy cũng không khỏi bộc lộ sự đau lòng. Được, y tá bình tĩnh đem khai thuốc đặt lên bàn bên cạnh giường, cảm giác chất lỏng bên trong chiếc bình thủy tinh kia theo đó mà lắc lư bên trong có nọc độc của rắn chỉ cần dính lên làn da con người có lẽ trong một thời gian dài theo mùi của rượu thuốc bay ra cơ thể con người sẽ hấp thu nó điều này cũng tương tự như chúng độc nặng tiểu hà cất bước đi tới vẻ mặt nhàn nhạt lại cẩn thận kiểm tra khay thuốc trên bàn chai thủy tinh phải băng bó thậm chí còn cầm lên bột thuốc và những đồ cần dung để thay cho đường khả hình còn có chiếc bình trong suốt kia cầm lên đưa đến gần mũi người nữ y tá chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh mỉm cười tiểu hà nâng mí mắt liếc mắt nhìn nữ y tá một cái liền để bình thuốc kia xuống ngoài cửa sổ một con chim xanh bỗng rơi xuống tiểu vi cùng tiểu hà trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ trông bình thường kia vừa rơi xuống liền nhanh chóng đi tới bên cửa sổ liếc mắt nhìn về phía vườn hoa toàn bộ ao sen tất cả đều yên tĩnh mới xoay người nhìn thấy nữ y tá nhân lúc đường khả hinh ngủ cô chuyên nghiệp mà thành thạo đem thuốc bột nhẹ nhàng đổ vào trong bình thuốc, nhẹ nhàng lắc đều. Vô số những con rắn nhỏ nhìn con rắn lớn màu đen hiên ra trên đường, há mồm cắn chết chú chim nhỏ, trong nháy mắt chúng nó đều ác độc trườn lên, vì con mồi bị ăn mất mà phẫn nộ lôi con rắn lớn này xuống nước, há mồm sâu xé. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lúc này đường khả hình bị tiếng gõ cửa ấy mà giật mình tỉnh giấc, nhíu chặt mi tâm, rốt cuộc nặng nề thở dài, thậm chí lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Vi lập tức đi ra mở cửa. Một nữ y tá trưởng đầu tiên là lễ phép gật đầu, liền nói nhỏ với nữ y tá bên trong, "Tiểu Trần, ra đây một chút, tôi có việc tìm cô." "A, à, vâng." Nữ y tá mỉm cười đứng lên, bình tĩnh đi ra ngoài, cửa cũng không đóng lại, chỉ đứng một bên, im lặng nghe y tá trưởng nói, vừa nghe vừa gật đầu. Lúc này Đường Khả Hinh hơi mở mắt ra, lập tức thấy sư phụ đang ngồi trước mặt mình, gương mặt lộ vẻ lo lắng, cô có chút hơi kinh ngạc chống hai tay xuống giường định ngồi dậy, thiết thai nhìn sư phụ của mình kêu nhỏ, sư phụ. Tiểu vi vội vã đi lên phía trước, đứng bên giường cẩn thận nâng cô ngồi dậy. Vitus chỉ là lẳng lặng nhìn học trò. Gương mặt đường khả hình tiểu tụy, cảm thấy thời gian mơ hồ, nhìn thấy dáng vẻ sư phụ như vậy, biết ông có lời muốn nói, đáy lòng bỗng nhiên phát lạnh, vô ý thức cảm giác được mình đã làm rồi. Hai trong mắt Vitus lưu chuyển, nhìn cô nói thế nào cảm thấy mình làm sai chuyện gì không? Đường khả hình tựa vào gối, đôi mắt ngấn lệ, vào lúc chính mình muốn mở chai rượu kia ra uống, trong nháy mắt nhớ tới sự dậy dỗ lâu nay của sư phụ, lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình và sư phụ. Cô nhất thời vô cùng áy náy, không dám nói lời nào. Y tá nhìn thấy đường khả hình đã tỉnh, liền vội vã đi tới, đứng bên cạnh giường, cẩn thận từng ly từng tí lấy miếng vải băng bó ra, từng lớp từng lớp gỡ ra hết, lại lấy một chiếc kéo nhỏ, cắt một mảnh băng dính. Vitus bình tĩnh nhìn gương mặt lộ rõ vẻ áy náy cùng ủy khuất của học trò, cúi đầu xuống, hai hốc mắt liền đỏ lên, nhớ tới lời nói của Trang Hạo Nhiên, chuyện có liên quan tới chai rượu đỏ kia, ông yếu ớt nói trong thế giới của con, rượu đỏ rốt của có ý nghĩa như thế nào. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. Vitus ngẩng đầu, nhìn về phía học trò, khó giấu đi vẻ thất vọng vươn tay, lúc cô tung người nhảy xuống biển, tay phải bị thương, nhìn một mảng băng trắng dày cộp lộ ra bên ngoài ống tay áo màu xanh lam ông yếu ớt nói chỉ còn có bốn ngày sẽ phải tiến hành thi đấu bây giờ tay phải con bị thương thành như vậy lại tính một lần nữa vứt bỏ giấc mơ của mình sao trong lòng đường khả hình truyền đến một trận tê tái nước mắt liền chảy xuống khẩn trương nhìn về phía sư phụ vitus rời đi ánh mắt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô suy nghĩ thật lâu rốt cuộc thở dài vẻ mặt đau lòng nói ta rất quý trọng cuộc hành trình đến trung quốc lần này bởi vì ở đây ta nhận được học trò của mình. Đường khả hình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng ấm áp, cảm động nhìn về phía sư phụ. Từ trước đến nay Vitus luôn là một người uy nghiêm, hôm qua đang ngồi họp trong phòng hội nghị, nghe nói học trò vì gặp chuyện không may mà tự tung mình xuống biển, ông lập tức đứng lên, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng ngấn lệ, loại lo lắng đó không thể nói thành lời, khiến tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều xúc động. Khi ông nhanh chóng chạy tới bệnh viện, học trò đã vào phòng cấp cứu vì bị thương trong lúc chạy trốn sau khi đưa vào phòng bệnh vip ông lập tức nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô không hề buông tay mãi cho đến nửa đêm cô tỉnh lại ông mới rời đi sư phụ đường khả hình nghẹn ngào mà đau lòng kêu sư phụ vitus chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình yếu ớt nói con nói cho sư phụ biết tay con phải làm thế nào con lại muốn một lần từ bỏ giấc mơ của mình đường khả hình ngồi một bên sắc mặt tái nhợt ủy khuất không nói được câu nào, chỉ có những giọt nước mắt tùy ý rơi xuống. Đáy mắt Phytus lộ ra sự đau lòng nhìn về phía học trò, nói, 7.000 năm lịch sử của rượu đỏ, con luôn phải liều mạng chạy theo nó qua những năm tháng dài đằng đẵng, thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay. Nếu như con là một trong những đứa nhỏ được 80 điểm thì ta không cần phải lo lắng nhiều, thế nhưng đối mặt với trận thi đấu lớn này, đến 60 điểm con cũng không có cả ngày lẫn đêm ta dành hết thời gian cùng rất nhiều rượu vang, cùng con thắp đèn học, uống rượu, tỉnh rượu, lo lắng con có gặp chuyện gì phiền toái không, thế nhưng ta không có lường trước được, con lại vì một chai rượu đỏ mà tung mình nhảy xuống biển, tay phải bị thương, bây giờ đến cả một phần tư cách cũng không có. Đường khả hình nhất thời khẩn trương cùng đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ. Hai tròng mắt Phytus lại lộ ra mấy phần đau đớn, yếu ớt nói, con biết để dạy dỗ một đứa nhỏ, có bao nhiêu mệt mỏi sư phụ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức nhìn về phía sư phụ, khóc nói con sai rồi. Thế nhưng con có chuyện khó nói, thầy tin con, con không phải không coi trọng cuộc thi đấu rượu đỏ lần này, càng không phải không quý trọng tình thầy trò chúng ta. Quý trọng thì có ích lợi gì? Vitus nhàn nhạt nói, quý trọng cũng không đổi được bàn tay phải của con lành lại, bốn ngày nữa con làm sao tham gia thi đấu. Đường khả hình vội vã nâng chăn lên, vừa khóc vừa bước xuống sàn nhà, quỳ gối trước mặt sư phụ, nắm lấy hai tay của ông, rơi lệ vùi đầu vào giữa lòng bàn tay ông, nghẹn ngào nước nở nói con sai rồi. Con thực sự sai rồi, xin lỗi, sư phụ, xin lỗi, thế nhưng con không muốn để lỡ lần thi đấu này, nơi đó có người đồng hành giúp đỡ con, còn có tâm huyết của cả con và thầy, con sai rồi. Thầy yên tâm, con nhất định sẽ mau chóng khôi phục, nhất định sẽ tập trung thi đấu. Chấm than ngoặc kép, hai tròng mắt Phi lại lóe lên tia đau đớn, do dự một hồi, trong lòng suy nghĩ chính là có cái gì quan trọng bằng sức khỏe và an toàn của học trò lúc này. Cuối cùng ông chậm rãi vươn tay khẽ vuốt đầu cô, nặng nề thở dài một hơi. Đường tiểu thư, đến lúc phải bôi thuốc rồi. Nữ y tá biết lúc này mà bị quấy dày thì rất bất tiện nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nâng tay cô, sau đó dìu cô đang khóc trở lại giường bệnh, lặng lẽ kho người tháo miếng vải băng bó cũ ra, nhìn bàn tay phải sưng đỏ, còn có mấy vết chày, cô im lặng gắp miếng bông đã được khử trùng lên nhẹ nhàng thấm lên vết thương của đường khả hinh, trước hết là khử trùng, sau đó lại mở bình nước thuốc, thấm một ít chấm lên vết thương. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà cẩn thận nhìn kỹ càng. Vitus nhìn tay phải của cô được thay thuốc lần nữa, được y tá băng bó kỹ càng, ông mới chậm rãi nói, lần này thi đấu rượu đỏ này, ta đã giúp con xin rút lui khỏi cuộc thi, buổi chiều sẽ có thông báo chính thức, công bố con thật sự rút lui khỏi cuộc đấu. Đường Khả hình lập tức khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ. Chương 915 nói: "Rút lui khỏi cuộc thi đấu." Chấm hỏi ngoặc kép, Đường Khả hình nhất thời khẩn trương sốc chăn lên, nhìn về phía sư phụ, hai tròng mắt lập tức tràn đầy nước mắt, sốt ruột nói: "Sư phụ, con không thể rút lui." "Con không thể." Chấm than ngoặc kép. Vẻ mặt Vitus lúc này nghiêm nghị nhìn về phía Đường Khả hình, chậm rãi nói: "Rượu đỏ trải qua 7000 năm biến hóa, dịch rượu càng ngày càng có hương vị đậm đà. Thế nhưng ở mỗi thế kỷ, nó đều phải trải qua những rủi ro, bị coi là thủ đoạn của chính trị, càng bị coi là lợi thế của chiến tranh, thậm chí ở thế kỷ 18-19, dịch rượu đạt được cảnh giới tối cao, đột nhiên cây nho bạo phát chứng bệnh phát nốt sần, đại nạn quét sạch toàn châu Âu, cứ thế cây nho trên thế giới thiếu chút nữa toàn bộ bị hủy, nhưng bọn họ vì hương thơm thuần khiết kia, đã nỗ lực biết bao nhiêu. Vì để duy trì giống nho quý tộc, đã bỏ ra bao nhiêu vất vả nhọc nhằn để đấu tranh. Thậm chí vì bảo vệ sự tinh khiết của rượu đỏ, nước nước đã thêm vào bao nhiêu gam đường, đều trải qua mấy năm khảo sát cùng xây dựng, còn phải hiểu rằng, trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nỗ lực, rượu nho mới đi được tới ngày hôm nay. Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn về phía Vitus. Vitus nhìn thật sâu về phía học trò, một lúc lâu sau, mới thực sự nói, con thua, con thua ở lần đối mặt với trận thi đấu thiêng liêng này, nhưng trong lòng con sẽ không thuần túy, trong thế giới của con có rất nhiều thứ, rồi số phận tự nhiên sẽ thực hiện giúp con. Nước mắt đường khả hình chảy xuống, đau lòng nhìn về phía sư phụ. Vitus nghĩ học trò mới vừa trải qua sự sống chết, cũng không đành lòng trách phạt, hai chồng mắt lóe ra tia đau lòng, xoay người nói, con nghỉ ngơi đi, chăm sóc bàn tay bị thương thật tốt, ta không muốn con lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất sau thời gian ta về nước, sẽ nhìn thấy con thật sự khỏe mạnh, cũng không uổng công ta với con trò chuyện một hồi ông nói xong liền nhanh chóng xoay nắm cửa mở khóa cất bước đi ra ngoài trái tim đường khả hình tê dần vội vã chịu đựng thân thể đau đớn lê bước đi theo vừa khóc vừa gọi sư phụ chấm than ngoặc kép vitus giả vờ như không nghe thấy vẻ mặt lãnh đạm bước nhanh hơn đi qua một cây cầu nhỏ một chiếc bàn nhỏ để hoa hồ điệp đỏ tươi đi ra khỏi khu vip của biệt thự sư phụ chấm than ngoặc kép đường khả hình đuổi theo ra đến cây cầu nhỏ Nhìn thấy sư phụ sắp đi qua ngọn núi giả, đi ra bãi cỏ, cô lập tức rơi lệ đứng dưới ánh nắng mặt trời, ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng cường tráng của sư phụ, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào cầu xin nói: "Kỳ thực căn bản con không coi trọng kết quả cuối cùng là như thế nào, bởi vì có thầy ở bên cạnh con, được đi theo thầy học tập nhiều thứ, con rất hạnh phúc. Con còn nhớ, lúc đấu vòng loại, điểm của con là con số 0, khi đó con đã khóc muốn đứng lên rời đi, nhưng lúc đó thầy rất cứng rắn bảo con rằng có thua cũng phải ngồi xuống." đi đến cuối cùng. Bắt đầu từ khi đó, cuộc sống của con tràn đầy dũng khí, bởi vì con muốn trở thành một người không bao giờ sợ thua. Vitas tạm dừng bước chân, nắm chặt tay, chỉ hơi nghiêng mặt, nghe lời nói này của cô. Con sai rồi, con thực sự sai rồi. Lỗi của con là không nên ở trước thời khắc quan trọng của cuộc thi đấu mà phân tâm đi làm chuyện khác. Lỗi của con là không hiểu được, nếu như muốn đấu tranh vì việc gì trong cuộc sống, nhất định chính mình phải mạnh mẽ, lỗi của con là không rõ, thuần túy mới là mạnh mẽ nhất. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình khẩn trương mắt đầy lệ nhìn về phía sư phụ, lại thật tâm nói, nhưng mặc kể là như thế nào, hy vọng sư phụ tin con, con cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi đối với rượu đỏ, đó là cả cuộc sống của con, bởi vì có nó, đến bây giờ cuộc sống của con mới có thêm ánh sáng, mong thầy cho con thêm một cơ hội, để con đền đáp. Hai tròng mắt Phi lóe lên, chậm rãi xoay người, đau lòng nhìn về phía học trò. Đường khả hình nhanh chóng khống chế nước mắt của mình, nhìn về phía sư phụ, khẩn trương cùng kích động nói con biết sư phụ đau lòng vì con. Bởi vì con biết con hiện tại chỉ có 20 điểm, cho nên lo lắng con sẽ bị đả kích. Sẽ nhận lấy thất bại ở trận thi đấu này. Thế nhưng con học được của thầy, học được một điều quan trọng nhất, đó là luôn theo đuổi, vĩnh viễn không ngừng theo đuổi. Vitus nghe lời này, hai tròng mắt hơi ẩm ướt nhìn về phía học trò. Cho con một cơ hội, mong thầy, cho con một cơ hội, mặc kệ thua hay thắng, con đều muốn lấy tư cách là học trò của thầy, đứng trước sân khấu, đem từng lời dạy của thầy về rượu đỏ truyền đạt đến cho mọi người trên thế giới. Đường khả hình cố nén thân thể đau đớn, cảm giác được lồng ngực vô cùng đau đớn như bị xuyên qua, tay nắm chặt góc áo bệnh nhân, nặng nề thở dốc, nước mắt tùy ý chảy xuống lại nói, đây mới là mục đích cuối cùng của con, thầy hết lòng dạy dỗ con như vậy, con cũng muốn mang theo tinh thần ấy trong tương lai truyền đạt cho mọi người cảm ơn thầy luôn thuần túy, cảm ơn thầy về tất cả. Chỉ là, mong thầy cho con một cơ hội, cầu xin thầy. Cô bé này nói xong, vì rơi xuống biển, thương thích còn chưa lành, lại vì nước tràn vào phổi mà dẫn đến viêm phổi, sốt cao đến nửa đêm hôm qua mới hạ sốt, lúc này sắc mặt cô tái nhợt, lại dung hết sức để nói, cắn răng nhìn sư phụ, cầu xin. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà vội vã đau lòng đi lên phía trước, nhẹ nâng cô. Đường khả hình lại nhẹ đẩy tiểu vi cùng tiểu hà ra, chậm rãi bước đến trước mặt sư phụ, nhẹ nhàng nhào vào trong ngực của ông, nghẹn ngào rơi lệ nói, con muốn có mục tiêu để sống, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, con đều muốn đi về phía trước. Mong thầy, cho con đứng lên cọc tiêu, còn cây xào thì nhờ thầy giữ. Vitus nghe lời nói của cô, hai mắt ngấn lệ, chậm rãi vươn hai tay nhẹ ôm lấy cô, cô mới chỉ là một cô bé hơn 20 tuổi, cũng không biết, ông đã trải qua hơn nửa đời người khó có được dịp gặp được một tâm hồn thuần khiết như vậy, là một cô bé đối với rượu đỏ hy sinh cùng hiến dâng như vậy, ông rốt cuộc có biết bao nhiêu quý trọng, bao nhiêu yêu thương đối với cô, có lẽ tín ngưỡng của ông chỉ có thượng đế mới hiểu. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đứng cách xa một bên, cũng đau lòng khổ sở nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này Nữ y tá đứng phía trước cây cầu nhỏ, nhìn Đường Khả Hinh tuy đã trúng độc rắn nhưng vẫn động lòng người dựa vào lòng sư phụ, lại biết sau đêm nay thuốc độc cũng không thể phát tác nhanh như vậy thì buổi tối những con rắn nhỏ cũng sẽ muốn lấy mạng của cô. Nghĩ tới đây, liền bê khai thuốc đi về phía trước, chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, đi qua hàng cây chuối tiêu, có hai thân ảnh màu đen bóng hiện ra. Tay nữ y tá vẫn bê khai thuốc, đi qua ao sen tĩnh lặng, nhìn thời gian đã đến giờ ngọ, hai bên thái dương đau mãnh liệt, cô cảm thấy có chút nóng bước muốn nâng tay để che đi ánh nắng mặt trời. Một con rắn nhỏ trong nháy mắt từ trên cây bay xuống, Cắn một phát vào bàn tay nhỏ bé của cô, thậm chí hàm răng con cắn nát đến xương cốt của cô. A, à, cô kêu một tiếng, vứt bỏ khay thuốc, cả người bị lôi đi vào trong hàng chuối tiêu. Bên trong bệnh viện, có mấy bác sĩ cùng y tá thò người ra, nghi ngờ nhìn tình huống bên ngoài, cũng không phát hiện có người, chỉ có chai nước thuốc đã vỡ cùng mấy miếng vải dùng để băng bó vết thương, liền kỳ quái nghĩ chuyện gì xảy ra vậy. A, à, chấm 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 ngoặc kép. Mấy cây chuối tiêu chỉ hơi chuyển động không lâu truyền đến một loạt âm thanh róc rách, rồi tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ có tiếng ve của mùa hè liên tục kêu. Bệnh viện, sâu thẳm trong một phòng bệnh. Một tiếng, bốp, kỳ lạ vang lên, sắc mặt nữ y tá tái nhợt, lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra, kiềm chế sự đau đớn dữ dội cùng nóng rực nơi cánh tay bị thương, chậm rãi quay đầu lại, khiếp sợ nhìn người trước mặt. Uyển Thanh cùng Mỹ Linh, còn có mấy người áo đen, chậm rãi đi tới trước mặt lãnh mặc hàn, nhàn nhạt, nhạt nhìn cô thân thể của cô trong nháy mắt lạnh lẽo lập tức lộ ra vẻ mặt cứng rắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ nói nguyên lai like các người đã sớm biết chấm than ngoặc kép mỹ linh cười một tiếng nhìn về phía nữ y tá này ôm vai đắc ý cười nói cô thật sự nghĩ rằng chúng tôi ăn cơm để thành người vô tích sự à cái mánh khóe đó làm sao giấu giếm nổi chúng tôi tiểu vi cùng tiểu hà đã sớm biết bên trong chiếc bình thuốc kia có vấn đề cho nên mới giả vờ cẩn thận kiểm tra y tá trưởng là chúng tôi kêu đi trong lúc cô nói chuyện cùng với y tá trưởng sau đó nhân cơ hội cháo đổi bình thuốc cô còn không biết mà đắc ý phát tín hiệu a à, chúng tôi còn có chuyện quên nói cho cô biết uyển thanh của chúng tôi trong nhà chính là nuôi rắn rắn ở trong tay cô cũng có thể huấn luyện động vật thì mãi chỉ là động vật nó có thể nghe lời cô nói dĩ nhiên cũng có thể nghe lời của chúng tôi uyển thanh nghe lời này lộ ra sự đắc ý nhíu nhíu mi tâm nhìn về phía nữ y tá kia Nữ y tá nghe lời này, sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, lại nhanh chóng cảm giác được cánh tay mình đã tê cứng, biết được độc dược đã bắt đầu phát tác, cô vẫn cắn chặt môi dưới, chết cũng không lên tiếng. Tiêu Yến đứng bên cạnh, nhìn về phía nữ y tá, mỉm cười nói, nghe nói người đứng đầu của các cô, nuôi dưỡng một số phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, có một số chính mình sử dụng, còn một số cho rắn hưởng, không biết cô thuộc loại nào. Đúng rồi, quên nhắc nhở cô, tất cả rắn độc chúng tôi đã bắt về hết, toàn bộ đều để vào trong chiếc dương kia, chỉ cần chúng tôi thổi còi, chúng nó đói quá liền xông tới, đem cô cắn sẽ không còn một mảnh. Có tin hay không? Trong nháy gương mặt nữ y tá trắng bệch, hai tròng mắt lóe ra nhưng vẫn không lên tiếng. Lãnh mặc hàn vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt ngồi một bên trên sofa, nghịch cái bật lửa không lên tiếng. Uyển Thanh ném ra một tấm bản đồ, mặt trên có đánh dấu một số địa điểm ở Trung Quốc, chậm rãi cất bước đi về phía người nữ kia y tá kia, ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn về phía cô, nói chúng tôi dự đoán, độc tính còn 15 phút nữa là phát tác hoàn toàn, so với đồng bọn của cô, có khả năng còn sớm hơn 5 phút, thật đáng tiếc, còn không nắm chắc thời gian cho tốt, cô ta chỉ mới khai ra một số huyện, còn vị trí cụ thể, chưa kịp nói liền chết. Cô có muốn nói cho chúng tôi biết hay không? Nữ y tá nhất thời quay mặt sang, vẫn nộ nhìn cô nói các người đừng nằm mơ. Cho dù tôi chết, cũng sẽ không nói. Uyển Thanh nghe lời này, liền thu lại tấm bản đồ nói được vậy cô cứ từ từ ở trong đây đợi rắn bỏ đến ăn sạch cô đi ngoặc kép không chơi vui chấm than ngoặc kép mỹ linh trong lúc nhất thời tức giận đứng lên ôm lấy dương xa kia mang đến trước mặt nữ y tá trong nháy mắt mở ra nhìn bên trong những con rắn đang cực kỳ hỗn loạn còn toát ra một mùi máu tươi nồng nặc cô tức giận nói sao có thể để cho cô ta chết dễ dàng như vậy được tôi phải đè đầu cô ta xuống để đám rắn này lần lượt ăn mắt mũi miệng rồi đến cả người cô ta, lần lượt ăn hết. Mỹ Linh nói xong, trong nháy mắt liền nắm đầu của cô ta, muốn nhấn đầu cô ta xuống dương rắn. A, à, chấm than ngoặc kép, nữ y tá thấy đầu mình sắp chạm xuống dương rắn, cô đã từng để đám rắn đó ăn vô số người, thân thể cô phát ra khí lạnh lẽo, cố chết giấy rụa kêu to, buông tôi ra. Buông tôi ra, chấm than ngoặc kép, buông cô ra, cô không muốn chết phải không? Mỹ Linh không nói hai lời, tiếp tục đè đầu cô ta xuống. Tôi nói, tôi nói, chấm than ngoặc kép, nữ y tá nhìn mặt mình sắp sửa tiếp xúc với đám rắn kia, cô thực sự sợ hãi kêu lên, nói, tôi nói. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn trong nháy mắt nâng mí mắt, nhìn về phía cô. Audio điện tử võ tấn bền chương 916, em đang ở đâu? Trong phòng bệnh truyền đến một tiếng kêu thê lương. Nữ y tá nằm nghiêng trên mặt đất lạnh như băng, hai chân run rẩy tất cả đều là máu tươi tràn ra khuôn mặt của uyển thanh vẫn bình tĩnh cầm lấy cây dao sắc nhọn rạch lên giữa bắp đùi một nhát tay lại tiếp nhận công cụ mỹ linh lần lượt đưa cho mình và con chip ghi âm cỡ nhỏ nhét vào trong thịt vừa rồi cùng tô thủy kỳ học kỹ thuật khâu vết thương cầm lấy xuyên qua đường cong còn có cái kìm cũng không gây tê cho cô ta một bên vừa đứng lên một bên âm u nói dù sao hôm nay cô để lộ bí mật của chúng tôi đi ra ngoài cũng là chết không bằng tiện nghi cho chúng tôi cứu cho cô một con đường sống, thế nhưng là ngàn vạn lần đừng tưởng bở, lấy cái máy nghe trộm từ đùi trong ra, hoặc giả rất nhiều lối quay về, tôi đây có thể cam đoan với cô, cô sẽ bị hai người chúng tôi, khiến cho cô sống không bằng chết. Ngoặc kép, nữ y tá đó cảm nhận được từng kim từng kim đâm vào thịt của mình, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí cảm giác được máy ghi âm nghe rầm dĩ giấu ở trong thịt, đau đến tê tâm liệt phế, cô thật sự chịu đựng không nổi, thở gấp uyển thanh lại như cũ mặt không thay đổi từng kim từng kim khâu hết miệng vết thương nhìn máu tươi từ đường cong và lỗ kim trong đang điên cuồng tràn ra cô dừng lại đem tuyến dây quấn quấn chỗ đó quấn quấn cảm giác cảm thấy có chút là lạ liền quay đầu nhìn về phía mỹ linh nghi ngờ nói buổi sáng tôi thiếu ra dậy tôi khâu vết thương phần cuối thu kim phải làm sao sao tôi biết được tôi đâu có học mỹ linh ngồi ở bên cạnh lãnh mặc hàn vuốt vuốt đầu của mình lãnh mặc hàn vẫn như cũ ngồi ở một bên vuốt vuốt cái bật lửa quyền thanh cao chặt mi tâm nhìn mỹ linh mới tiếp tục tức giận khâu hết vết thương lại âm u nói đau lắm phải không thật sự xấu hổ tôi không phải bác sĩ chuyên nghiệp bất quá muốn cô nhớ kỹ hôm nay cô đi ra ngoài nếu như dám lấy cái con chip này ra lộ chuyện ra bên ngoài dù có nửa chữ chúng tôi sẽ khiến cô đau hơn cái này gấp trăm lần có điều cô cũng không còn đường để đi phản bội tổ chức Chủ nhân của cô bắt cô thì sao? Chẳng bằng tiện nghi cho chúng tôi, tương lai có còn đường tốt để đi, tôi cam đoan với cô, sau khi xong chuyện này, tôi sẽ tha chết cho cô. Nữ y tá nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả người đổ mồ hôi, đau đến choáng váng đầu óc, quả thực so với ai khác còn khó chịu hơn. Uyển Thanh nhắc mí mắt lên, nhìn cô một cái, liền nở nụ cười mà không phải cười, cao chặt mi tâm, tiếp tục sỏ sợi dây tuyến dài kia, qua lại hai bên ở trong thịt. A, à, nữ y tá đau đến đầu trôn xuống đất, nước mắt tràn ra, hai chân đã bắt đầu đau đớn mà run rẩy. Đột nhiên ánh mắt của Uyển Thanh sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí trong đống máu tươi trên thịt, kéo kim qua trái phải, rốt cuộc cũng khâu xong khe hở của vết thương, cô cũng mệt mỏi đến trên trán đổ đầy mồ hôi, vừa cắt đứt chỉ, vừa lắc đầu cảm thán nói, bác sĩ cũng không phải là việc tốt, quá chú ý chi tiết rồi. Tiêu Yên mỉm cười mà cầm bình nước khử trùng, đi tới ung dung rảnh rỗi nói, vậy cũng không phải. Có thể làm bác sĩ đều là người không đơn giản, bọn họ lợi hại như vậy, vì báo thù, học đại học y khoa 8-10 năm, dễ dàng sao? Y tá cũng phải 3-4 năm đi. Uyển Thanh không để ý cô, chẳng qua là tiếp nhận bình nước khử trùng cô đưa tới, tàn nhẫn đỗ lên miệng vết thương. Lúc này lãnh mặc hàn mới chậm chạp đứng lên, đi đến trước mặt y tá kia, âm u mà ngồi xổm xuống, hai con người lạnh nhạt, bá một tiếng, bật lửa trong tay sáng lên, nhìn ngọn lửa ửng đỏ theo hô hấp ổn trọng của bản thân mà có chút lay động, anh chậm chạp mà di chuyển cổ tay, nhưng bật lửa trong tay lại để cho lửa kia chậm chạp mà thiêu đốt máu tràn ra ở trên miệng vết thương. 17FAC. Hai mắt nữ y tá nóng lên, trong nháy mắt đau đến há miệng hét to, Uyển Thanh tức giận mà nhét miếng vải vào miệng cô ta, cô ta a. À. Một tiếng, cả khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng máu trên người bị lửa thiêu đốt đau đớn đau đến tê tâm liệt phế. Vẻ mặt lãnh mặc hàn chỉ lạnh lùng như cũ, âm u mà lại nắm cái bật lửa, âm thanh xèo xẹp mà đốt ra thịt mềm mại bị thương của cô ta, nhìn máu và thịt bị thiêu cháy, lạnh lùng nói, trong thân thể mỗi người, đều ở một ma quỷ cô có, tôi cũng có, người muốn sống, phải thức thời thông minh chút, cũng đừng có khiêu chiến ma quỷ trong người của người khác, cũng không đừng nghĩ muốn hận thù gì mà phải trả giả, đến cùng có tình trạng gì, tôi có thể thẳng thắn nói cho cô biết, nếu cô phản bội tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. So với chủ nhân của cô càng làm cho cô sống không bằng chết. Vì vậy, không nên khiêu chiến tới điểm mấu chốt của tôi. Cả người như y tá đau đến nổi hết gân xanh, hoa mắt run rẩy, từng đợt đau đớn dẫn tới cả người cô ta bắt đầu run rẩy, đau đến hai con người tràn đầy tơ máu, trái tim giống như căng nứt ra, hoàn toàn hít thở không thông, nói không ra lời. Lãnh mặc hàn lại như cô tiếp tục vô tình nắm cái bật lửa trong tay, dọc theo đường máu chảy tiếp tục thiêu đốt lên vừa vì cô cầm máu vừa nói bên trong vết thương của cô có hệ thống tự nổ tung nếu như trong quá trình này cô có chút không nghe lời cho sẽ khiến cơ thể của cô bạo nổ đây là ràng buộc duy nhất mạng sống của cô hiểu chứ cả người như y tá run rẩy co giật mồ hôi lạnh ứa ra hai mắt như cầu xin được chết đi đau đến nói không ra lời ánh mắt lãnh mặc hàn nhíu lại có chút không vui bật lửa ra ngọn lửa lớn hơn Nặng nề đặt đến chỗ miệng vết thương của cô ta, chỉ nghe một thanh âm vang lên. "A, à, nữ y tá giống như đau đến nứt tim nứt phổi, đơn giản làm rớt miếng vải trắng, giọng nói khàn khàn giống như bị rách cổ họng cầu xin tha thứ ấy." "Hiểu." "Hiểu, đã hiểu." Uyển Thanh nghe lời này, trong nháy mắt mới ngẩng đầu, tay cầm thuốc giải độc rắn, nhét vào trong miệng của cô ta, mới phân phó, lúc đi ra ngoài, tốt nhất không nên để bộ dáng quá đau khổ, miễn cho bị người ta chú ý, sẽ không tốt hiểu không? Nữ y tá càng không ngừng nặng nề thở gấp, đau đớn gật đầu, trên trán vừa đổ mồ hôi, vừa run lẩy bẩy gật đầu. Cút, lãnh mặc hàn ném đi cái bật lửa. Mỹ Linh nghiêng người ném cho cô một bộ quần áo y tá mới, mới mặt lạnh nói thay quần áo xong hả cút. Chấm than, bộ dáng cứ làm bộ ủy khuất, giống như chúng tôi khi dễ cô vậy. Lãnh mặc hàn đã không muốn nói thêm lời nào, chậm chạp đứng lên, hai tay đút vô túi quần, Vẻ mặt lạnh lùng bước đi ra phòng bệnh. Uyển Thanh cũng bước nhanh đuổi kịp, đối với Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, thật là cảm ơn Nhã Tuệ, bởi vì cô ấy làm hỏng gốm sứ, để cho chúng ta thật sự là đã đoán đúng, quả nhiên là ở huyện kia, lần này chúng ta đã có địa chỉ vô cùng chính xác, có phải muốn lập tức hành động hay không? Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, chẳng qua là dọc theo hàng lang bệnh viện đi lên phía trước, sắc mặt ngưng trọng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Uyển Thanh nhìn bộ dáng này của anh cũng không nói chuyện nữa. Lãnh mặc hàn nhanh chóng đi đến phòng bệnh khu VIP, vốn là nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt của đường khả hình, mới từ từ nói, tăng số người ở xung quanh bảo vệ an toàn của cô ấy, tuyệt đối không thể lại có chuyện gì xảy ra, bắt đầu từ hôm nay, thuốc uống của cô ấy, toàn bộ từ tô thiếu ra tự mình xem qua, người của chúng ta tự mình nhìn chằm chằm vào y tá đưa thuốc, tuyệt đối không thể lại mượn tay người khác cho người khác. Căn phòng bốn phía giám sát và điều khiển đã khởi động rồi chưa? Đã khởi động, chấm than ngoặc kép, Uyển Thanh lập tức nói. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe lên, nghĩ đến rượu đỏ vừa mới xuất hiện, mặc dù đường khả hình tạm thời an toàn, nhưng vẫn là phải đặc biệt cẩn thận, hơn nữa anh nghi hoặc một chuyện, từ trước đến nay tiểu Đường làm việc rất cẩn thận, vô cùng tự ái, lần này sao có quyết tâm lớn như vậy, lấy hết dũng khí, một thân một mình muốn uống cạn rượu đỏ. Chẳng lẽ cô ấy đã cùng thỏa thuận với người nào đó? Mang theo nghi hoặc này, Trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh của Trang Hạo Nhiên ra, cũng nhìn thấy Tô Lạc Hoành, Lâm Sơ Nhai, Tào Anh Kiệt đã thả người nhảy lên giường bệnh, bổ nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, vui vẻ cảm động kêu to, "Lão đại, anh dọa chết chúng tôi rồi, nhìn thấy anh nhảy xuống biển, chúng tôi đều vội muốn chết." Trang Hạo Nhiên bưng lấy chén cháo kia, vẻ mặt đau khổ nhíu lại, nói, "Các ngươi chết cho tôi nhờ." Cơ thể ông đây còn chưa có hồi phục đó, nếu ông đây biết ai cho ông hút oxy hóa chỉ hả? tôi nhất định phải làm thịt hắn ta lãnh mặc hàn nghe lời này chẳng qua là trầm mặc mà đi vào đã đến trang hạo nhiên thấy lãnh mặc hàn hơi buông chén xứ thu hồi sắc mặt hỏi tình huống sao rồi hả lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói bước ra rồi đương nhiên bước ra rồi chấm than ngoặc kép tô lạc hoành đứng gần trang hạo nhiên nằm xuống vừa vuốt cơ bắp khêu gợi của anh vừa cười nói vừa rồi tôi nhìn vô phòng bệnh một cái chật chật thật tàn nhẫn từ trước nếu hoàng đế không tàn nhẫn không giết người sao có thể đoạt Giang Sơn? Lâm Sơ Nhai liền muốn đẩy Tô Lạc Hoành ra, bản thân đi chen lấn Trang Hạo Nhiên. Lãnh Mặc Hàn ngược lại không cho là đúng nói, hoàng đế chưa bao giờ giết người, giết người đều là thủ hạ của hắn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn chậm chạp ngồi trên salon, suy nghĩ một chút, mới âm u nói, bây giờ chúng ta có thể lấy được rượu đỏ tiểu đường tạm thời an toàn, chẳng qua là dù sao cô ấy cũng là cô gái cất giữ rượu đỏ nhiều năm, phương diện kia người đối với cô ấy còn có chút kiêng kỵ, chẳng qua là bây giờ chỉ phân tán lực chú ý của cô ấy mà thôi. Nhưng là bí mật rượu đỏ, không thể giấu giếm, nhất định phải càng nhanh càng tốt, vì vậy bây giờ thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Uyển Thanh cùng người vệ sĩ khác, còn có người mặc áo đen giữ ở ngoài cửa, mỗi người vô cùng cẩn thận mà nhìn về phía tình huống chung quanh. Lúc này Mỹ Ngọc bước nhanh mà đi tới trước mặt Uyển Thanh, nhỏ giọng ở bên tai của cô nói, chúng tôi phát hiện hành động bí mật của viện trưởng, bây giờ ông ta đang mượn cơ hội ra ngoài. Chấm than ngoặc kép, Uyển Thanh nghe lời này, hai con người nhanh chóng lóe lên, lập tức nắm chặt cổ tay Mỹ Linh, thấp giọng mà phân phó, người lập tức để cho Giang Thành cùng Tiêu Yên đến đây canh giữ, bảo đảm cuộc nói chuyện bên trong, không cho người ngoài nghe thấy, ngay cả một con muỗi cũng không lọt qua. Chấm than ngoặc kép, vâng, chấm than ngoặc kép. Mỹ Linh lập tức gật đầu. Đôi mắt của Uyển Thanh có chút do so dự, bởi vì chuyện khẩn cấp, còn chưa truyền tin cho lãnh mặc hàn, bản thân đã nhanh chóng đi ra ngoài. Sân bay Một máy bay hành khách vô cùng lớn, mang theo âm thanh ong ong chấn động hướng dung trời bay thẳng lên bầu trời xanh thẳng. Một phụ nữ, đang mặc váy ngắn bó sát màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác ngắn tay màu vàng nhạt đến đầu gối, buộc tóc đuôi ngựa, mang kính dâm thật lớn, trên lưng đeo blue màu trắng, một tay đút vào túi áo khoác, một tay đẩy nhẹ kính dâm, ngón tay lơ đãng mà lướt qua trong tay, mới âm u hỏi, cô ta ở đâu? Đường lớn Tây Hoàn, một giọng nói truyền đến. Phòng lớn lãnh lẽo của con gái, chương 917. Một chiếc xe thương vụ màu đen, từ trong thành phố này không ngừng tháo chạy gấp rút. Uyển Thanh ngồi ở trong xe, laptop để trên đùi, 10 ngón tay hoạt động không ngừng, trong đầu cô đột nhiên nhớ lại chuyện mình và lãnh mặc hàn điều tra có liên quan tới đường đao phía sau đường khả hình lúc đó đã từng rất nhiều lần xem xét lại chuyện bị thương khi đó thân ảnh trong bóng tối kia hắn ta thật sự rất quỷ mị giống như biến mất trong không khí mà lãnh mặc hàn cũng âm thầm điều tra các tư liệu của bác sĩ đều không có manh mối khả nghi nào cùng với hành động ngay cả công việc làm của bọn họ ở trong viện cũng không có manh mối gì chỉ có trong bóng đêm thân ảnh tối tăm kia vẫn trải qua nhiều tầng xử lý mới có được kết quả. Từ đó hai người gần như không còn thời gian rảnh, thường xuyên trắng đêm không ngủ, một người ở Mỹ, một người ở trong nước, mỗi ngày đều phớ tích và giám sát, chỉnh ra hơn hai 000 chi tiết hình ảnh, rốt cuộc bị cô phát hiện, một hình ảnh cửa sổ ở trước bệnh viện, có hình ảnh không bình thường, đây quả thật là mắt thường không cách nào phân tích hình ảnh ra, cô dựa vào trực giác chuyên nghiệp, liền thật sự như xuyên qua hình ảnh cửa sổ, xử lý qua laptop, không ngừng phóng to cửa thủy tinh, sau đó mới thông qua phân giải thủy tinh trong kính. Từng tầng phần giải đến hình ảnh bên ngoài, rốt cuộc cũng lấy bóng hình, quả nhiên là khuôn mặt một người. Trong nháy mắt giống như cô phát hiện ra một đại lục mới, lập tức điều tra đối chiếu những khuôn mặt có trong tư liệu bệnh viện mà người bệnh, đối chiếu qua lại khoảng 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tra ra kết quả, rốt cuộc cũng biết được người trong bóng tối, cư nhiên là viện trưởng bệnh viện. Khuôn mặt của người này là lúc cô về nước, Cô và lãnh mặc hàn nhanh chóng từ trên máy tính mô phỏng lại tình cảnh lúc đó, sau đó từng chút từng chút kiểm tra từng người có trong bệnh viện đêm đó, quả nhiên ở trước một bụi cây tùng, che bóng đen đó đi, vừa vặn góc độ của cửa sổ phản xạ lại. Nói cách khác, viện trưởng chính là người đêm đó muốn giết đường Khả Hinh, như vậy, chuyện rượu đỏ cũng không có vạch trần lúc đó, viện trưởng muốn giết đường Khả Hinh là có ý đồ gì đây? Nghĩ đến chỗ này, Uyển Thanh ngồi ở trong xe, ngón tay càng không ngừng hoạt động, quan sát đến chiếc xe viện trưởng đang lái, đang từ đường lớn đông hoàn chạy đi, cô trực tiếp phân phó lái xe nói, phía trước một cây em có một cây đèn giao thông, bây giờ chúng ta ở đường Tây Hoàn, sắp sửa cùng chiếc xe viện trưởng lái chạy song song, sau đó tới giao lộ đầu tiên anh lại quẹo trái, cùng xe của ông ta cách một con phố chạy đi, không được chạy gần quá quá. Ông ta có thể là một trong những người áo đen, vì vậy ở bệnh viện đêm đó, ông ta có thể im lặng không phát ra hơi thở biến mất. Chấm than ngoặc kép. Vâng chấm than ngoặc kép, lái xe nói xong, lại nhanh chóng chuyển hướng chạy đi. Uyển Thanh ngồi ở trên vị trí, lại nhanh nhăn lông mày nghĩ thầm có quan hệ với chuyện khả hình chúng đau, cô tiếp tục suy nghĩ như mà cũng trùng hợp phát bệnh tim, cô không thể tưởng tượng nổi mà nghĩ, nhưng mà chắc không phải cố ý tiêm thuốc nào đó vào người, dẫn đến vừa vặn lúc đó bệnh tim phát tát, sau đó lại để cho khả hình đổi tim cho cô ta. Chẳng lẽ trước đây, viện trưởng đã biết trái tim của khả hình tương xứng với trái tim của Như Mạt? không đúng sao, điên cuồng như vậy, cô ta muốn đánh bạc bằng tính mạng sao. Ánh mắt cô liền sáng ngời, dựa vào bác sĩ tâm lý phân tích của mình, nghĩ đến nếu như chuyện này, thật sự như mạt là chủ mưu, như vậy có lẽ cô đã hiểu, tổng giám đốc tưởng đã không còn yêu cô ta, nếu lúc kia, cô ta có được trái tim của đường khả hình, tưởng thiên lỗi vì trái tim đó, cũng sẽ không thể nào lại vứt bỏ cô ta, bởi vì trái tim đó, là đường khả hình đấy. Tâm một trận lạnh lẽo đôi mắt của uyển thanh nhanh chóng lưu chuyển trên trán đổ chút mồ hôi tuy rằng chuyện của như mạt bản thân không thể lấy chứng cứ nhưng nếu như đây là sự thật thì người phụ nữ này thật là đáng sợ quả thực thật là con rắn lòng dạ độc ác phanh một tiếng nổ mạnh thùng xe mãnh liệt lắc lư laptop vịt một tiếng nện trên mặt đất uyển thanh ngẩng đầu trở tay nắm tay ghế dựa nhìn về phía lái xe nhanh chóng hỏi có chuyện gì vậy một xe thể thao màu bạc phóng nhanh tới lại phịch một tiếng đụng vào sau xe thương vụ lái xe trong nháy mắt nhìn về phía trong kính xe thấy một chiếc xe thể thao màu bạc dường như sớm có chuẩn bị mà lại xông đến trong nháy mắt anh nặng đạp trên chân ga lại để cho xe chạy dọc theo con đường náo nhiệt chạy tán loạn chiếc xe bmw màu vàng lại như là mũi tên lưu loát theo sát xe thương vụ phóng nhanh mà đến lại một mãnh liệt đạp cửa nặng nề đụng vào lái xe liền đổi hướng đầu xe né qua chiếc xe BMW màu đen, gặp xe ben màu bạc, lập tức né qua, lại cấp tốc mà tông vào đuôi xe. Quyền Thanh lập tức tại thùng xe kêu to, phái người tới đây đi theo cô ta, chúng ta bỏ qua cô ta, theo sát viện trưởng quan trọng hơn. Chấm than ngoặc kép, vâng, chấm than ngoặc kép. Lái xe vừa lái xe, né qua con đường giám sát và điều khiển của thành phố, ngẩng đầu nhìn một biển quảng cáo tiệm châu báo, anh lập tức giơ súng ngắn lên nhìn vào kiến chiếu hậu chiếc Mercedes màu bạc chạy nhanh vượt qua tốc độ, gần tới chạy qua xe mình trong nháy mắt, anh ta bắn một phát vào biển quảng cáo, phịch một tiếng, biển quảng cáo rơi thẳng nện xuống, trong nháy mắt sẽ phải nện lên thân xe màu bạc kia. Đôi mắt người con gái trên xe đua lóe lên, nhưng xe lưu loát mà thay đổi tay lái, lại để cho xe chuyển một cái thật nhanh, tránh được biển quảng cáo nện xuống, lập tức đạp chân ga lại lần nữa, đi thẳng phía trước đuổi theo xe thương vụ. Một trận báo động truyền đến, Ô, ô ô mà truyền đến. Xe thương vụ xảo rượu mà tránh đi tuyến đường chính chủ yếu, mượn hẻm nhỏ bên Âu he, nhanh chóng đụng qua mấy tiệm trái cây, hướng đường lớn đông hoàn nhanh chóng chạy tới, vừa chạy nhanh ra hẻm nhỏ, phịch một tiếng, xe ben chặn ngang sông thẳng đến. Cả người uyển thanh nghiêng theo thân xe, nặng nề nện ở trước cửa xe, hai tròng mắt của cô đầy tức giận, từ sau eo rút súng ngắn ra, cờ một tiếng, muốn đi ra xe thương vụ. Không nên, chấm than ngoặc kép. Lái xe nói xong, xoay tay lái, quét ngang quán nhỏ náo nhiệt phía trước đường đi, trước khi xe cảnh sát đến, lại như là mũi tên phóng thẳng chạy nhanh mà đi. Người phụ nữ trên chiếc Mercedes, nắm tay lái, cười lạnh, lại mãnh liệt đạp chân ga thẳng tháo chạy mà đi. Hai chiếc xe, như là ánh sáng mũi tên điên cuồng, ở dưới mặt trời rực rỡ dưới bầu trời, tránh đi từng chiếc xe, xông qua vô số đèn đỏ, cuối cùng một đường chạy nhanh tới ven hồ Tây Hoàn người phụ nữ nắm chặt tay lái mắt thấy xe thương vụ thắng gấp rừng ở một gốc cây liếu, cô ta cũng trong nháy mắt nặng đạp phanh lại, ngừng ở phía trước. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, gió nhẹ quét. Cửa xe thương vụ trong nháy mắt mở ra, Uyển Thanh mặc quần áo liền có đai lưng màu trắng, âu phục màu vàng nhỏ, cột tóc đuôi ngựa, chậm rãi mà đi ra. Người phụ nữ trên xe Ben cũng mỉm cười, đem trong tay kính dâm quang ra, mặc váy ngắn màu trắng bó sát, khoác áo lửng màu xám, cũng chậm rãi mà đi xuống, nhìn huyền thanh, như là thấy được con mồi mình đi săn, không che giấu chút phấn khởi nào, lái xe bị thương chóng mặt ở bên cạnh xe, hai bên có lẽ chỉ cần 15 phút đến. Cô có chuyện tìm tôi, huyền thanh mỉm cười mà nhìn về phía cô gái vô cùng dịu dàng thanh tú đối diện, nhạt như gió hỏi. Phải, cô ngọt ngào cười nói. Cô có bản lãnh mang tôi đi sao? Huyền Thanh lại mỉm cười, nhẹ tay ai vịn thân xe, nhìn về phía cô gái đối diện hỏi. Cô, tên là Lâm Đình, ánh mắt sắc bén mà sâu kín nhìn về phía Uyển Thanh, tươi cười như đã tính trước, nhàn nhạt nói, tôi chỉ sợ lúc đó, bản thân cô lại không thể chờ đợi được mà đi theo tôi. A, à, nắm chắc như vậy à? Uyển Thanh cười rộ lên nhìn về phía cô ta. Lâm Đình không nói gì thêm, chẳng qua là nặng nề thở ra một hơi, hơi cúi đầu, sắc mặt hơi thu. Uyển Thanh chỉ là nhàn nhạt mà nhìn cô ta, ngón tay để xuống bên cạnh chẳng qua là nhẹ nhàng mà khẽ động. Một trận gió thổi tới. Lâm Uyển trong nháy mắt cầm lên hai cây súng, giống như tia chớp nhanh chóng nổ súng về phía Uyển Thanh, Uyển Thanh rồi lại nghiêng người tay chống đỡ thân xe nhảy qua, thuận tiện bung mui xe, viên đạn trong nháy mắt đánh trúng vào trước mui xe, liền chỉ còn xương mù màu trắng kéo dài, Uyển Thanh rơi xuống đất bên thân xe khác, cô cầm cây súng, nhắm ngay người con gái kia phịch một tiếng, chuẩn bị mà bắn một phát súng ở giữa cánh tay cô. Lâm Đình trong nháy mắt, hai chân nhẹ nhảy dựng lên trên không trung xoay tròn 360 độ, tránh đi viên đạn của Uyển Thanh, tùy ý máu chảy ướt át trong nháy mắt, thân thể nặng nằm dạp trên mặt đất, hướng phía hai chân ở gầm xe Uyển Thanh nặng nề bắn một phát súng, chân của Uyển Thanh liền trúng đạn, mặt của cô hiện lên đau đớn, rồi lại một tay nặng nề chống trên đất trước mặt tung người dựng lên, vừa muốn nhảy lên trần xe, bị một thân ảnh màu trắng sớm đã chuẩn bị mà đứng ở trần xe, đạp một cước vào bụng. Cô đau đớn mà nằm gập xuống đất. Lâm Đình mãnh liệt tung người hạ xuống, nhà kêu một tiếng, muốn vung ra lợi đao, muốn cắm thẳng vào bờ vai của cô, Uyển Thanh xoay người, hai tay nặng chấp nhanh cổ tay của cô ta, giơ chân lên đạp cô ta, Lâm Đình trong nháy mắt quay người, bên cạnh xoáy xoay thân thể lại, cũng đã ác độc vặn hai cổ tay của Uyển Thanh lại, đưa lưng về phía mình, chỉ nghe từng đợt răng rắc xương cốt đứt gãy, Uyển Thanh chưa từng thừa nhận đau đơn lớn như thế, ngẩng mặt quát to một tiếng. Chỉ bằng cô dám đấu với tôi, chấm hỏi ngoặc kép, Lâm Đình vung đao ra, thừa dịp hai tay của Uyển Thanh vô lực, lại muốn cắm xuống vị trí vai toàn thân tê liệt của cô, Uyển Thanh nha một tiếng, chịu đựng cơ thể vô cùng đau đớn, quay người giơ hai chân kẹp chặt cổ Lâm Đình, trong nháy mắt xoay người. Cơ thể Lâm Đình theo hai chân của cô mãnh liệt xoay tròn, đầu nặng nề đập xuống đất, đau bỏ ở một bên. Uyển Thanh nặng thở phì phò hơi thở, đem hết toàn lực muốn kẹp chặt cổ Lâm Đình, giơ tay trái còn chút lực lên, đầu ngón tay bỏ qua bùn đất muốn cầm cây đao. Lâm Đình thấy thế, hai mắt sắc bén mà lóe lên nha một tiếng phẫn lực lớn hai tay trong nháy mắt nắm chặt một chân dài của huyền thanh vặn gãy về hướng ngược lại a à, chấm than ngoặc kép huyền thanh nặng nề nằm dạp trên mặt đất đau đến tê tâm liệt phế lâm đình lập tức đứng dậy trong nháy mắt phẫn nộ mà phóng ra phi tiêu đâm vào bên trong hai bên vai của huyền thanh mũi tên lúng xuống bên trong xương cốt nặng nề kéo một phát máu tươi thẳng phún ra đây à, Uyển Thanh lại một hồi thống khổ mà ngửa đầu kêu to. Tôi nói rồi, chấm than ngoặc kép, Lâm Đình tàn nhẫn kéo dây thừng, nghiêm túc nói tôi nói rồi. Đến lúc đó cô phải ngoan ngoãn đi theo tôi. Cô nói xong, lại trong nháy mắt nặng nề kéo một phát. Uyển Thanh lại một trận đau đớn hít thở không thông, cuối cùng té xỉu ở trên mặt đất. chương 918, sự thật. Một tách trà nóng, dầm một tiếng rơi mạnh xuống đất. Trà nóng bắn tung tóe khắp nơi. Lãnh mặc hàn không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Linh đang vừa khóc vừa nức nở nói chuyện, hai tròng mắt cực nhanh lóe lên, bên trong lồng ngực giường như có một luồng khí sắp sửa nổ tung, sắc mặt anh đông cứng lại, tức khắc run run ngầm nuôi lửa giận, trầm thấp hỏi cô nói cái gì. Trang hạo nhiên cũng trong nháy mắt cũng cứng lại, nhìn về phía Mỹ Linh. Mấy người lâm sở nhai cũng nhất thời đứng lên, khẩn trương nhìn Mỹ Linh. Mỹ Linh lúc này đã sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, giọng nói run run đưa tay lau nước mắt trên mặt đau lòng khóc nói uyển thanh bị người ta bắt đi rồi hôm nay lúc cô ấy làm nhiệm vụ thấy lái xe phía sau phát ra tín hiệu cầu cứu lúc chúng tôi nhận được tin tức chạy tới hiện trường thì chỉ nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu còn tài xế bị hôn mê liền biết cô ấy đã xảy ra chuyện chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn trong nháy mắt như một con báo mãnh thế đứng lên hai mắt nhanh chóng lóe ra muốn tức giận nhưng lại đau lòng đè nén xuống nắm chặt nắm đấm quay mặt về phía mấy người tiêu yên cùng Giang Thành vừa chạy đến, giận dữ đến mức nghiến răng, gần từng chữ nói, tôi không phải từng nói với các người là, Uyển Thanh tuyệt đối không thể lại một mình làm bất cứ một nhiệm vụ gì đó sao. Tình huống cô ấy bây giờ vốn rất nguy hiểm, chấm than ngoặc kép, mấy người tiêu yên cùng Giang Thành cũng vô cùng đau lòng đứng một bên không lên tiếng. Trang hạo nhiên biết tầm quan trọng của Uyển Thanh đối với lãnh mặc hàn, anh tức khắc quay đầu, nhìn về phía tô Lạc Hoành nhanh chóng nói, Lạc Hoành, mau khởi động hệ thống truy lùng tung tích thế giới lộng lẫy xem có thể tìm ra vị trí hiện tại của uyển thanh hay không được chấm than ngoặc kép tô lạc hoành không nói hai lời liền từ trên giường lấy ra máy tính sách tay thường mang theo tức khắc khởi động thế giới lộng lẫy nhập vào số di động của uyển thanh lãnh mặc hàn không nói hai lời vừa muốn như gió đi ra khỏi phòng bệnh trang hạo nhiên trong nháy mắt nắm chặt cổ tay anh nói có người biết hướng đi của cô ấy lập tức sẽ đi dò hỏi cô ấy chấm than ngoặc kép. Lãnh mặc hàn nhất thời nhanh chóng quay đầu, dùng ánh mắt giò xét nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn anh gật gật đầu. Lãnh mặc hàn hiểu ra, lập tức kiềm chế cảm xúc phẫn nộ kia xuống, bước nhanh ra ngoài, vừa đúng lúc gặp phải mấy người tưởng thiên lỗi cùng tưởng vĩ quốc, Diệp Mạn Nhi, vợ chồng Trang Tĩnh Vũ, cùng với Trang Ngải Lâm vì cơ thể Trang Hạo Nhiên không có vấn đề gì, đang từ phòng bác sĩ phụ trách vừa nói vừa cười đi tới, nhìn thấy lãnh mặc hàn dẫn đám thuộc hạ cùng nhau nhanh chóng đi về phía trước, cũng quên chào hỏi mà lách mình đi qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt nghi ngờ hỏi. Đường khả hình đúng lúc này cũng cùng với thầy đi ra khỏi phòng bệnh, tức khắc nhìn thấy lãnh mặc hàn sắc mặt cứng lại đi về phía trước, Mỹ Linh theo sau vì lo lắng mà khóc, lòng cô không hiểu sao bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, do hỏi cặp song sinh phía sau, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vi vừa nhìn đã hiểu tình hình, lập tức sắc mặt cũng đông lại nói thuộc hạ đắc lực nhất của lãnh phó tổng uyển thanh đã xảy ra chuyện hình như là bị thương rồi còn bị người ta bắt đi chấm than ngoặc kép cái gì đường khả hình không thể tin nổi quay đầy lại trợn mắt nhìn về phía tiểu vi khiếp sợ nói bị bắt đi tiểu hà cũng lập tức gật đầu lên tiếng trả lời đúng vậy bị bắt đi lúc bọn họ chạy tới hiện trường chỉ còn lại dấu vết một vũng máu vệt máu rất dài theo phân tích khẳng định chính là hai bả vai bị siết chặt rồi kéo đi. Trời à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, tức khắc đau lòng, hai chồng mắt kìm lòng không được bỗng đỏ bừng. Tưởng vĩ quốc, trang tính vô cùng tưởng thiên lỗi nghe lời này, đầu tiên nhanh chóng đi vào phòng bệnh của trang hạo nhiên, nhìn anh cư nhiên vừa từ phòng tắm đi ra, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, đang muốn cầm âu phục đen khoác lên, mọi người khiếp sợ nói, hạo nhiên. Cơ thể con vừa mới tốt lên được chút, lại muốn làm gì diệp mạn nghi cũng nhìn về phía trang hạo nhiên khuôn mặt lạnh lùng cương quyết lấy tư thái một trưởng bối nói con hôm qua vừa gặp chuyện không may cha mẹ con đều thiếu chút nữa lo lắng gần chết hiện tại thân thể còn chưa khôi phục lại muốn đi đâu đúng vậy con trai ân nguyệt dung cũng đau lòng nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng cất bước đứng trước cửa sổ sát đất bóng dáng màu đen nghiêm nghị lộ ra hơi thở nặng nề nương theo cửa kính thủy tinh trong suốt phản chiếu bóng người kia, chỉnh sửa cổ áo, nhanh chóng nói con có việc gấp muốn lập tức đến đồn cảnh sát một chuyến. Hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ đối với tình huống của Uyển Thanh, sắc mặt ngưng động hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường khả hình cũng một trận lo lắng chống thân thể mệt mỏi, hai tay nắm khung cửa, đi vào phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt mà khẩn trương nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên vẫn không để ý đến mọi người, sắc mặt cứng lại nghiêng mặt liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi mới nhanh chóng đi ra ngoài trước khi rời đi lại dừng ở cạnh cửa đôi mắt lóe ra chút đau lòng liếc mắt nhìn đường khả hình mọi ước muốn vẫn động lại thiên môn vạn ngữ vẫn không nên lời chỉ chậm rãi vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới nghiêm mặt bước nhanh về phía trước tưởng thiên lỗi cũng lập tức đi theo ra ngoài buổi chiều ánh mặt trời chói trang chiếu vào những hoa cỏ kia lộ ra trạng thái thiếu sức sống Trang hạo nhiên đứng dưới gốc cây đa, do so dự một hồi, mới nhanh chóng xoay người nhìn tưởng thiên lỗi đang đi tới, thật chăm chú. Tưởng thiên lỗi cũng đạp trên cỏ xanh mềm mại, chậm rãi đi tới trước mặt trang hạo nhiên, cau mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trang hạo nhiên lại thật sâu liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái, đôi mắt chớp chớp vài cái, đột nhiên chân thành nói, tôi không tin anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ như mặt, bắt đầu từ vụ khả hình chúng độc bởi hoa hồng hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, vẻ mặt hơi do dự, lại nắm chặt nắm đấm, không lên tiếng. Trang hạo nhiên ngưng động bộc lộ nét mặt hết sức nghiêm túc, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhanh chóng nói, tôi từ trước đến nay đối với chuyện của anh và như mặt, không có quyền hỏi đến, nhưng từ sau khi khả hình chạm vào hoa hồng bị trúng độc, anh hẳn là hiểu rõ những phẫn nộ trong lòng tôi, bất luận ai cũng không được lấy bất kỳ lý do gì để tổn thương cô ấy. Đầu tiên không kể đến việc cô ấy là người phụ nữ của Trang Hạo Nhiên tôi, mà cô ấy còn là một ngôi sao mới trong tương lai của hoàn cầu chúng ta. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tôi đều tuyệt đối không thể bỏ qua cho cái người từng muốn cướp đi tính mạng của cô ấy. Hơn nữa còn đến hai ba lần, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trầm mặc mà lạnh lùng nghe lời này, khẽ biến sắc, hai tròng mắt chấp nháy, nhớ tới thời khắc đường khả hình chúng độc sắp chết, mình cũng lòng đau như đau cắt. Trang hạo nhiên lại cấp tốc ẩn chứa tức giận nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lại nhanh chóng nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều đã từng được giáo dục như nhau, làm người muốn tâm tồn có chút suy nghĩ lương thiện, đối với như mạt, cô ấy cùng chúng ta lại càng là thanh mai trúc mã, cho nên những nghi ngờ có liên quan đến cô ấy, tôi lúc nào cũng đều nhẫn nhịn. Một là vì cô ấy từng như một người chị làm bạn cùng tôi trưởng thành. Thứ hai, là vì cô ấy từng là người mà anh yêu thương sâu sắc. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đứng tại chỗ không lên tiếng. Trang hạo nhiên lại vào giờ phút này, bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm tưởng thiên lỗi tức giận nói nhưng bây giờ chuyện cứ như vậy hôm qua trước khi khả hình tay ôm chai rượu đỏ kia tung mình xuống biển từng bị rất nhiều sát thủ tập kích mỗi viên đạn đều muốn lấy mạng của cô ấy thế nhưng cô ấy khi đó vẫn còn nghĩ cho an nguy của hoàn cầu chúng ta hiểu rằng cô ấy đi một lần muốn vạch trần tất cả cô ấy cũng không sống được cho nên muốn mang theo bí mật hoàn cầu vĩnh viễn biến mất như vậy sẽ không có người bị thương hay phải chết nữa chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt kịch liệt lóe lên ánh nhìn đau đớn cùng hoài nghi. Trang Hạo Nhiên cũng ẩn nhẫn nén xuống nhưng thương yêu cùng đua ỏng đối với khả Hinh, hai mắt không khỏi lóe lên chút xúc động cùng buồn bã. Thật lòng nói, đối mặt với một cô gái với chúng ta chỉ là có thêm hơn 300 000 duyên phận, một cô gái với hoàn cầu chúng ta cũng chỉ có chút duyên phận ít ỏi, chúng ta cho cô ấy quá ít, mà cô ấy lại vì tập đoàn này mà trả giá bằng cả tính mạng mình cô ấy làm như vậy, không chỉ là vì hoàn cầu, vì tôi, mà lại cũng là vì anh. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trong nháy mắt dâng lên cảm xúc kích động, nhớ tới đường khả hình, tim anh lại quặn thắt. Trang hạo nhiên biết thời gian không còn nhiều, lại thật sâu theo ánh mặt trời trói trang tươi đẹp kia đau lòng nhìn về phía tưởng thiên lỗi chân thành nói thiên lỗi. Tôi với anh cùng là tổng giám đốc hoàn cầu. Qua nhiều năm như vậy hưởng thụ tất cả những đãi ngộ mà Hoàn Cầu mang lại cho chúng ta, thế nhưng anh và tôi đều rõ rằng, cực khổ nhất, tận tụy nhất, vẫn là mỗi nhân viên dùng hết tâm huyết cống hiến cho tập đoàn chúng ta. Nhân viên Á Châu của anh là như vậy, nhân viên của Hoàn Á tôi lại càng như thế. Mặc hàn là vì sự an toàn của khả hình, mấy lần vào sinh ra tử, thuộc hạ của cậu ta cũng như vậy. Uyển Thanh, Uyển Thanh là người rất quan trọng trong cuộc sống của Mặc Hàn. Cô ấy chính là em gái của cậu ấy. Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ ngẩng đầu, Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không thể tin nổi kêu lên, "Em gái." Trang Hạo Nhiên tức khắc đau lòng nhìn Tưởng Thiên lỗi lại nhanh chóng nói, "Cậu ấy cũng là vì em gái, cho nên mới quyết định muốn rửa sạch cuộc sống của mình, theo tôi." Em gái cũng đang ở Mỹ làm nhà phân tích, cậu ấy vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng em gái nhận lại nhau, cho nên mới đem cô ấy từ Mỹ gọi về đến giúp đỡ. Nhưng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh nói cậu ấy làm sao mà chịu nổi anh bảo tôi sao có thể chịu đựng được đây? Chấm hỏi ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nghe xong trái tim lại từng đợt rung động mãnh liệt. Trang hạo nhiên lại nghiến răng nghiến lợi nhìn tưởng thiên lỗi, trên mặt ngầm nuôi lửa giận, nhanh chóng nói, Mặc Hàn là đồng nghiệp tốt, là anh em tốt của tôi. Với tôi tình bạn bè còn bền chặt hơn cả vàng, bây giờ cậu ấy lại vì hoàn cầu, vì tôi, vì khả hinh, vô cùng có thể sẽ đau đớn mất đi em gái mình. Tôi không thể để cho chuyện này xảy ra nếu như chuyện này xảy ra, tôi sẽ xé xác người đã làm ra chuyện này. Bao gồm cả kẻ đáng nghi như như mạt, đây là một chút nhân nhượng cuối cùng của tôi hôm nay. Tôi bây giờ phải đi tìm thủ tướng, nếu như anh còn có chút niềm tình giữa tôi và anh, mau đi tìm như mạt một chuyến. Thời gian không còn nhiều nữa, mau giúp tôi, chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi hiểu rõ, hai tròng mắt lóe ra, nắm chặt nắm đấm. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn anh một cái, mới nhanh chóng xoay người, Đè nén đau thương trong lòng, bước nhanh về phía trước. Lãnh Mặc Hàn đã ở một hành lang khác bước nhanh về phía trước, trong tai nghe truyền đến giọng nói Mỹ Linh, "Chúng tôi đã báo lại với Tô thiếu gia, bây giờ anh có thể tiến vào. Xung quanh tất cả đều an toàn, chúng tôi đã loại hết đám người giả dạ hành." Anh nghe lời này, hai mắt lóe lên nhanh chóng cầm tay nắm cửa, đi vào phòng kiểm dược, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nữ y tá vẻ mặt khiếp sợ xoay người, nhìn thấy lãnh mặc hàn đang phẫn nộ đầy sát khí, trái tim cô bỗng nhiên phát lạnh, nước thuốc trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất. chương 919, không còn đường thoát. Phòng kiểm kê thuốc truyền đến một trận hít thở dày đặc. Cả người như y tá run rẩy run rẩy ngồi bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, trên chán chảy ra đầy mồ hôi nhìn về phía mấy người trước mặt, hai tròng mắt run rẩy hiên ra sự kinh hoàng cùng hoang mang. Lãnh mặc hàn kiềm chế cơn tức giận đang mãnh liệt dâng trào trong người, hai tròng mắt mãnh liệt sáng lên, sắc mặt cương nghị như thần chết muốn bùng phát, nắm chặt hai tay, từng bước đến trước mặt cô ta. Nữ y tá nặng nề thở gấp, thân thể dán chặt vào giá đựng thuốc, hai tay run run dẩy trống lên giá thuốc, sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra mãnh liệt. Lãnh mạc hàn chậm rãi xuất hiện trước mặt cô ta, nhưng chỉ cúi đầu xuống, hai tay buông lỏng, mới chậm rãi nâng tay, nắm lấy vai nữ y tá, mấy ngón tay trong nháy mắt bấu chặt, dường như lưỡi liềm của thần chết chém xuống giống như bị rắn cắn. Thân thể nữ y tá trong nháy mắt chấn động, vừa rồi lãnh mặc hàn cầm cái bật lửa thiêu đốt một khối thịt của cô, hai tròng mắt anh vẫn bình tĩnh và lộ vẻ tàn nhẫn, đến bây giờ vẫn khiến cô lạnh lẽo, sợ hãi. Cô ta là ai? Lãnh mặc hàn cúi xuống trầm giọng hỏi. Nữ y tá hơi ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn tiếp tục cúi xuống, hai tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai của cô, lại vô cùng ẩn nhẫn và kiềm chế trầm giọng hỏi cô ta là ai? hai chồng mắt nữ y tá run rẩy kịch liệt, hơi nâng khuôn mặt, mồ hôi lạnh trượt xuống mắt liếm, mới giật mình kinh hoàng hỏi cái 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 gì? lãnh mặc hàn cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang cuộn trào mãnh liệt trong người, trong nháy mắt nâng khuôn mặt cứng ngắc của cô ta lên, hai chồng mắt lóe ra tia sát khí tới gần nhìn khuôn mặt co quắp của cô, lạnh lùng hỏi một giờ trước người phụ nữ đã bắt đi thuộc hạ của tôi là ai? ánh mắt nữ y tá lóe lên tia sáng nhưng vẫn như cũ còn giả bộ một chút nghi ngờ nói tôi. Tôi, tổ chức chúng tôi có nhiều người ở đây như vậy, làm sao tôi biết là ai? Lãnh mặc hàn kiềm chế tâm trạng, chậm rãi cầm di động lên, hiên lên khoảng một giờ trước khi lắp đặt các thiết bị trên xe, phân tích ảnh chụp người phụ nữ đánh nhau cùng Nguyễn Thanh, hai tròng mắt lại lóe lên tia tức giận, một lần nữa nhìn về phía cô, chậm rãi nói, vậy người phụ nữ này là ai? Hai tròng mắt nữ y tá nhất thời run rẩy nhìn thấy trong điện thoại di động sáng lên hình ảnh một người phụ nữ mặc một chiếc quần đùi màu trắng bó sát bên ngoài khoác áo khoác nhẹ màu xám cả người cô liền chấn động ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ quả nhiên giống như mình suy nghĩ nói cô 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 ta tên là lâm đình là thủ hạ đắc lực nhất của chủ nhân chúng tôi qua nhiều năm như vậy đến bây giờ vẫn không hề xuất hiện đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện thi hành nhiệm vụ lãnh mặc hàn hít mắt nhìn về phía cô nữ y tá lập tức kinh hoàng nhìn anh nói là thật tôi xác định trăm phần trăm đây là sự thật chấm than ngoặc kép cô có biết chỗ ở hiện tại của cô ta không lãnh mặc hàn lại lạnh lùng hỏi tôi không biết tôi chỉ phụ trách các tình huống ở bệnh viện còn các chuyện còn lại tôi thực sự không biết thế nhưng tôi nghĩ nếu như cô ta tới nhất định sẽ gặp tiểu thư cô vội vã nói tiểu thư lãnh mặc hàn lại mở một tấm ảnh khác chụp như mặt hỏi là người này phải không sắc mặt nữ y tá lại tái nhợt kinh hoàng nuốt khan nơi cổ họng chỉ lắc đầu thở dốc run rẩy nói tôi không biết chúng tôi chỉ nhận lệnh hành động không ai biết tiểu thư là ai cho đến bây giờ tiểu thư cũng chưa xuất hiện trước mắt chúng tôi lãnh mặc hàn nhíu chặt mi tâm nhìn về phía cô tất cả lời tôi nói đều là thật tôi thề tôi thề độc chấm than ngoặc kép nữ y tá sợ hãi run rẩy ngấn lệ vội vàng nói bởi vì trên đùi vẫn còn lưu lại sự đau đớn đến tê tâm liệt phế Lãnh mặc hàn chậm rãi để điện thoại di động xuống, nhớ tới vừa rồi Uyển Thanh cùng người phụ nữ kia giao đấu, nhìn cô ấy cuối cùng bị vặn gãy tay chân, thậm chí hai vai còn bị trói chặt bắt đi về phía trước, hai tròng mắt anh run rẩy ngấn lệ, phẫn nộ đau lòng kêu nhỏ, Uyển Thanh. Chấm 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 ngoặc kép. Phòng bệnh. Tô Lạc Hoành nhanh chóng hoạt động ngón tay, di động trên bàn phím máy tính, qua số điện thoại của Uyển Thanh, sau đó phân giải tín hiệu điện thoại của cô, muốn tra ra vị trí của cô, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, tín hiệu di động bị cắt đứt, hẳn là bị đối phương chặn lại, anh A à một tiếng, hai tay đạp mạnh lên màn hình máy tính, là to con mẹ nó. Chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai cùng tào anh kiệt nhanh chóng đi ra ngoài, thừa dịp trang hạo nhiên đi tìm thủ tướng, bọn họ trước hết đến đồn cảnh sát một chút. Mỹ Linh ngồi bên cạnh, cũng nhanh chóng di động ngón tay, không ngừng gõ gõ trên bàn phím một hàng chữ, rốt cuộc thông qua phương pháp phá giải mật mã mà tô lạc hoành dạy mình nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống giao thông đường bộ. Cô thở dốc, cảm tạ trời đất, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói, rốt cuộc vào được rồi. Chấm than ngoặc kép. Tô Lạc Hoành nghe được câu này, nhanh chóng xoay người đến trước mặt Mỹ Linh, khẩn trương cùng cô nhìn vào hệ thống giao thông của cảnh sát đang chớp nháy dòng chữ pass. Anh cũng thở gấp gáp, lập tức mở máy tính của mình ra, lại nghe tiếng mở của dầm một phát, anh sửng sốt ngẩng đầu. Tưởng văn phòng đã nhanh chóng bê hai cái dương bằng kim loại đi vào phòng bệnh. Mỹ Linh cùng Tô Lạc Hoành đồng thời nghi ngờ nhìn về phía hắn. Anh tôi bảo tôi tới. Tưởng Văn Phong mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh lam, quần thường màu trắng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu Hoàng gia Anh, vẫn là mái tóc ngắn cá tính, gương mặt đẹp trai lạnh lung. Hai tay đặt lên hai bên mép xương, dẹt một tiếng nắp xương mở ra, bên trong hiện lên rất nhiều máy tính. Anh lại tiếp tục mở chiếc dương thứ hai, thành thục lấy ra những thanh kim loại, để cùng một bộ máy vi tính, chống lên mặt đất, 8 màn hình máy vi tính đồng thời khởi động. Mỹ Linh cùng Tô Lạc Hoành trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Tưởng Văn Phong lại nhanh chóng mở một chiếc máy tính khác, khởi động xong, không nói hai lời liền lấy một chiếc dây cáp kết nối cùng máy tính của Mỹ Linh, ngón tay nhanh chóng hoạt động, tất cả máy tính trước mặt hiện lên hình ảnh cửa sổ tòa nhà bị theo dõi. Tô Lạc Hoành nhìn thấy hình ảnh này, nặng nề thở gấp. PS: Ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail T -t -t gmail com Tưởng Văn Phong lại kéo ghế ngồi phía trước máy tính chủ, không ngừng kích chuột, rốt cuộc đem hình ảnh lúc Huyền Thanh cùng Lâm Đình giao đấu, rồi nâng ngón tay chỉ lên bản đồ thành phố được mô phỏng, hướng về phía Tô Lạc Hoành phân tích nói, "Vừa rồi, tôi lợi dụng bản đồ thành phố cùng với phần mềm thế giới lộng lẫy của anh bắt trước hình ảnh Huyền Thanh sau khi bị bắt, anh lại đây xem một chút." Chấm than ngoặc kép. Đồ án lập tức hiện lên hình ảnh ven hồ Dương Liễu. Trong nháy mắt thu gọn thành một hình ảnh nhỏ, xuất hiện bản vẽ mặt bằng vùng lân cận. Phát hiện ra đã bị Tưởng Văn Phong xử lý thành một đường nét nhỏ màu đỏ hồng, sau khi rời đi theo ven hồ, lại vòng qua vườn cây, sau đó đi đường một chiều, đi qua một cột đèn giao thông, lại rẽ trái. Tô Lạc Hoành Nhân mặt nhìn đường nét đỏ hồng này, nghi ngờ hỏi tại sao phải rẽ trái. Tưởng Văn Phong nhàn nhạt, nhạt nói, bởi vì tình hình giao thông bên phải cùng phía trước lúc đó đang ở kẹt xe. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa lưu thông bình thường được. Chấm than ngoặc kép. Tô Lạc Hoành gật đầu. Tưởng Văn Phong lại kéo đồ án, bản vẽ lại chuyển đến một hình ảnh khác, nhìn thấy chính là đường đi đến quảng trường thế kỷ, một đường là đi tới trung tâm giám sát hệ thống chính phủ. Anh trực tiếp đứng lên, đi tới trước hình ảnh trên máy tính, chỉ thẳng vào tòa nhà chính phủ nói, rất có khả năng cô ấy đến nơi này. Chấm than ngoặc kép. Vì sao? Tô Lạc Hoành nhìn về phía Tưởng Văn Phong, nhanh chóng hỏi tưởng văn phong xoay người một lần nữa ngồi trước máy vi tính ngón tay nhanh chóng hoạt động lợi dụng trực giác của mình bắt chước kiến trúc sư lại mở ra hình ảnh đoạn đường đến quảng trường thế kỷ nhanh chóng nói nếu đi qua đoạn đường đến quảng trường thế kỷ một là đến bể bơi hai là đến nhà hát thế nhưng tôi cảm thấy hai nơi này đều không có khả năng bơi vì bể bơi này là bể bơi trong suốt toàn bộ trừ toilet các nơi khác đều được giám sát chặt chẽ nhà hát hiện tại đang sửa chữa cửa lớn cũng không thể đóng kín. nếu như người này tâm địa ác độc như vậy, không có khả năng đi đến một địa điểm mà cửa lớn lúc nào cũng mở ra như vậy. cho nên tôi đoán, có thể cô ta câu kết với người trong chính phủ, đi qua những góc chết, những nơi bí mật cô ai biết hoặc ít người qua lại, sau đó trốn vào tròn tòa nhà chính phủ. làm thế nào mới có thể biết được hiện tại cô ta có ở bên trong tòa nhà chính phủ hay không? mỹ linh nhìn về phía anh, nhanh chóng hỏi. cái này phải nhờ đến phó tổng tô bởi vì dù sao phần mềm thế giới lộng lẫy tôi cũng chỉ biết dùng sơ sơ. Tưởng Văn Phong quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành lập tức di chuyển mình ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng hoạt động, khởi động phần mềm, bắt đầu tập trung vào vị trí từ 10 mét xung quanh tòa nhà chính phủ, nhập vào chính xác số liệu vóc người cùng dung mạo của Lâm Đình, nhanh chóng tiến hành tìm kiếm, số liệu chuyển động nhanh chóng như ánh sáng, tìm kiếm khắp nơi, không ngừng chọn lọc. Ba người đồng thời khẩn trương nhìn số liệu trong máy vi tính, mỗi người đều cắn chặt răng. Suốt cuộc, 5 phút đồng hồ qua đi, số liệu hoàn tất việc tìm kiếm, quả nhiên có một người phụ nữ, mặc quần đùi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu xám, tóc buộc cao đuôi ngựa, đeo kính dâm, đi qua một con đường nhỏ hẹp hướng vào bên trong tòa nhà. Chính là cô ta, chấm than ngoặc kép, Mỹ Linh nhìn thấy người phụ nữ này, trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi kêu to lên. Tưởng Văn Phong nhìn địa điểm này, Lập tức gọi Tô Lạc Hoành, lập tức bắt trước tầng trệt tòa nhà. Thông báo với mỗi nhân viên làm việc trong tầng trệt, như vậy rốt cuộc chúng ta sẽ biết cô ta thông đồng với người nào. Chấm than ngoặc kép. Tô Lạc Hoành lập tức ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng di chuyển, bắt đầu lại điều chỉnh phần mềm, chuẩn bị bắt trước hình ảnh. Tưởng Văn Phong lập tức đứng lên, đi tới trước mặt một máy vi tính khác, đem toàn bộ ống kính chuyển đến các tuyến đường xung quanh tòa nhà chính phủ, nhanh chóng nói, "Mau phái người lập tức xuất phát, chúng tôi ở hậu phương theo dõi địa điểm, làm cho cô ta không đường có thể trốn. Chấm than ngoặc kép. Mỹ Linh trong nháy mắt cầm di động, thông báo cho Lãnh Mặc Hàn. Chương 920, ánh mắt. Cao ốc chính phủ A A. Như mà đang cùng tất cả chủ tịch phu nhân cùng thành viên giám sát chứng nhận cùng một chỗ đến chính phủ A A tạm thời thành lập hội ngân sách văn phòng, kiểm kê tất cả tiền đấu giá và cả tiền quyên tặng ở yến hội từ thiện là được bao nhiêu. Lần này thật sự là rất hiếm có tổng giám đốc tưởng hỗ trợ cùng hiệp trợ lớn như vậy, chúng ta mới tính sơ thôi đã hơn từ thiện, cái này đoán chừng là lần đầu tiên chúng ta kiểm kê nhiều nhất trong các yến hội từ thiện rồi. Lưu phu nhân mỉm cười mà nhìn về phía như mặt, tay vỗ nhẹ cổ tay của cô, vui vẻ nói. Như mặt cũng mỉm cười mà nhìn về phía bà, gật gật đầu. Mọi người liền cùng đi vào cửa chính cao ốc chính phủ AA, lại đi đại sảnh lớn cười cười nói nói mà đi vào thang máy nơi làm việc của họ tưởng. Lãnh Mặc Hàn vừa nghe Mỹ Linh cùng Tưởng Văn Phong phân tích, anh lập tức gọi Tiêu Yên cùng Giang Thành nhanh chóng chạy tới phía trước, vừa chạy vừa nhanh chóng hỏi, hôm nay cao ốc chính phủ có hoạt động gì hay không? Tiêu Yên vừa đi theo anh lên phía trước, vừa nhanh chóng bấm điện thoại cho Thanh Bình, hỏi, hôm nay cao ốc chính phủ có hoạt động gì không? Thanh Bình nửa nằm ở trên giường bệnh phòng VIP, tay bưng lấy laptop, ngón tay càng không ngừng hoạt động trên bàn phím, lấy mật mã Tô Lạc hành cho mình xâm lấn văn phòng chủ của cao ốc chính phủ, phân giải hành trình cùng tất cả file số liệu hôm nay, cô nhanh chóng nhìn nói, hội ngân sách viện phúc lợi tạm thời thành lập ở lầu 23. Hôm nay tất cả ủy viên còn có chủ sự tham gia từ thiện cùng tất cả nhân viên khu công chứng, cùng một chỗ đến lầu 23 kiểm kê từ thiện. Viện trưởng viện phúc lợi đã chờ ở lầu 23. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, liền dừng bước lại, tay đè lấy tai nghe, hai mắt lóe lên, nghiêm nghị hỏi, nhưng mặt cũng ở đó. Vâng, chấm than ngoặc kép, Thanh Bình nhanh chóng gật đầu. Cả người lãnh mặc hàn liền dâng lên hơi thở rất đáng sợ, hai con người sắc bén mà lóe lên, trong nháy mắt bước nhanh đi lên phía trước. Tiêu Yên cùng Giang Thành cũng bắt đầu tập hợp tất cả mọi người, từ khắp thành từng nơi ra, nhanh chóng hướng cao ốc chính phủ đi đến. Trong phòng bệnh, tưởng văn phong cùng Tô Lạc Hoành đều cầm máy tính, nhanh chóng phân giải hình ảnh cao ốc chính phủ, một người chịu trách nhiệm lầu bên ngoài, phân công nhân viên trông coi tất cả cửa ra vào, một người chịu trách nhiệm trong lầu, cùng lãnh mặc hàn phân tích tất cả kiến trúc lối đi trong lầu. Cao ốc chính phủ, như mà cùng tất cả chủ tịch phu nhân cười cười nói nói mà đi ra thang máy, nhìn văn phòng hội ngân sách ở phía trước thật rộng rãi, hai bên đặt các lãng hoa, thậm chí có thể thấy bên trong đã bày đặt sâm panh và ly thủy tinh, mọi người mỉm cười nhìn, cũng biết sau tin tức tốt được công bố ra, hoàn toàn chính xác khiến lòng người phấn khởi, cần mở sâm panh chúc mừng. Như mặt vừa cùng phu nhân đi lên phía trước, hai con người quyến rũ rồi lại lơ đãng mà vọt đến ngoài cửa sổ một tòa cao ốc bên trái văn phòng, có một bóng dáng màu xám nhạt, cô im lặng không lên tiếng lại cùng phu nhân đi lên phía trước. Phụ lầu, tầng 22, một cánh cửa sổ. Lâm Đình mỉm cười mà đứng ở trước một cánh cửa sổ, nhìn về phía trước có một bóng dáng dịu dàng đang lay động, cô khẽ nhếch khóe miệng, biết có người đang chờ mình, trong nháy mắt để bàn tay lên máy, ngón tay ở phía trên nhanh chóng hoạt động, lại để cho nguồn tín hiệu của mình cùng software crack hệ thống trong nháy mắt khởi động, trong màn hình nguồn tín hiệu, trong nháy mắt như là mũi tên cỗ đâm thẳng về phía nguồn tín hiệu thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành. Phòng bệnh, bá một tiếng, màn ảnh máy vi tính trong thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành nhanh chóng tê liệt, hai con người anh lóe lên, vẻ mặt tức giận nói cô ta rõ ràng biết tôi đang dùng thế giới lộng lẫy. Tưởng Văn Phong nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nhanh chóng nói, bây giờ cô ta ở lầu 22, Chúng tôi vừa rồi tìm thấy địa điểm của cô ta, tín hiệu lập tức gián đoạn, vô cùng có khả năng cô ta đã gặp được người cô ta muốn gặp. Nhanh, lập tức phá giải hệ thống của cô ta, nếu không một phút đồng hồ cũng có thể để cho cô ta làm rất nhiều chuyện. Chấm than ngoặc kép. Được, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành nhanh chóng gật đầu, lập tức hoạt động nhanh ngón tay, bắt đầu phân giải mật mã của đối phương. Tưởng Văn Phong cũng bắt đầu ngồi ở trước máy tính, nhanh chóng phân giải kiến trúc trong lầu phụ lầu chính phủ. Lâm Đình tươi cười mà nhìn hệ thống của mình đã phá đối phương hệ thống, hai trong mắt của cô lóe lên, khẽ nhếch khóe miệng, lấy móc câu bên trong áo khoác ra, lại để cho móc câu thép nhắm ngay lầu chính tầng 23, hai mắt nhíu lại, ngón tay nặng đè móc vào ván, phịch một tiếng, móc câu thép mang theo dây thừng, bắn thẳng về phía trước, chuẩn xác mà bắn tới tầng trệt đối diện, thậm chí đâm vào bên trong bức tường, cô không nói hai lời, đem móc câu thép móc vào bức tường bên cạnh mình. Thân thể nhanh chóng như là chim én nhảy ra. Mắt thấy cơ thể sẽ phải rơi xuống lúc, nhẫn sắt trong lòng bàn tay móc câu nhanh vào dây thừng, lại để cho cơ thể nhanh như tia chớp lóe lên đi về phía trước, mắt thấy như mũi tên cơ thể đâm vào bức tường, cô một tay bay vọt, 360 độ xoay tròn, cơ thể trong nháy mắt nửa ngồi ở đỉnh bức tường. Cô mỉm cười nhìn tất cả phong cảnh cao ốc, không nói hai lời liền đè xuống nút dây thừng bên này, dây thừng trên không trung nhanh chóng thu lại, nắm chặt móc câu lần nữa móc ở sau người chậm chạp mà cất bước hướng đầu bậc thang đi đến, cô đã sớm chuẩn bị cho tốt, áo sơ mi trắng cùng quần dài rộng rãi, còn có một đơn vị trong chính phủ, cô lập tức bắt đầu cởi quần áo trên người mình, sau đó mới núp trong bóng tối lấy quần áo mặc vào, đeo lên kính mắt màu đen bên cạnh, lấy ra thẻ nhân viên, lại mang giày cao gót màu đen. Cứ như thư ký rồi đem quần áo bản thân cất kỹ, lại cất bước xuống lầu. Phanh 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 phanh, phanh. Lầu 23 văn phòng hội ngân sách tạm thời bây giờ có bầu không khí nhiệt liệt, vô số nhân viên công tác, còn có lãnh đạo, tất cả nhân viên chủ yếu vì lần tính toán từ thiện đang mở sâm panh chúc mừng, như mặt lúc này cũng tiếp nhận sâm panh có buộc hoa hồng, chẳng qua là hơi uống một chút, liền Lơ đãng nhìn ra ngoài. Lâm Đình trên tay cầm lấy một phần văn bản tài liệu, đi ngang qua văn phòng vui vẻ này, hướng bên trong mỉm cười nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt đi qua cửa, quẹo trái vào thang máy, ngón tay nhấn xuống tầng 30 liền im lặng chờ đợi. Cửa thang máy không có bao lâu mở ra. Cô lạnh nhạt đi ra thang máy, vốn là đối với đặc công đưa lên thẻ nhân viên cậu mình, xác định thân phận của mình, cô mới lại cất bước dọc theo hàng lang thật dài, lấy thân phận nhân viên ngoại giao mới tới, đi đến cách cửa cuối hành lang mới dừng lại, mỉm cười, nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa. Vào đi, một giọng nói truyền ra. Lâm Đình mỉm cười tay cầm văn bản tài liệu, đi vào văn phòng, nhìn về phía người trước mặt, hơi lộ ra tôn kính nói đã bắt được cô ta chủ nhân chúng tôi cũng không tin bình rượu đỏ kia không hiểu sao lại mất tích lần này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm hình tra tấn bước ra tung tích rượu đỏ chẳng qua là xin ngài chuyển cáo lưu ủy viên không nên quên hiệp định lúc trước đối phương cũng không có xoay ghế ra qua dường như tại suy nghĩ sâu xa lâm đình cũng lặng lặng chờ đợi tần vĩ nghiệp cũng không cần lưu lại không có giá trị lợi dụng hắn ta âm u nói ngài yên tâm, anh ta sống không quá ngày mai. Chấm than ngoặc kép, Lâm Đình mỉm cười nói, chuyện tiểu thư của chúng ta, cũng nhờ cậy ngài rồi. Cô ấy thật sự là chán ghét viện phúc lợi. Chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đối phương không lên tiếng. Lâm Đình thấy nói chuyện đã xong, đoán chừng tô lạc hoành sắp phá giải mật mã bản thân, cô liền nhanh chóng hơi gật đầu, lập tức quay người ra ngoài, chuẩn bị rời đi. PS. Ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail.tttukidmsa.gmail.com. Phanh, phanh 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 phanh, vô số tiếng phá hủy liền vang lên. Trước cửa cao ốc chính phủ 100m xảy ra tai nạn xe cộ, vô số chiếc xe toàn bộ đâm vào ngã tư đường, lãnh mặc hàn nhanh chóng từ trong xe thể thao tung người mà ra, trước một bước như là con báo nhảy đến phía sau cao ốc chính phủ. Nhanh như tia chớp nhảy đến, trong đầu tất cả đều là bộ dáng bị thương trên vai đau đớn đến hôn mê của em gái. Lâm Đình đứng ở một cánh cửa sổ trong đó, thấy tai nạn phía trước cao ốc chính phủ, khóe miệng cô cười cười, rồi ném đi kính mắt màu đen, không nói hai lời liền nhanh chóng mà lách mình đi vào thang máy, từ lầu 25 theo như đến lầu 24, trong nháy mắt khởi động phần mềm máy tính, chèn ép máy giám sát và điều khiển hệ thống trong nháy mắt bị tê liệt, lập tức tung người đẩy nắp thông gió trên đỉnh thang máy cơ thể nhảy lên, ngồi xổm trên đỉnh thang máy, nhìn thấy khung thang máy khác vừa vặn ở bên cạnh với tốc độ ánh sáng đi xuống đất. Cô tung người bay vọt nhảy đến một khung trên thang máy khác, tay nắm chặt dây thừng, cơ thể theo thang máy nhanh chóng rơi xuống. Tô Lạc Hoành vẫn như cũng nhanh chóng hoạt động ngón tay, trên trán tràn đầy mồ hôi mà giải mã. Thanh Bình ở bên cạnh rốt cuộc giám sát và điều khiển đến bóng dáng Mỹ Linh, lập tức đè xuống tai nghe kêu to, cô ta ở lầu chính thang máy, nhấn xuống lầu 24 thế nhưng là không biết tại sao, hệ thống giám sát và điều khiển hệ tê liệt 3 giây. Chấm than ngoặc kép, lãnh mạc hàn đứng ở bên cạnh chính phủ, hai con người nhanh chóng lưu chuyển, lập tức nói cô ta có khả năng mượn đầu thang máy A, nhảy đến thang máy B. Nhanh, xem xét thang máy B ngừng ở đâu, chấm hỏi ngoặc kép. Thanh Bình nhanh chóng hoạt động ngón tay, nhìn xem thang máy đã bỏ vào cõng tầng 2, lập tức kêu to thang máy đã bỏ vào một bãi đỗ xe. Chấm than ngoặc kép, Lãnh mạc hàn nghe xong, lập tức thả người nhảy lên bức tường cao ốc chính phủ, phân phó mọi người cùng một chỗ dọc theo đường chắn cô ta. Dưới mặt đất bãi đỗ xe, Lâm Đình bình tĩnh mà đi ra bãi đỗ xe, khuôn mặt mỉm cười mà di chuyển bước chân đi về hướng đất chống khu B, dài cao gót vẫn đứng ở một cống ngầm thép che ngừng lại, chẳng qua là ngưng mặt nhìn phía trước một chút, đã nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập, cô lúc này mới gương cao cười cười, trong nháy mắt mở nắp ống nước ngầm, thả người nhảy xuống. Phòng bệnh, Tô Lạc Hoành cuối cùng nhanh chóng giải mã, một lần nữa mở ra thế giới lộng lẫy của mình, nhanh thở một cái, lại lập tức tay đè lần tới xe, tiếp tục truy tung phương hướng Lâm Đình, mặc dù số liệu của cô ta chính từ dưới đất ván loạn. Mỹ Linh nhất thời khiếp sợ nhìn về phía đồ giải nói cô ta. Cô ta đang đi đâu? Cái này, đây không phải phía dưới cao ốc chính phủ A sao? Tưởng Văn Phong đi vào thang máy trước, anh đã quá quen thuộc kiến trúc, rất nhanh mà khẩn trương nói, cô ta đi dưới mặt đất. Nhanh, dưới đất này có đường liên thông 300 m xa đến bên ngoài biêu chính cao ốc. Chấm than ngoặc kép, Tiêu Yên cùng Giang Thành mới vừa lách mình đến bãi đỗ xe cao ốc chính phủ, liền nghe cô ta đã dọc theo đường ống dưới mặt đất chạy ra cao ốc chính phủ A, cô liền tức giận lại để cô ta chạy thoát. Bọn họ lại nhanh chóng điên cuồng đuổi theo đi ra ngoài. Đường đi náo nhiệt. Phía sau biêu chính cao ốc nắp giếng dưới mặt đất trong nháy mắt mở ra, bóng dáng lâm đình nhanh chóng đi ra trong nháy mắt phun đao sắc bén cắt mất dây điện không thấm nước bên trong nắp giếng chỉ cần người nào dọc theo lộ tuyến của mình hướng bên này đi nhất định sẽ bị điện cao thế chết cô mỉm cười vô cùng nhàn nhã mà đắp kín nắp giếng rồi quay người cất bước đi lên phía trước một bóng dáng màu tím giống như là u linh mãnh liệt xuất hiện trong nháy mắt liền giơ chân đạp vô bụng của lâm đình phanh chấm than ngoặc kép cả người lâm đình nện xuống sau thật mạnh phịch một tiếng ngã ở bên trong đống gỗ trồng chất, khóe miệng phun một bụng máu, rồi ngẩng đầu. Điệp y đang mặc áo bó sát màu đen, váy dài màu tím sậm, tóc dài eo dài, lạnh lùng đón gió đứng ở trước mặt cô ta, trên mặt không có một chút cảm tình, tất cả đều là tàn nhẫn giống như ánh mắt tử thần. Audio điện tử võ tấn bền chương 921, Minh Bạch Sao người ra đây, cô sẽ được tha? Một âm thanh lạnh lùng, vang lên bốn phía. Lâm Đình cắn khóe miệng, hai mắt lộ vẻ phẫn hận, suy nghĩ xem cô gái trước mặt có thế lực như thế nào, tay cô nắm chặt áo trước ngực, thở phì phò nặng nề đứng dậy, nhìn cô, cười chế nhạo. Điệp y lạnh lùng đứng trước mặt Lâm Đình, cũng không có nhìn cô, chỉ là tùy ý đứng hất mái tóc, lại âm trầm nói, giao người ra đây, cô sẽ được tha tội chết. Đây cơ hội duy nhất để cô sống tiếp. Thật vậy chăng, Lâm Đình lại cười chế nhạo nhìn về phía cô, kiêu ngạo ngửa mặt, nói, vậy xem cô có bản lĩnh này hay không? Chấm than ngoặc kép. Nói xong, cô lập tức rút dao từ sau eo ra hướng về đầu của Điệp Y, trong nháy mắt, đưa dao về hướng huyệt thái dương của Điệp Y. Điệp Y đứng bất động, khi con dao đến gần đến thái dương, cô nghiêng người ra tránh được con dao, tay cô nhanh như chớp nắm lấy con dao dừng ngay trước thái dương mình. Hất tay cô ta ra rồi nắm chặt, sau đó lật người cô ta xuống đất. a à, chấm than ngoặc kép, Lâm Đình đau đớn kêu lên, Cả người đập xuống đất, lại nhanh nhẹn lấy hai tay chống cơ thể dậy, quay người dùng chân đạp điệp y một phát. Điệp y nghiêng mặt, đế giày cao gót đạp trượt mặt cô, hai mắt cô ngưng động đầy sát khí, ngay lập tức Lâm Đình lại muốn đạp một phát nữa vào mặt cô, cô phản ứng nhanh kịp thời nắm một chân của cô ta muốn lật cô ta xuống đất. Lâm Đình lại nhanh như chớp, xoay người ôm lấy cổ mình lăn ra đất để giảm lực thương tổn. Một tiếng mèo quỷ dị kêu lên trong không gian huyên náo tại đây. Lâm Đình vừa mới thoát khỏi sự kiềm chế, ngẩng đầu lên trong nháy mắt, đã nhìn thấy Điệp Y hai chân đạp mặt tường, xoay người, hai tay như móng vuốt mèo hướng về cô, giống như muốn bóp cổ vậy, cô lập tức lùi về phía sau, vươn tay ra đón đòn của cô ấy, không ngờ được thân thủ của đối phương quá lớn, cô trở tay không kịp, vừa muốn tiếp chiêu của cô ấy thì đã bị cào vào mặt khiến cho máu tươi chảy ra xối xả, trong nháy mắt lại nắm hai bả vai cô xoay một cái đập thẳng xuống đất. Phanh, chấm than ngoặc kép. Cả người Lâm Đình bị đập xuống đất đau đớn, khóe miệng phun ra ngụm máu. Điệp Y lại nhanh như tia chớp, chộp vào lưng của Lâm Đình. Lâm Đình quay người, vồ lấy con dao trên mặt đất đâm vào vai Điệp Y. Tốc độ quá nhanh, lưng Điệp Y tức khắc bị đâm, máu chảy ra xối xả. A a a, Lâm Đình lại dùng phương pháp đối phó với Uyển Thanh để đối phó với Điệp Y, hai tay dùng sức đâm. Thân thể Điệp Y lại lập tức bay lên, xoay người một góc dễ dàng thoát được Lâm Đình cô nhanh nhẹn với lấy sợi dây thường quấn vào cổ lâm đình siết chặt làm cô ta hít thở không thông a à, chấm than ngoặc kép lâm đình hít thở khó khăn sợi dây kia siết chặt cổ cô khiến cô không thở được mặt đỏ bừng lên hai mắt màu tím của điệp y quỷ dị tàn nhẫn lé lên hai tay siết thật mạnh sợi dây nhìn lâm đình hít thở không thông yếu ớt nói tôi nói rồi đây là cơ hội sống duy nhất của cô quyền thanh cô ấy ở đâu lâm đình gần như không thở được nữa đầu choáng váng nhưng hai mắt vẫn đằng đằng sát khí một tia tàn nhẫn vô tình léo lên ở giây phút cuối cùng giữa sống và chết cô xoay người thoát khỏi sợi dây lấy châm độc rắn được bào chế ra đâm vào điệp y thân thể điệp y hơi nghiêng né được châm độc lâm đình tức khắc lại cầm sợi dây lên muốn xiết cổ điệp y lần nữa điệp y dùng tay chặn lại để mặc cho sợi dây cuốn vào tay mình gây ra đau đớn cô lợi dụng cơ hội đó giật sợi dây làm lâm đình lật xuống đất nhân cơ hội này cô đâm một nhát châm độc vào lưng lâm đình A, à, Lâm Đình đau đớn kêu lên, nước mắt tràn ra. Hai mắt Điệp Y lại bực tức nóng lên, mạnh mẽ đâm móng tay vào da thịt của Lâm Đình, nghiêm nghị hỏi lại, nói: Quyền Thanh đang ở đâu?" "Cô giết tôi, tôi cũng sẽ không nói." Lâm Đình thống khổ, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí ngang ngược, nghiêm nghị nói. Một người mặc áo đen chợt nhảy xuống. Lãnh Mặc Hàn đột nhiên xuất hiện, vung nắm đấm, nện vào eo Lâm Đình tức giận nói, tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng để nói. Chấm than ngoặc kép. Lâm Đình phù một tiếng, miệng lại phun một ngụm máu tươi, không chịu nổi một quyền của Lãnh Mặc Hàn, cả người liền ngất đi. Phủ thủ tướng. Một chiếc xe màu bạc chạy nhanh trên con đường yên tĩnh hướng về phủ thủ tướng, phảng phất mùi hoa, tiếng thác nước chảy róc rách, mặt hồ thì yên lặng như gương, cảm giác giống như mỗi nơi đều ẩn nấp sự nguy hiểm, nhưng đây là chỗ an toàn nhất bất kể là chim diều hay là tiếng kêu linh thú có lẽ đều được phủ thủ tướng bảo hộ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lá tùng rơi vào cửa chắn gió. Trang hạo nhiên đơn độc ngồi một mình sau xe, nghĩ tới sự an nguy của Uyển thanh, hai mắt anh rủ xuống. Tiêu đồng ngồi ghế bên cạnh tài xế, cũng bởi vì quá lo lắng cho lãnh mặc hàn cùng Uyển thanh, chậm chạp quay đầu lo lắng nhìn trang hạo nhiên, nói nhỏ, lão đại. Trang hạo nhiên ngưng mặt không lên tiếng, chỉ là hai mắt nhanh chóng di chuyển, nhìn khung cảnh bên ngoài thực sự tuyệt vời, nhưng nội tâm lại lo lắng vạn phần, chuyện Uyển Thanh bị bắt không có đơn giản như vậy, cô ấy có liên quan đến bí mật của rượu đỏ, mà Dạ Hành có khả năng hợp tác cùng chính phủ, giả dụ cô ấy nằm trong tay Dạ Hành, có lẽ nằm trong tay chính phủ, nhất định sẽ bị chịu bức cung tàn nhẫn, nếu vậy cô ấy sẽ phải trải qua thời gian sống không băng chết. Anh nghĩ tới đây, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ đau đớn, hiểu rõ vì chuyện rượu đỏ này mà có rất nhiều người hy sinh phía trước có vô số cảnh sát đứng trước rào chắn, đèn báo động cảnh sát sáng lên, người phía trước mặc áo cảnh sát, khoác áo chống đạn bên ngoài, giơ tay lên, chặn xe, nghiêm khắc nói, phía trước là phủ thủ tướng, xuống xe kiểm tra. Chấm than ngoặc kép, xe Rolls Royce dừng lại, tiêu đồng nhanh chóng đi xuống xe, đầu tiên là lấy giấy tờ tùy thân gia trình, sau đó qua chỗ nữ cảnh sát lấy dấu vân tay để đối chiếu trên máy tính, khi tất cả đều xong, Cô mới nhìn cảnh sát trưởng nói, trong xe là giám đốc trang của tập đoàn hoàn cầu chúng tôi, ngài ấy có việc gấp muốn gặp thủ tướng, phiền ông báo cáo chuyện này. Cảnh sát trưởng hí mắt, nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng nhanh chóng xoay tròn hai mắt, cấp thiết nhìn về phía cảnh sát trưởng. "Chờ tôi." Cảnh sát trưởng nói xong, liền đi tới chỗ điện thoại báo cho quản gia bên trong phủ. "Phủ thủ tướng." Tịnh Kỳ đi vào phòng khách, xoay người đi lên cầu thang, đi tới trước phòng ăn. Nhìn thủ tướng cùng Tô Thủy Kỳ còn có Tô Linh đang dùng điểm tâm chiều, bà mỉm cười đi tới bên cạnh thủ tướng, mềm giọng nói: "Thủ tướng, giám đốc Trang có việc gấp muốn gặp ngài, hiện tại đang ở ngoài núi." Tô Thủy Kỳ cùng Tô Linh nghe lời này, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông. Thủ tướng chỉ nhàn nhạt ngồi yên lặng, tay cầm thìa, múc canh đậu xanh lên uống, vừa uống mặt vẫn vô cảm. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu, cũng nhàn nhạt nhìn về phía ông, do so dự một lúc, mới mỉm cười nói: "Ông giám đốc trang có việc muốn gặp ông. Thủ tướng trên mặt không còn biểu tình yêu thương nữa mà thay vào đó là vẻ mặt của thủ tướng một nước, biểu tình uy nghiêm lạnh nhạt, tiếp tục múc thìa canh đậu xanh uống. Tô Linh cũng hơi kỳ quái nhìn ông. Tịnh kỳ lúc này, cũng hiểu được mỉm cười gật đầu, nói tôi đã biết phải làm sao, mời thủ tướng và thiếu gia, tiểu thư tiếp tục dùng bữa. Bà nới xong, liền xoay người đi. PS Ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail tttukidmsa.gmail.com Chạm canh bên ngoài, âm thanh thác nước chảy róc rách vang lên. Trang hạo nhiên không chờ đợi được nữa, thờ phi phò, giật cúc áo sơ mi ra, đẩy của bước ra, hai mắt léo lên nhìn về phía chạm canh gác kia, hình như vẫn đang đợi hồi đáp, anh bất đắc dĩ hỏi tại sao lâu như thế. Tiêu đồng cũng giống như có chút dự cảm không tốt, song trước mắt nặng nề, hai tay nắm lại, lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, cảnh sát trưởng bước ra, đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói Thủ tướng đang xử lý chuyện quốc gia quan trọng, tạm thời không tiếp khách. Mời ngài trở về, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng khiếp sợ, mở chừng hai mắt. Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, hai mắt lợi hại chợt lóe, vội ý đoán được ý của Thủ tướng. Nhưng, không gặp sao, tiêu đồng không thể tưởng ra kêu lên. Hiểu rồi, Trang hạo nhiên tức khắc xoay người nhanh chóng đi về phía trước, ánh mắt càng lúc càng sắc bén lợi hại. Lão đại, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nhất thời sốt ruột đi theo trang hạo nhiên, nhìn anh khẩn trương hỏi anh hiểu ra cái gì vậy. chương 922 công bố. Một chiếc rôn Royce đen từ từ chạy về phía một ngôi nhà xa hoa nào đó trong nội thành. Chuông điện thoại di động vang lên. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng cầm di động, nhấn nút nghe trả lời, ưm. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ngồi trên một chiếc rôn Royce khác, hai mắt lóe lên nói, Thủ tướng không muốn gặp người. Tưởng Thiên lối cao mày, cầm di động, hai tròng mắt thâm thúy thoáng qua vài tia nhìn cương quyết, anh từ lúc làm Tổng Giám Đốc tới nay, vẫn luôn oai phong một cõi, xưa nay khiêm tốn, nhưng vẫn không hư hao chút truyền kỳ mạnh mẽ vang dội nào của anh, chỉ thấy anh ngừng lại hai phút, liền sâu xa nói, nói cách khác, ông ấy cho phép chúng ta vào. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dốc, lại nhanh chóng nói, ưm. Um, tưởng thiên lỗi nghe lời này trầm ngâm nửa khắc nhàn nhạt nói biết rồi thiên lỗi trang hạo nhiên cầm di động cảm giác xe cộ lại đang dọc theo con đường núi thật dài chạy xuống mặt anh lập tức ngưng lại nhưng còn có chút do dự nói anh xác định phải giúp tôi làm như vậy sao tưởng thiên lỗi nhàn nhạt nói cũng chỉ có cậu mới có thể đặt tên cho con chó nhà cậu buồn nôn đến vậy cái thứ vong ân phụ nghĩa anh nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đông anh nói, lập tức thông báo các bộ phận, đem khách sạn dưới nước, còn có các hạng mục tập đoàn chúng ta sở hữu cùng với chính phủ toàn bộ đều dừng lại, thông báo các phóng viên, gần 6 giờ tối nay mời tham dự cuộc họp báo, tuyên bố một kế hoạch. "Hả?" Đông Anh tức khắc khiếp sợ xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, "Dừng." "Dừng lại." "Đúng." Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lập tức lại ngẩng đầu, nhìn Đông Anh, nói, "Cho tôi gọi điện thoại đến chủ tịch Lưu, chủ tịch Trương, chủ tịch Trần." Còn có điện thoại của tổng giám đốc Hàn của tập đoàn tài chính Hàn Thị. Đông Anh nghe lời này, mặc dù đang tim gan run sợ, nhưng vẫn cầm di động lên, trước tiên nhanh chóng bấm số điện thoại phòng làm việc của chủ tịch Lưu, lúc này chính là buổi chiều, lãnh đạo cấp cao nhất của các tập đoàn rất có thể trong phòng làm việc, cô vừa chuyển điện thoại đến phòng thư ký, vừa khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc khác. Trang Hạo Nhiên lại căn dặn Tiêu Đồng, thông báo các phóng viên bên ngoài Trung Quốc phát ra tin tức, hoàn cầu sắp sửa rút ra khỏi thị trường trong nước, chuẩn bị đem tổng bộ chuyển qua nước Anh, hoặc là một quốc gia châu Âu khác, hoàn nghênh lãnh đạo các nước tung cảnh ô lưu, sao? Sao cảnh ô lưu theo quan niệm phương Tây tượng trưng cho sự hòa bình, vẻ vang? Vâng, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng cũng thở dốc, cầm di động bấm số của phóng viên. 4 giờ 15 phút chiều Tin tức rất nhanh liền truyền đến kênh Kinh tế Tài chính ngày hôm nay, nghe nói tập đoàn Hoàn Cầu chuẩn bị rút vốn ra bên ngoài, hơn nữa cùng với các tập đoàn anh em khác, bao gồm tập đoàn tài chính Hàn thì cũng tức khắc hưởng ứng lời kêu gọi, nhao nhao phát ra những tin tức bất mãn với chính phủ, cũng chuẩn bị bắt đầu rút vốn những hạng mục quan trọng trong nước, trong khoảng thời gian ngắn, cả nước khiếp sợ, thị trường chứng khoán bắt đầu biến chuyển nghiêm trọng, vô số người dân không rõ tình hình. Nhao nhao gọi điện hỏi. Phòng làm việc thị trường. Tống Vĩ Thần không thể tin nổi ngẩng đầu, nhìn về phía thư ký, sợ đến sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ ngẩng đầu nói cô. Cô nói cái gì? Hoàn cầu chuẩn bị rút vốn. Hạng mục khách sạn dưới nước gần một ngàn tỷ, chuẩn bị rút vốn. Thư ký cũng khẩn trương nhìn về phía Tống Vĩ Thần, sốt ruột nói, đúng vậy. Kênh kinh tế tài chính đã bắt đầu nhằm vào những tin tức này. Dường như tin tức vô cùng xác thực, hơn nữa sắp sửa mở cuộc họp báo với cánh truyền thông, công bố tình huống này. Đây là có chuyện gì? Bọn họ vậy là vong ân phụ nghĩa, chấm than ngoặc kép, Tống Vĩ Thần đập mạnh bàn tức giận kêu to, chính phủ thật vất vả ủng hộ tập đoàn bọn họ cho đến ngày hôm nay, nói đi là đi. Để hơn 100 vạn công nhân trong nước không thèm đếm xỉa đến. Thật quá mức, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thư ký cũng bất đắc dĩ đứng một bên, không dám lên tiếng. Tống Vĩ Thần ngồi trên ghế ra, hai mắt hết lóe trái lại lóe phải, nhớ lại khách sạn dưới nước này vẫn là dưới sự giám sát của mình đang từng bước hoàn thành, nếu như hoàn cầu rút vốn sẽ gây ra cho mình những dấu vết chính trị có ảnh hưởng rất lớn suy nghĩ đến đây anh lại một trận hoảng loạn cầm di động lên nhanh chóng trực tiếp gọi điện thoại thư phòng của thủ tướng tiếng chuông kéo dài vang lên hai ba lần tịnh kỳ mới mỉm cười nhận điện thoại kêu nhỏ xin chào đây là phủ thủ tướng tịnh kỳ tiểu thư phiền cô chuyển máy cho tôi gặp thủ tướng tống vĩ thần vừa dùng khắn tay trắng lau mồ hôi trên trán vừa sốt ruột nói Tịnh Kỳ mỉm cười cầm điện thoại, mềm giọng nói, thực sự rất xin lỗi, thị trưởng thống, vì hôm nay cơ thể thủ tướng có chút không khỏe, hiện tại đang nghỉ ngơi, nói không tiếp khách. À, Tống Vĩ Thần nhất thời lo lắng xứng sờ tại chỗ, nuốt một cái nơi cổ họng, cầm điện thoại sợ đến mức tim gan run sợ nghĩ đến cuộc họp báo với cánh phóng viên sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều nay, trong lúc nhất thời anh lại khẩn trương hỏi, vậy, vậy, vậy thủ tướng lúc nào sẽ thức dậy? Tịnh kỳ mềm giọng nói, 6 giờ 30 phút. Tống Vĩ Thần sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt nện điện thoại xuống, vừa cầm khắn tay trắng lau mồ hôi, nới lỏng chiếc nơ nơi cổ áo, nhanh chóng nói, mau. Lập tức chuẩn bị xe đến Hoàn Cầu, tôi muốn đích thân gặp mặt hai vị tổng giám đốc, lần này cho dù phải cầu xin, tôi cũng muốn gặp mặt. Nếu như hai vị tổng giám đốc không gặp, tôi muốn gặp chủ tịch. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, thư ký tức khắc xoay người, Đi ra ngoài. Giờ phút này, toàn thị trường chứng khoán khắp nơi đều chấn động, vô số phóng viên trong ngoài nước nhao nhao bắt đầu trên máy tính trước mặt, hào hứng viết tin tức giật gân này, vô số tập đoàn trong ngoài nước rót tiền đầu tư trong nước, nghe nói hoàn cầu chuẩn bị rút vốn, lo lắng mọi chuyện có biến đổi, lập tức ngừng những hạng mục trong tay, yên lặng theo dõi tình hình, trong nháy mắt vô số những lãnh đạo cấp cao nhao nhao giận dữ gọi điện đến hỏi thăm tình hình, thậm chí bắt đầu thành lập các tổ hành động đặc biệt trong đó có quan chức được thủ tướng cử đi, đập bàn, trong hội nghị giận dữ quát, rốt cuộc hoàn cầu làm như vậy, là nhằm vào riêng tập đoàn bọn họ, hay là nhằm vào đất nước này. Nghe nói hoàn cầu cùng với một quan chức nào đó trong chính phủ chúng tôi từng có xích mích mới sẽ làm ra hành động khinh suất này. Nhưng mà bất kể xuất phát từ tình huống gì, hiện tại giờ phút này, ai cũng phải dừng lại cho tôi. Bằng không mọi người đều bị buộc cùng chết, chấm than ngoặc kép. Vô số quan chức ngồi tại chỗ, có người không lên tiếng, có người tức giận mắng. Ủy viên trương ngồi ở phía trước, nghiêm mặt lạnh lùng u ám, im lặng không lên tiếng. Đồng hồ treo tường trong phòng hội nghị chính phủ đã điểm đến 5 giờ 30 phút, vô số phóng viên cùng cánh nhau nhau đứng bên ngoài khách sạn Á Châu, quay chụp các nhân viên bắt đầu bày bàn, chuẩn bị mời phóng viên phỏng vấn, các phóng viên nhau nhau hướng về ống kính công bố nói. Còn khoảng 30 phút nữa, tập đoàn xuyên quốc gia này chuẩn bị tuyên bố một tin tức mang tính bùng nổ. Theo những người biết chuyện tiết lộ, sau đó sẽ công bố kế hoạch rút vốn có liên quan đến dự án khách sạn dưới nước, dự án có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ này, rốt cuộc còn có thể chắc chắn triển khai trong đất nước chúng ta hay không, kính mời quý vị đón xem phần tin kinh tế tài chính của chúng tôi sau đó. Phòng làm việc chủ tịch, vợ chồng tưởng vĩ quốc, vợ chồng trang tĩnh vũ, còn có cả trang ngải lâm cùng tuyết nhi nhao nhao khẩn trương ngồi trước máy quay phim, nhìn tình hình này đều khẩn trương ngưng mặt. Thiên lỗi và hạo nhiên, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Mạn Nghi hai tay nắm chặt cánh tay chồng mình, khẩn trương hỏi. Sắc mặt trang tính vô cứng lại, nhìn một màn này, im lặng không lên tiếng. Tưởng vĩ quốc mặt lạnh nhìn chầm chầm một màn này, tỏa ra muôn vàn khí thế, nhàn nhạt, nhạt sâu xa nghĩ hai đứa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ chai rượu đỏ thực sự xuất hiện? Đại sảnh khách sạn Á Châu. Một chiếc Rolls Royce màu đen thắng gấp trước trước cửa khách sạn, tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, đón muôn vàn ánh đèn flash, vừa cài nút áo, vừa mặt lạnh đi về phía trước, các phóng viên tức khắc sông mạnh lên, tay nâng máy ảnh muốn phỏng vấn anh, vô số vệ sĩ đã từng qua huấn luyện trong quân đội, nhanh chóng ngăn bọn họ lại, mà bên này thị trưởng Tống cũng đúng vào thời khắc này đầu đầy mồ hôi đi về phía trước, muốn cùng tưởng thiên lỗi chào hỏi. Tưởng thiên lỗi lại mặt lạnh lách mình đi vào đại sảnh khách sạn, không để ý đến anh ta. Tổng giám đốc tưởng, chấm than ngoặc kép, Tống Vĩ Thần nhất thời sốt ruột gọi anh, còn khoảng 30 phút sẽ đến giờ diễn ra cuộc họp báo với phóng viên. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục bước nhanh hướng vào bên trong, thái độ vẫn cứng rắn như vậy, khiến cho giới phóng viên lại khẩn trương phấn khởi nâng máy ảnh kỹ thuật số, chụp được một màn kinh điển này. Thời gian sắp tới 5 giờ 55 phút. Bên trong một mật thất nào đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Uyển Thanh cả người đầy máu tươi nhễ nhại bị tổ chức người giả dạ hành dùng móc thép đâm vào vai, treo đứng cơ thể lên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn cô cúi mặt mặc kệ mắc tươi hòa cùng với mồ hôi nóng dòng dòng chảy, vẫn nghiến răng nghiến lợi nói tôi không biết rượu đỏ ở đâu. Xiết tôi đi, lại mạnh miệng, chấm than ngoặc kép, một cô gái đã từng dưới biển ám sát thanh bình chưa thành, lập tức căn dặn mọi người chuẩn bị bắt đầu thuật thôi miên với Uyển thanh. Tiếng chuông lại đúng vào lúc này vang lên. Một tên người dạ hành nào đó nhận điện thoại, sau khi lên tiếng trả lời, lập tức xoay người, nhìn về phía cô gái kia nhanh chóng nói, Người bên phía ủy viên lưu truyền đến tin tức bí mật, muốn chúng ta lập tức thả người này ra. Nói chuyện rất cấp bách. Chấm than ngoặc kép. Thả. Cô gái quái dị nhìn hắn, kêu to thành tiếng. Lúc này thả người. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc nhanh chóng dừng trước thảm đỏ khách sạn. Trang hạo nhiên nhanh chóng dự ánh đèn flash của đám phóng viên, cầm chặt di động bước nhanh vào bên trong, vừa đi vừa cấp tốc hạ giọng, với lãnh mặc hàn nhanh chóng nói: Tôi cùng với Thiên Lỗi hiện tại nhân cơ hội tạo áp lực cho phía chính phủ sử dụng thế lực của kẻ thứ ba buộc họ thảo huyền thanh cũng nhân cơ hội phá bỏ kế hoạch hợp tác của hai bên thế nhưng tôi không rõ lắm thẩm vấn huyền thanh chính là phía người kia vì đề phòng ý kiến bọn họ không thống nhất lúc này cậu lập tức nắm chắc địa điểm thẩm tra huyền thanh tôi sợ không còn kịp nữa mất chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn chậm rãi để điện thoại di động xuống yếu ớt xoay người nhìn chằm chằm lâm đình đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất tức khắc nói lập tức bắt đầu Chấm than ngoặc kép, chương 923, đối đầu. Ủy viên lưu hạ lệnh, nhất định phải mau chóng thả người. Chấm than ngoặc kép, trong điện thoại có người ra lệnh rõ ràng. Người phụ nữ dẫn đầu người bóng đêm, cầm di động nghe mệnh lệnh này, hai tròng mắt của cô lóe lên mãnh liệt, trong nháy mắt quay mặt sang, nhìn huyền thanh đã thoát khỏi móc thép, toàn thân đầy máu nằm trong một góc tối âm u, nhà thôi miên đang chuẩn bị thôi miên cho cô. Cô ta quay mặt sang, tay nắm chặt di động, tự mình quyết định, người lạnh nói, bọn họ nói muốn thả người, thế nhưng lại không nói cho chúng ta biết rốt cuộc thả người vào lúc nào. Chúng ta có thể thả muộn 10 phút, 20 phút. Trong bóng tối có một nam một nữ đi ra, bọn họ nhìn về phía cô, lạnh lùng hỏi ý của cô là. Người phụ nữ kia lạnh lùng cầm di động, đứng một bên, ngửa mặt vô cùng đắc ý nói, bây giờ chúng ta lập tức thôi miên ép cô ta khai ra tung tích chai rượu đỏ, sau đó tiêm thuốc tê liệt não cho cô ta rồi mới đem cô ta trả lại như vậy sẽ không tính là chúng ta thất hứa, chỉ là tha cho cô ta không chết mà thôi. Tính ra cô ta còn gặp may mắn." Chấm than ngoặc kép. Đôi nam nữ nghe lời này, đồng thời nhìn về phía cơ thể Uyển Thanh đang thoi thóp trong một góc, nhanh chóng nói, "Bắt đầu đi." Mật thất khách sạn Á Châu. Mỹ Linh nhanh chóng cầm một chiếc kim tiêm lên, trong nháy mắt tiêm vào cánh tay Lâm Đình, bơm vào. "A!" À, Lâm Đình thống khổ trong cơn hôn mê, cả người bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn co quắp kêu lên một tiếng. Lãnh mặc hàn đứng một bên nhanh chóng nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ lập tức dẫn hai y tá đi tới trước mặt Lâm Đình, từ bên trong hộp đồ dùng lấy ra một số dụng cụ, rút ra một số ống dụng cụ, lựa chọn thời gian thích hợp nhanh chóng đem đầu ống đặt tại vị trí não bộ của Lâm Đình đang hôn mê. Mỹ Linh nhanh chóng ngồi trước máy vi tính, theo lời dặn dò của bác sĩ bắt đầu mô phỏng cảnh tượng hôm nay, đi qua sóng não kích thích đến ký ức của cô ta, đại não của cô nếu tồn tại ký ức cảnh tượng kia, mấy dụng cụ này có thể phản ứng mãnh liệt, đó chính là địa điểm giam giữ huyền thanh. Giang Thành cùng tiêu yên đại não bộ phận tê bút lâm đình, ép buộc cô mở hai mắt, nhìn màn ảnh chung bắt trước cảnh tượng, trận trận hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Mỹ Linh càng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng di chuyển ngón tay, mô phỏng theo ba địa điểm, toàn bộ hiện lên màn hình máy tính. Lãnh mặc hàn khẩn trương đứng phía sau Mỹ Linh, một bên nhìn cô nhanh chóng nhập số liệu, một bên nhìn biểu đồ đại não, vẫn yên lặng như cũ không có bất kỳ một biến động nào. Vừa rồi lấy mẫu máu của cô xét nghiệm, mới phát hiện trước khi cô thực hiện nhiệm vụ, đầu tiên sẽ tiêm vào một mũi tiêm, thuốc này trong một thời gian ngắn làm đại não tê buốt, theo đó tác dụng của thuốc sẽ làm mất đi một phần ký ức nhiệm vụ được giao, vì phòng tránh việc cô bị bắt giữ, xuất hiện các tình huống tra tấn dã man. Giữa màn hình máy tính nhanh chóng lướt qua cảnh tượng trận đấu. Cả người Lâm Đình Tê Buốt giống như người thực vật mở to mắt nhìn hình ảnh phân giải trên màn hình máy tính, cứ yên lặng như vậy. Mọi người biết thời gian không có nhiều, mỗi người đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bác sĩ lại nhanh chóng rút ra kim tiêm, tiếp tục tiêm thuốc vào người cô ta, làm tê liệt bộ phận thần kinh để ngăn ngừa cô ta khôi phục ý thức, có thể dẫn đến hậu quả. Trong một mật thất khác, trong bóng tối uyển thanh nằm thoi thóp, bị mấy người bóng đêm tiêm vào người thuốc gây mê thần kinh, toàn thân cô đầy máu, cảm giác như chính mình bị thôi miên, hơi hé miệng đầy máu, kìm chế run rẩy toàn thân, nghĩ muốn dùng một chút sức lực cuối cùng cắn lưỡi tự sát. Muốn chết, mấy người bóng tối trong nháy mắt lao tới cho cô một bạt tai, không nói hai lời liền túm tóc cô lên, hung hăng nện đầu cô vào tường. Phụt, máu tươi lại phụt ra. Cả người uyển thanh dường như đau đến tê liệt, tùy ý để máu tươi lướt qua mặt cô, cố gắng dẫy dụa nghĩ cách tìm đến cái chết, nắm chặt bàn tay xương đỏ trống xuống mặt đất, lại muốn dùng chút sức lực cuối này muốn cắn lưỡi một dòng chất lỏng trong nháy mắt chảy vào cơ thể cô a à, uyển thanh lập tức cảm giác chất lỏng này khiến toàn thân cô khó chịu cả người bắt đầu run rẩy như chìm vào hầm băng lạnh lẽo các lỗ chân lông trên người nhanh chóng nở ra cả người co quắp cô nằm trên mặt đất run rẩy chừng lớn đôi mắt giống như bị điện giật người phụ nữ kia nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng nhìn dáng vẻ co quắp thống khổ của uyển thanh trên mặt đất thậm chí những bắp thịt trên gương mặt đã nhanh chóng lõm xuống vô tình kiêu ngạo nói cô cứ chậm rãi hưởng thụ tác dụng của loại thuốc này đi rất nhanh cô sẽ được nếm trải cảm giác thống khổ một trận kích thích đại não khiến cô đi đến giới hạn của bản thân mình sau đó vì không chịu đựng được nữa cô cũng sẽ khai ra tất cả bao gồm tung tích chai rượu đỏ kia uyển thanh nằm sắp trên sàn nhà lạnh lẽo mặt dán xuống mặt đất bụi bặm máu tươi tùy ý chảy dọc theo mắt liếm xuống sàn nhà cô lại âm thầm nắm chặt tay vô thức điều khiển hai tròng mắt cùng mấy đầu ngón tay cố gắng chống lại cảm giác đại não sắp sửa tê buốt, kéo dài thời gian. Người phụ nữ kia cũng không biết Huyền Thanh là một nhà phân tích tâm lý xuất sắc, nhưng trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, đôi mắt cô ta nhíu lại, nghi ngờ nhìn vào hai tròng mắt Huyền Thanh. Một trận thống khổ nhanh chóng tập kích Huyền Thanh thân thể, Huyền Thanh lại vô ý thức hoạt động nhãn cầu, thu giấu đi lợi châm, âm thầm đâm vào chính mình ngón trỏ bụng, tăng mạnh mình kháng vệ ý thức. Nhanh lên một chút, tôi có cảm giác đã xảy ra chuyện toàn bộ thần kinh lãnh mặc hàn căng ra, cơ hồ muốn vỡ tung, hai tay anh nặng nề chống xuống bàn, thật ra mới 5 phút đồng hồ trôi qua, toàn bộ thế giới của anh như sụp sôi lên. Vâng, chấm than ngoặc kép, Mỹ Linh lại nhanh chóng di chuyển ngón tay, lại đem hình ảnh trận trận phân giải giữa màn hình máy vi tính, từ quảng trường thế kỷ, lại tiếp tục đến trước cửa nhà hát, cửa sau nhà hát, tế hoàn cảnh, nhà hát cửa trước, nhà hát cửa sau, lại đến cái ngõ nhỏ sâu hôn hút len keng len keng, mấy ống dụng cụ sáng lên ánh đèn đỏ. Lâm Đình dường như nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, trong đầu bị chợt kích thích, hai tròng mắt lập tức lưu chuyển, ngón tay bắt đầu động đậy. Mọi người lập tức tiến lên, nhìn vào giữa màn hình máy tính lại là một dạp chiếu phim sâu trong một con hẻm nhỏ. Quả nhiên là một nơi ẩn náu tốt, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn nhìn cảnh tượng kia, gương mặt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo kêu lên, dạp chiếu phim 24 tiếng đồng hồ đều ồn ào, quả thực che giấu rất tốt. Lập tức xuất phát, chấm than ngoặc kép. Bên ngoài mật thất, Tô Lạc Hành cùng tưởng văn phong lấy được số liệu chính xác, lập tức ở hình ảnh bản đồ giao thông thành phố trên màn hình máy tính, di chuyển ngón tay, lập tức hiện ra một đường nét màu đỏ hồng phân tích một số tuyến đường xung quanh. Tưởng văn phong một bên nhanh chóng di chuyển ngón tay phân giải hoàn toàn ba tuyến đường một bên nói, hôm nay tình hình giao thông không tốt, để tránh xuất hiện bế tắc, mấy người lập tức chia thành ba đội lập tức xuất phát chúng tôi ở hậu phương giúp đỡ mấy người. Lãnh mặc hàn cùng tiêu yên còn có Giang Thành đã dẫn mọi người đi ra. Tô Lạc Hành tiếp tục nhanh chóng nhập số liệu chính xác của Uyển Thanh vào phần mềm thế giới lộng lẫy của mình, tìm kiếm vị trí chính xác của cô, quả nhiên là ở phía dưới lòng đất của dạp chiếu phim, sáng lên hình ảnh Uyển Thanh, anh lập tức cầm bộ đàm lên nói với lãnh mặc hàn, mặc hàn. Đã điều tra ra, Uyển Thanh ở nhà kho dưới lòng đất bên trong dạp chiếu phim. Đó là một địa điểm cũ kỹ, nếu không cố ý sắp xếp sẽ không người nào có thể biết được chỗ đó. Nếu anh có ý định đi vào, nhất định phải vào nhà hát trước, ngay đằng sau sảnh thứ ba. Chấm than ngoặc kép, lãnh mạc hàn đã nhanh chóng ngồi vào chiếc Ferrari màu đen của mình, chân đạp mạnh vào chân ga, tay cầm tay lái, chiếc xe lao như tên bắn lao về phía trước. Vô số xe cổ cũng xuất phát theo phía sau. Điệp y hiện đang đứng cách quảng trường thế kỷ không xa, nghe thấy vị trí chính xác của Uyển Thanh, cô cũng lập tức đón gió đi phía về trước, hướng về phía dạp chiếu phim chạy thật nhanh. Nhanh lên một chút, thời gian của chúng ta không có nhiều. Vì sao hôm nay hiệu quả của thuốc lâu như vậy cũng không thấy hiệu quả. Đã gần đến hoàng hôn, ủy viên lưu ủy viên đã phát tin tức qua đây mấy lần phải lập tức thả người. Chấm than ngoặc kép, người phụ nữ khẩn trương ngồi xổm xuống trước mặt huyền thanh, hai tròng mắt cũng nhanh chóng lóe ra, ngẩng đầu khẩn trương nhìn nhà thôi miên kêu to tại sao vẫn không được ý thức của cô ta vẫn còn tỉnh táo như vậy, chấm than ngoặc kép. Trên chán nhà thôi miên chảy đầy mồ hôi, nặng nề thở phì phò, trên tay lại cầm lên một chiếc kim tiêm chứa thuốc tiếp tục tiêm thêm vào người cô, vừa tiêm vào vừa nói đây đã là ống thuốc thứ ba rồi. Người phụ nữ kia cũng vô cùng khẩn trương nhìn về phía huyền thanh. Khuôn mặt huyền thanh run rẩy tái nhợt, chịu đựng sự đau đớn lạnh lẽo đến cùng cực, lợi dụng móng tay nhỏ mà nhỏ đâm vào da thịt chính mình, hai tròng mắt run rẩy ngấn lệ, không hiểu sao vào lúc sinh mệnh bị đe dọa, trong nháy mắt cô liền nhớ tới lãnh mặc hàn, nước mắt chảy xuống, lại không khỏi nhớ tới những anh em bạn bè tất cả đều khắc ghi trong ký ức cô, cũng không tình nguyện mà dễ dàng khai thác, bởi vì đau quá. Tôi muốn giết cô ta, tôi chính là không muốn để cho cô ta sống. Chấm than ngoặc kép, trong bóng tối một người phụ nữ khác, có cảm giác như kế hoạch đã thất bại, liền cầm dao lên, không chịu đựng được muốn lao tới chỗ huyền thanh. Không được, chấm than ngoặc kép, một người đàn ông mặt rỗ nhanh chóng bước tới, nói, nếu như giết cô ta, chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ ủy viên giao cho. Không thể giết, chỉ là phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa, chấm than ngoặc kép. Một chiếc Ferrari màu đen phanh gấp trước cửa nhà hát, lãnh mặc hàn nhanh chóng rút súng lục ra, Giang Thành cùng Tiêu Yên cũng nhanh chóng rút súng từ trong xe thương vụ, cửa xe cùng mở ra, lãnh mặc hàn lập tức dẫn mọi người bước nhanh hướng đến cầu thang, lúc này chính là lúc đại sảnh đang chiếu phim, quản lý nhìn thấy một nhóm người đằng đằng sát khí đi tới, anh ngẩn ra, vô thức muốn dùng tay chặn lại. Xiết hết, Điệp Y vừa đến, gương mặt lạnh băng, giơ cây súng lục màu đen nhắm ngay vào đầu tên quản lý. Quản lý bị dọa cho sợ hãi lập tức đứng im. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt giống như tử thần, dẫn mọi người bước nhanh đi vào trong nhà hát. chương 924, tay đứt ruột sót. Bang 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 phanh ầm ầm, chấm than ngoặc kép, Âm thanh đấu súng vang lên ở phía tây sảnh chính số 3, chỉ thấy một chiếc xe hơi phịch một tiếng, phá tan tường thành, xông thẳng về phía trước. Giang Thành cùng Tiêu Yên đã đi trước một bước, bóng dáng ẩn sau tầng tầng lớp lớp người ở sảnh phía sau, nhanh chóng mang kính sát tròng màu xanh, lên nòng súng lục, hướng tới hai chiếc đèn cực lớn phía trước choang hai tiếng, âm thanh phá vỡ vang lên kịch liệt, tất cả mọi người đều khiếp sợ chạy nhanh ra ngoài, Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài tay cầm súng lục phi ưng, bước nhanh về phía bóng đen đã đột nhập vào từ phía cửa sau. Bang bang phanh phanh vèo, chấm than ngoặc kép, vô số viên đạn, lao đến sượt qua khuôn mặt lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn lại như không sợ rừng mưa đạn, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh kỳ dị nhanh chóng đi về phía con đường đen tối trước mặt, hai thân ảnh lợi hại như chim ưng lập tức xuất hiện đồng thời đạp tường phi xuống. Mười đầu ngón tay kẹp chặt dao nhọn, nhanh như tia chớp bổ thẳng về phía lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn trong khoảnh khắc vung lên hai tay, mãnh mẽ, mẽ mà nhanh nhẹn đón lấy tứ trưởng mà hai người kia mang lại, đôi tay linh hoạt, mỗi lần đều hóa giải chiêu thức chí mạng của hai người, trong lúc đó hai tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay hai người, kéo đến trước người của mình, lại phẫn nộ đem hết toàn lực, gầm lên một tiếng, trong lúc cơ thể hai người này sắp va vào mình, anh buông hai tay, mỗi người một quyền đấm thẳng vào lồng ngực bọn họ. Phanh, chấm than ngoặc kép, một trận âm thanh xương cốt bị vỡ vụn truyền đến hai người ngã nhào trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ vo thành một nắm, bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi. Hẳn là chưa từng giao đấu với người ảo có lực đạo mạnh mẽ đến như vậy, sức mạnh nghìn cân, chỉ cần một chiêu đã đủ để giết người. Lãnh mặc hàn không để ý đến họ nhanh chóng đi vào phía trong, vô số viên đạn do súng máy phát ra, bang bang phanh phanh tập kích, anh trong nháy mắt đều có thể trốn thoát, đứng ở trước cửa vào, bực tức nhìn về phía Giang Thành cùng Tiêu Yên đang thở dốc, hai người bọn họ lập tức gật đầu, tức khắc vung lên đạn sáng phía sau, kéo dây, hô to, uyển thanh, nhắm mắt lại. Chấm than ngoặc kép, phanh, một trận đạn sáng bay về phía con đường tối đen trước mặt, âm thanh vèo vèo vang lên kèm theo đó là vô số những tia laser phức tạp. Người dạ hành không có lường trước được điều này, nhưng vẫn có chuẩn bị khẩu trang che mặt, giấu kín hơi thở, mang kính mắt, lại nhanh chóng dơ lên súng máy. Người phụ nữ hắc ám, cùng một nam một nữ tức khắc nâng uyển thanh đang hấp hối, dùng vải đen nhanh chóng bọc cô lại, muốn đi về phía con đường bí mật sau nhà kho. Bang 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 bang, bang phanh. Tiếng súng liên tục truyền tới từng đợt, tại những ngã rẽ giao nhau phía trước. Bọn họ đang kéo dài thời gian, chấm than ngoặc kép, tiêu yên nhanh chóng hiểu được tình hình, đứng ở một bên, thở phi phò, tức giận nói, nhà kho dưới đất kia, chắc chắn có con đường bí mật. Không thể để cho bọn họ cứ như vậy trốn đi được. Thế nhưng hiện tại hỏa lực của đối phương quá mạnh, lối đi này quá nhỏ, chúng ta không vào được. Chấm than ngoặc kép. Lãnh mặc hàn nghe nói như thế, tức khắc đi tới dạp chiếu phim dựa vào trên tường, đôi mắt anh chợt lóe, tức khắc giơ tay lên, quá to, đưa tôi một cây trường thương. Chấm than ngoặc kép. Giang Thành vừa nghe thấy, tức khắc tiếp nhận cây thương, vứt cho lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt tiếp nhận lấy, nhắm ngay mặt tường kia, mặt lạnh dơ trường thương, phịch một tiếng đâm vào tường, mặt tường cứng rắn phía trước lập tức xuất hiện vết nứt, từng mảng vôi bị giữa ra, trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, tiêu yên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng chủ tịch, cô không nói hai lời, hướng về tầng chót bang, bang 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 nổ súng, theo tiếng súng nổ giá đỡ nhanh chóng sụp đổ, giang thành cùng tiêu yên tiến lên, hai tay đỡ lấy cái giá, hướng mặt tường phía trước lao tới. Hu hu hu, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp bầu trời thành phố, vô số tin tức báo viết quảng trường nhà hát thế kỷ đã xảy ra bắn nhau, các cảnh sát giao thông nhanh chóng phi xe như bay tới. Tô Lạc Hoành cùng tưởng văn phong hai người song song ngồi trước máy vi tính, quan sát đến xe cảnh sát từ các nơi ảo ảo kéo đến, tình hình giao thông bắt đầu bất ổn, hai người bọn họ mỗi người phân công hợp tác, đầu tiên là quấy nhiễu xe bọn họ khi đang tránh các cột đèn giao thông, trong lúc đó đèn xanh đèn đỏ lập tức bị nhiễu loạn, vô số người áo đen nghe theo hiệu lệnh của Tô Lạc Hoành, lái xe riêng cố ý vì đèn tín hiệu sai lầm, mà ngăn cản tại các giao lộ, không cho xe cảnh sát đi qua. Vô số đặc công khẩn cấp nhảy xuống xe, bấm cò, hướng nhà hát chạy như bay đến. Điệp y đứng ở tầng cao nhất nhà hát, đón gió, nhìn vô số cảnh sát đang từ bên này chạy tới, cô cầm lên súng lục, nhắm ngay dây thường kéo màn sân khấu phía trước nhà hát, phịch một tiếng, cơ hồ bốn bước màn sân khấu ẩm ẩm rơi xuống, đám cảnh sát ngẩng đầu trong nháy mắt, đã bị màn sân khấu toàn bộ che khuất, bọn họ nhao nhao kêu lên sợ hãi lại nhanh chóng từ trong màn sân khấu chui ra. Bang 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 phanh, chấm than ngoặc kép, Giang Thành cùng Tiêu Yên hợp lực nắm giá sắt dùng sức lao tới bên tường, nhìn đến bức tường rốt của cũng rung dây sắp đổ, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi tức khắc hậu lùi lại mấy bước, sau đó cùng nhau hướng mặt tường phía trước kêu một tiếng, xông thẳng tới. Phanh, mặt tường triệt để bị phá, quả nhiên xuất hiện một cái lỗ to, vô số viên đạn vèo vèo từ trong đó bay ra. Bỏ đi, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn lại cắn răng nâng lên trường thương, ném vào bên trong, giang thành cùng tiêu yên nhân cơ hội ném ra đạn sáng, vô số người áo đen cấp tốc mang mặt nạ xông thẳng vào mật thất cùng người giả hành quyết đấu kịch liệt. Cả hai bên người giả hành và người áo đen ở trong làn mưa đạn không ngừng đáp trả nhau. Lãnh mặc hàn quan tâm uyển thanh, tay nhanh chóng bấm cò, vọt vào bên trong mật thất, tức khắc liền nhìn thấy vô số vết máu trải dài trên mặt đất, còn có những sợi tóc của em gái bị cắt xuống, đôi mắt anh đỏ lên ức chế đến không chịu được đôi con người lóe ra sắc xanh âm u giơ súng lục vèo vèo phóng về phía người giả dạ hành trốn trong góc tường vô số người giả dạ hành trúng đạn một ít ngã xuống đất còn lại đang muốn bấm cỏ a à, lãnh mặc hàn một trận giống giận thân thể bay lên phía trước đạp vào lồng ngực ba người giả dạ hành bả vai anh trong khoảnh khắc không may trúng đạn máu bắn ra anh tức giận con người mở trừng trừng coi như không nhìn thấy viên đạn cắm vào trong thân thể mình bước nhanh về phía mật thất, quả nhiên thấy đằng sau có một cánh cửa nhỏ, anh không nói hai lời, liền nắm chặt súng lục, tùy ý để mờ u bàn tay tràn đầy máu, chạy nhanh vào trong. Điệp y, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành nhanh chóng cầm lên máy bộ đàm, quan sát đến uyển thanh thân ảnh màu hồng phấn ở dưới tầng chót, tức khắc nói, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy về phía bên trái sảnh chính. Mau, chắn lấy dây điện ở phía đối diện cửa nhỏ, chấm than ngoặc kép. Điệp y vừa nghe thấy những lời này, trong lúc đứng ở tầng cao nhất của nhà hát, đứng ở lan can cao hơn 10 thước, quan sát hoàn cảnh chung quanh, mặt trời chiều đứng bóng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, một tấm băng rôn tuyên truyền thật lớn treo ở phía bên trái dạp chiếu phim chính giữa sân khấu, cô không chút do so dự cầm lên súng lục, liền bắn dụng hai đầu dây chính, bức màn nhanh chóng sụp đổ, điệp y không nói hai lời, thân thể liền vọt xuống, đạp ở trên bức màn sân khấu, nhẹ nhàng rơi xuống. Phanh, cửa sắt mạnh mẽ bị đạp ra. Một nam một nữ song song khinh túi vải mang uyển thanh, nặng nề ném trên mặt đất, một người phụ nữ hắc ám khác cũng bị lãnh mặc Hàn một quyền đánh xuống, cô ta phun ra một búng máu, vừa mới định đứng dậy, lại không hiểu sao nghe thấy một trận tiếng mèo kêu, ngẩng đầu trong nháy mắt, chỉ thấy một thân ảnh quỷ dị đáng sợ lao về phía mình, cào một phát trên mặt, khuôn mặt cô ta lập tức xuất hiện vết máu, tay nhanh chóng giơ lên ném ra một con nhím hình cầu về phía Điệp Y. Điệp Y một thân nhanh nhẹn xoay người, né tránh quả cầu lợi hại lại nhanh chóng vụt dây thép về phía người phụ nữ kia. Một nam một nữ song song phi thân lên, tay lóe ra những chiếc gai sắc nhọn, đánh úp về phía lãnh mặc hàn. Bang bang phanh, lãnh mặc hàn trận trận lui về phía sau, hai tay lại nhanh chóng đỡ lấy trưởng phong từ hai người, cho đến khi lưng chạm vào mặt tường, nhìn hai người vung nắm đấm về phía mình, anh dừng lại trong nháy mắt, nhìn hai nắm đấm sắp chạm vào ngực mình, thân thủ nhanh chóng tránh qua, nhìn nắm tay hai người đâm vào tường, anh thét lên một tiếng, vung nắm đấm nặng tựa ngàn cân, giáng một đòn vào một bên sườn mặt người đàn ông, hắn ta phun ra một ngụm máu, thân thể nghiêng ngả ngã về phía người phụ nữ. Hai người đồng thời ngã mạnh trên mặt đất, người phụ nữ lại không quên ném phi tiêu về phía anh. Điệp Y đang cùng người phụ nữ bên kia tranh đấu, thấy tình trạng đó, liền ném dây thép tới, cuốn lấy phi tiêu xoạt qua Lãnh Mặc Hàn, Lãnh Mặc Hàn cũng lắc mình mặt lạnh nhanh chóng tránh thoát, hai tay giơ lên, kẹp lấy hai phi tiêu đang nhanh chóng lao tới phi về phía trước mặt hai người kia. Một nam một nữ nhanh chóng lăn lại, tóm lấy cái túi vải quấn lấy uyển thanh, bọn họ vung lên đao nhỏ, sắp sửa đâm xuống. Hai mắt lãnh mặc hàn nóng lên. Người phụ nữ nhân lúc này cầm súng lục, nhắm ngay lồng ngực lãnh mặc hàn mà bấm cò. Vèo, lồng ngực lãnh mặc hàn lập tức xuất hiện vết máu, máu theo áo sơ mi màu đen chảy xuống, anh nhìn chằm chằm vào con dao sắp sửa đâm xuống phía túi vải, hai mắt anh chợt lóe, cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt, tùy ý máu tươi nhễ nhại, chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích. Điệp y cũng ngưng mặt dừng lại, nhìn về phía người đàn ông kia. Người phụ nữ hừ lạnh cười một tiếng, cầm lên súng lục đối diện với ba người bọn họ nói qua đây. Qua đây a, à, qua đây chúng ta sẽ giết cô ta. Các người đều toàn lực liều mạng như vậy, không phải là muốn cô ta sao? Đến đây đi, chấm than ngoặc kép. Lãnh mặc hàn cắn chặt răng, trừng mắt giống như tử thần đến, nhìn về phía người phụ nữ kia người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh túi vải trong tay cầm dao nhọn chuẩn bị đâm xuống túi vải uy hiếp nhìn về phía mọi người nói nếu như ai dám qua đây tôi sẽ lấy mạng của cô ta chấm than ngoặc kép hắn nói xong liền ôm lấy túi kia tay nắm chặt dao sắc kề kề trên túi đang định đứng lên nhảy lên tường nha cặp song bào thai xuất hiện phía sau bờ tường song song vung dây thép lên trong nháy mắt quấn lấy cổ người giả dạ hành kéo đến. Hai nữ giả hành trở tay không kịp, ngẩng đầu trong nháy mắt, cũng đã bị điệp y tiếp cận, nhanh chóng cố định trên mặt tường, lãnh mặc hàn cũng trong nháy mắt phẫn nộ đứng dậy, lao thẳng về phía trước, vung lên nắm đấm hướng người giả hành nện xuống, khiến ngay cả vòi nước phía sau hắn ta cũng bị vỡ nát, tung bọt nước trắng xóa. Phốc, người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, cái túi trong tay rơi xuống, thoi thóp một hơi, toàn thân đều là máu huyển thanh, liền ngã xuống đất trước khi hôn mê còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, mười đầu ngón tay kẹp châm đâm xuống. Nghe nói tay đứt ruột sót, nghe nói máu ngủ tình thâm. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt quỷ gối xuống trước mặt em gái của mình, hai mắt kích động tràn đầy lệ, cả người chấn động thống khổ, đau lòng nhìn em gái đang hôn mê nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo, chân tay vô lực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dỉ máu, vết thương chẳng chịt phía sau lưng bị nứt toác ra, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng, mười ngón tay bị châm đâm, đang tràn đầy máu ra, trái tim người đàn ông như tan vỡ, vươn hai tay run rẩy, kích động muốn ôm lấy em gái vào lòng, nhưng lại không dám ôm sợ động tới vết thương kia. Anh nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, hối hận tự trách nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào, cuối cùng mới cúi người lòng đau như cắt ôm em gái vào lòng, ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc ướt nhẹp, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là máu ngủ tình thâm, anh đau lòng cúi đầu vuốt ve mái tóc cô gái, nước mắt không ngừng chảy xuống cứ như vậy đau lòng cùng thống khổ khóc gọi, em gái, chương 925, văn kiện. Hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu trên mặt đất. Một chiếc xe cấp cứu dừng gấp ở bên ngoài bệnh viện, trang hạo nhiên, tô lạc hoành, lâm sở nhai đã đứng đợi ở đó từ trước liền ùa lên, tô thủy kỳ vào lúc này cùng bác dịch đồng thời đi tới, xe cấp cứu cùng bác sĩ, y tá cũng khẩn trương đi tới, cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, bác sĩ, y tá đẩy giường cấp cứu lên, uyển thanh nằm hôn mê ở trên giường, người đầy máu, sinh mệnh dường như rất yếu ớt. Trời à, đường khả hình lúc này cũng nhanh chóng đi đến, vừa mới biết tin tức của Uyển Thanh từ lãnh mặc hàn, cô chen vào đám người, hai mắt tràn đầy lệ nhìn Uyển Thanh thở thoi thóp, hai mắt cô không khỏi đỏ bừng lên. Mau, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn cũng nhanh chóng đi theo xe cấp cứu, toàn anh máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán run rẩy rơi xuống nhưng hai tay vẫn nắm chắc tay cô gái đang nằm trên giường, bước chân nhanh theo bác sĩ vào bên trong phòng cấp cứu trang hạo nhiên đứng ở một bên dẫn đường sắc mặt nghiêm tuấn cùng đi vào bên trong bác dịch khẩn trương đi cạnh giường vội vã run rẩy dựa vào y thuật của anh nhìn máu không ngừng chảy ra từ cánh tay uyển thanh ngón tay nhẹ nhàng nắm vào khuỷu tay cô cảm giác như bị gãy ra hai mắt anh nóng lên trong lòng nghĩ tình huống không ổn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tô thủy kỳ một cái tô thủy kỳ cũng nhìn anh một cái tay vô ý thức lại chạm vào tay còn lại của cô, phát hiện ra nó cũng bị gãy rời, trong tim của anh lạnh lẽo, tay lại chạm vào đầu gối của cô, nó cũng mềm nhũn ra. Lãnh mặc hàn đau xót, ngẩng đầu cấp thiết nhìn hai người bọn họ, khẩn trương hỏi tình huống thế nào. Hai mắt Tô Thủy Kỳ đảo một cái, mới nặng thở dốc đi vào phòng cấp cứu nhanh chóng nói, đi vào trước cấp cứu đã. Bảo toàn tính mạng người mới quan trọng, xương cốt của cô ấy rất yếu ớt, hơn nữa vì mất máu quá nhiều, cô ấy sống đến bây giờ đã không dễ dàng rồi. Nói xong, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ, y tá cùng với phó viện trưởng nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, Tô Thủy Kỳ cũng tức khắc chào ông, ông ấy là bác sĩ giỏi nhất cả nước về mặt chỉnh hình, ông ấy có thể chữa trị tốt cho huyền thanh. Lãnh mạc hàn vừa muốn theo vào phòng phẫu thuật, lại bị y tá đẩy ra ngoài. Phịch một tiếng đóng cửa lại, đèn đỏ chợt sáng lên. Mặc hàn, cậu chúng đạn bị thương rồi. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt của anh ấy, nắm chặt bờ vai của anh, nhìn quần áo màu đen của anh đều dính máu, lập tức gọi bác sĩ, y tá đưa anh ấy vào phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn đẩy tay Trang Hạo Nhiên ra, bước nhanh tới cửa phòng cấp cứu, cũng không nói lời nào, chỉ lại yếu ớt nhìn cửa phòng cấp cứu kia đóng chặt, có chút ký ức rốt cuộc tràn về, đó là một buổi sáng sớm, cha mẹ vừa mất, mình mặc đồ tang màu trắng, ôm ảnh chụp cha mẹ ảnh, núp trên sofa, lệ rơi không ngừng, anh ơi anh ơi âm thanh thanh thúy này phảng phất vang lên từ trong mộng người con trai nằm trên sofa khẽ chớp mắt ướt ôm khung ảnh cả nhà hạnh phúc ngón tay khẽ nhúc nhích anh ơi mau cứu cứu em anh ơi gì muốn đem em đi anh ơi em không muốn rời xa anh một tiếng khóc lanh lảnh của một đứa trẻ con non nớt vang lên từ bên ngoài phòng người con trai nằm trên ghế sofa cuối cùng cũng mờ mịt tỉnh dậy trong nước mắt mở hai mắt mông lung ra Nhìn đồ vật quen thuộc xung quanh, lại vô ý thức tìm hình ảnh cô em gái. Nửa đêm hôm qua cô bé còn dậy nói đói bụng, chính mình còn mở sữa cho nó uống, rồi nhìn cô bé ngoan ngoãn ngủ, mình ngồi trên sofa đợi cha mẹ về. Anh ơi, anh ơi. Tiếng gọi lanh lảnh của một cô bé đột nhiên vang lên rõ ràng ngay bên ngoài phòng. Người con trai nhất thời rơi lệ đẩy cửa chạy ra ngoài, tức khắc nhìn thấy hoa phượng tím bay khắp mọi nơi, dường như bay đầy trời tuyết, phía trước có một chiếc xe tải chạy tới có một đứa bé gái mặc váy màu tím đang trên xe tải, vất tay với anh trai, khóc lớn, anh ơi, mau cứu em, em không muốn xa anh đâu, em muốn cùng anh đợi cha mẹ về. Em gái, chấm than ngoặc kép, người con trai vừa khóc vừa chạy như bay đuổi theo chiếc xe tải kia, nhìn em gái vừa khóc vừa vẫy tay, anh rơi lệ, em ơi. Em ơi, lãnh mặc hàn kiềm chế nỗi thống khổ, gục đầu vào cửa, muốn vào lôi uyển thanh đi ra, toàn thân thể cảm thấy dần vặt cùng đau xót anh lại một trận đau lòng nghẹn ngào rơi lệ, nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm em gái, vì thân phận đặc thù của mình nên chưa có đi xác nhận chỉ có khi nhìn cô em gái ngồi trước máy vi tính linh hoạt đánh bàn phím, nhìn biểu tình kia, anh lén lút núp trong bóng tối, tự hào cười. Có ai có thể hiểu được tiếng lòng của người con trai này? Ngày trước, anh từng làm một số chuyện vô tình, anh muốn cả đời này yêu thương em gái mình nhưng cũng nơm nấp lo sợ, che chở từng ly từng tí, rất sợ đến một ngày nào đấy không cẩn thận quấy nhiễu thượng đế thì thượng đế lại mang em gái đi mất. Mặc hàn, trang hạo nhiên vươn tay xin lỗi, đau đớn nắm chặt bờ vai của anh, thở phì phò, đau lòng nói, tôi, tôi, tôi rất xin lỗi. Lâm sở nhai cùng tào anh kiệt còn có tô lạc hoành nhất thời cũng đau lòng đi tới phía sau anh, cũng nhẹ nắm bờ vai của anh, hai vành mắt đỏ, cúi đầu nhìn phía dưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Lãnh Mặc Hàn chỉ nhìn vào cánh cửa kia, hai mắt lại lóe ra đau đớn, nhớ tới em gái ngồi ở trong xe tải kia khóc thương tâm phất tay, một khắc nghe câu kia, "Anh ơi, anh nhất định phải tới tìm em, nhất định phải tới tìm em", một giọt nước mắt của anh lại lăn xuống, thân thể một trận co quắp, hai tay nắm vào nhau khiến gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Một tiếng bước chân vang lên. Viện trưởng lúc này mới trở lại bệnh viện, dẫn hai y tá nhanh chóng đi tới, kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra? lãnh mặc hàn trong nháy hai mắt lợi hại chợt lóe lập tức xoay người chừng mắt nhìn viện trưởng dường như xem việc này không có chuyện gì anh tức giận bước nhanh qua nắm tay thật chặt mang theo nỗi phẫn giận vung tay lên đấm thẳng vào ngực viện trưởng phanh chấm than ngoặc kép lồng ngực viện trưởng tức khắc nhận một quyền cả người bỗng nhiên bay ra phía sau phanh một trận đập xuống đất mọi người kinh hãi lãnh mặc hàn lại nổi giận gầm lên một tiếng giận dữ muốn tiến lên lôi viện trưởng dậy muốn xé xác ông ta mặc hàn mọi người không muốn có án mạng nào vội vã nắm chắc anh lãnh mặc hàn lại mãnh liệt đi về phía trước lại tức khắc đánh vào lồng ngực của mình đau đớn tỏa ra máu trong nháy mắt lưu chuyển nhanh đại não tê buốt sắc mặt bắt đầu tái nhợt thân thể lung lay sắp đổ bác dịch bước nhanh đi tới trước mặt của anh đỡ chặt thân thể anh dậy tay không khỏi ấn vào lồng ngực anh mới phát hiện ra máu là màu đen anh lập tức sợ hãi kêu, "Chết rồi. Đạn có độc, lập tức đưa đến phòng bệnh, mau, chậm là không còn kịp đâu." "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên đau lòng cùng khiếp sợ nhìn về phía anh kêu lên. Cả người Lãnh Mặc Hàn đã ngã xuống, nằm trên mặt đất. "Mặc Hàn!" chấm than ngoặc kép, vô số người đau lòng chạy tới chỗ anh ấy, Trang Hạo Nhiên đỡ ngực anh ấy, có cảm giác bằng hữu muốn gặp chuyện không may, anh một trận giống giận kêu to, "Bác sĩ!" "Phanh" chấm than ngoặc kép, một chén rượu đỏ, phịch một tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Như mặt mặc màu một cái váy trắng dài, nhìn thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà, hai mắt cô ta run rẩy mới nhận được tin viện trưởng bị bắt lại, sau đó người hầu bên kia báo cáo rằng giám độc tưởng đang đi đến chỗ cô ở. Hai mắt cô ta không ngừng nháy, hai tay nắm tay vịn sofa, thở phi phò, ngửa mặt suy nghĩ thật lâu, hai mắt kia tràn ngập mơ mộng và ôn nhu, đột nhiên trở nên sắc bén. Mặt trời bắt đầu lặn, một chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm chạp đi về hướng tòa nhà cao cấp, có hơn trăm tầng chạm đến tận mây cao, không thể nhìn lên tầng thượng, mà như mặt vừa vặn ở tầng cao nhất, ngay trên tầng mây, tưởng thiên lỗi mặt sắc lạnh lùng, ngồi ở sau xe, nhìn xe uyển chuyển lái vào đại sảnh của tòa nhà, hai tròng mắt anh nhanh chóng lóe ra. Thẩm quân dụ ngồi bên cạnh, thong thả đưa cho anh một phần văn kiện, yếu ớt nói, đây là tư liệu tôi mãi mới tra ra được, nếu cậu muốn đi gặp như mà tiểu thư, Vậy hãy xem trước đi. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn phía dưới, nhìn túi tài liệu màu xám kia, khuôn mặt căng ra, hai mắt run rẩy kích động, do dự cầm tài liệu lên, chậm chạp mở ra, từ bên trong rút lấy ra vài tờ tài liệu, chuẩn bị xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 925.